Linh Chu, Phong Phi Vân. Tập 16. Đột nhiên, Phong Phi Vân sắc mặt đại biến, miểu quỷ ban chỉ vốn đeo trên ngón tay cái không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, trên ngón tay trống trơn, không có thứ gì cả. Đây chính là một kiện linh khí, đã cùng Phong Phi Vân có liên hệ chặt chẽ như chủ tớ, coi như là tu sĩ cấp bậc cự kình muốn từ trên tay hắn lấy đi miểu quỷ ban chỉ cũng không có khả năng hoàn toàn không phát giác ra. Nhất định là tên thiếu niên mặt đen vừa rồi đã trộm lấy. Ta kháo! Phong Phi Vân mắng to một tiếng, dẫn theo bạch thạch cự đao, điên cuồng lao vào trong màn đêm đen kịt, một bên vận chuyển thần thức, muốn bắt lấy liên lạc với miểu quỷ ban chỉ. Chỉ cần miểu quỷ ban chỉ không rời khỏi phạm vi ngàn dặm thì hắn đều có thể gọi về được. Nhưng sau khi thần thức Phong Phi Vân triển khai, miểu quỷ ban chỉ lại một tia phản ứng cũng không có, bị người cưỡng ép ngăn cách liên hệ, phong ấn khí linh trong linh khí. Cứu mạng A Hát, giết người, cứu mạng A Hát, yêu ma chi tử điên rồi, muốn giết người A Hát. Tất Ninh Xuất ở phía trước chạy trốn, bên miệng không ngừng khóc hô, thật giống như Phong Phi Vân muốn cưỡng gian hắn vậy, cướp đường bỏ chạy, lưu lại một đường bụi mù. Tiểu tử mặt đen Tất Ninh Xuất tốc độ trốn chết quả thực nhanh như thỏ rừng, ngay cả Phong Phi Vân vốn rất tự tin về tốc độ của mình cũng khó mà đuổi theo kịp hắn. Nhưng khoảng cách đang không ngừng gần hơn, từ cách xa nhau trăm dặm lúc đầu hiện giờ chỉ còn kém 7, 8 dặm, qua trong giây lát, khoảng cách lại kéo gần thêm không ít. Phong Phi Vân một chỉ điểm ra ngoài, ngưng tụ mộc chi tinh hoa khắp núi rừng, biến thành một đạo chỉ kiếm lục sắc dài 30 mét đánh ra ngoài. Thanh mộc thuật. Ngũ hành đối ứng 5 loại nhan sắc, thủy đối ứng hắc sắc, hỏa đối ứng xích sắc, mộc đối ứng chính là lục sắc. Má ơi, giết người. Tất Ninh Xuất từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài tử sắc, trở tay đánh ra ngoài, ngọc bài kia chính là một kiện bảo khí không tệ, mặt ngoài khắc một tòa trận vân, so với bảo khí bình thường còn chân quý hơn gấp mấy lần, có thể bán ra mấy ngàn miếng kim tệ. Oanh! Thanh mộc thuật đụng nát cái lệnh bài kia, biến thành 6 khối mảnh vỡ. Rơi xuống trên mặt đất. Tất Ninh Xuất mượn cơ hội này trốn đi xa hơn, trong miệng vẫn đang hô cứu mạng. Phong Phi Vân khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, lại điểm ra một chỉ, như một thanh chiến kiếm vô song ngang trời mà qua, gào thét truy sát theo. Thiên linh linh, địa linh linh, vạn thiên kiếm ảnh nghe ta triệu hoán. Tất Ninh Xuất bị buộc vô lại, hắn tế ra một bộ kiếm trận, tổng cộng 8 chuôi cổ kiếm, đều là bảo vật cấp bậc bảo khí. Mỗi một chuôi đều chỉ dài chừng bàn tay, bị hắn giấu ở trên lưng, giờ phút này sau khi tế ra, 8 đạo lưu quang chợt bay lên. 8 kiếm biến thành trận pháp, tập thành vòng tròn, từ trên mặt đất vọt lên, nghênh tiếp lấy đạo thanh mộc thuật kia. Bành, 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 bành. Phong Phi Vân đuổi theo sau lưng, lại liên tục điểm ra 7 chỉ, đánh nát 8 chuôi cổ kiếm của kiếm trận kia thành một mịn. Không tệ lắm. Nhiều bảo khí như vậy, đều là trộm được sao? Trong lòng Phong Phi Vân cực kỳ kinh ngạc, thiếu niên mặt đen này thật sự không tầm thường, tu vị không hề bất lực như hắn biểu hiện ra ngoài. Phong Phi Vân tuy rằng nhìn như hời hợt đánh nát các bảo khí hắn tế ra, nhưng cũng đã sử dụng cả 10 thành tu vị. Tu sĩ thần cơ đại viên mãn bình thường cũng chưa hẳn có thể ngăn trở một chiêu thanh mộc thuật của Phong Phi Vân. Khục khục, ta là người trước sau trung thực như một. Chưa bao giờ làm ra loại chuyện trộm cắp, chính là Phong Lưu tiểu tài tử của thần thông tháp. Tất Ninh Xuất mặt mũi tràn đầy chính khí, không chút đỏ mặt, bất quá, mặt của hắn đen như vậy, cũng không cách nào xấu hổ được. Đưa miểu quỷ ban chỉ cho ta. Phong Phi Vân giờ phút này đã cực kỳ bực bội. Ta không lấy, không tin ngươi tới lục xem. Tất Ninh Xuất đứng trên sườn núi, thản nhiên nói. Để ta tới lục soát. Phong Phi Vân mượn khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã đuổi theo, cầm trong tay bạch thạch cự đao, lôi ra một đạo long hình đao lãng. Long hoàng nhất đao sát. Bạch quang chút xuống, lưỡi đao trượt dài trên mặt đất. Mẹ nó, người thu thân như vậy sao, con mẹ nó người thu mệnh a. Tất Ninh Xuất ném ra một cái lục lạc chung, xoay tròn trên không trung, phát ra tiếng chuông không dứt bên tai. Trong miệng hắn phun ra một ngụm tiên hà. Thể thích lục lạc chuông vốn chừng nắm tay chợt không ngừng tăng lớn, có đạo đạo văn tự cổ xưa lưu động trên đó, biến thành một cái cổ chung cao đến 3 mét. Thân thể Tất Ninh Xuất ngồi xổm xuống, trước khi một đao của Phong Phi Vân rơi xuống thì đã bị bao phủ dưới bán thiên lâu linh. Đăng! Một thanh âm kim thạch tương giao vang lên, giống như sóng gợn từ giữa lưỡi đao và bán thiên lâu linh truyền ra,
thanh âm xuyên thủng trời cao, vang vọng phạm vi 300 dặm, chấn khiến mặt đất đều có chút run lên. Thạch linh cự đại kia bị Phong Phi Vân một đao chém xuống lòng đất, trên mặt đất lộ ra một lỗ thủng lớn, tựa như một ngụm đại tỉnh, bên trong còn có khói vàng ngứa ra. Phong Phi Vân tách rời xê bán thiên lâu linh nặng 9.000 cân kia ra khỏi lòng đất, khẩu lục lạc trung này đã mất đi linh hà gia trì, chợt lại trở nên chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng vẫn nặng đến 9.000 cân. Thừa nhận bạch thạch cự đao chém xuống vậy mà lại không chút tổn hại. Người đâu? Lòng đất sâu chừng hơn 10 mét, có thể liếc nhìn thấu, phía dưới trống rỗng, nào có bóng dáng Tất Ninh xuất chứ? Tên này chẳng lẽ là con chuột sao, coi như là lại thêm 4 tên tu sĩ thần cơ đại viên mãn cũng chưa hẳn có thể bắt được hắn. Phong Phi Vân một tay nắm lấy bạch thạch cự đao, một tay nắm lấy bán thiên lâu linh, thi triển ra thanh mộc thuật trong bát thuật quyền, sáp nhập thần thức vào mộc tinh hoa trong núi, ngũ giác trở nên nhạy cảm, suy nghĩ trở nên rõ ràng. Thanh mộc thuật không chỉ có thể tầm bảo, càng có thể tìm người. Rõ ràng đã chạy ra ngoài 70 dặm. Phong Phi Vân không nghĩ nhiều gờ, liền lại biến thành một đạo bóng trắng, đi xuyên qua trên sơn đạo, đuổi theo ra ngoài. Miểu quỷ ban chỉ tuyệt đối không chỉ đơn giản là một kiện nhất phẩm linh khí, bảy bức cổ đồ trên đó cùng thanh đồng linh châu có liên hệ không giống bình thường, bằng không thì long mã hà đồ không có khả năng từ trên miểu quỷ ban chỉ chóc ra, ấn lên trên thanh đồng linh châu rồi. Miểu quỷ ban chỉ tuyệt đối không thể mất đi, đây chính là một góc của thánh linh khí mãnh. Nếu có đầy đủ linh tính tinh hồn đánh vào trong đó, uy lực sẽ vượt xa linh khí bình thường. Mẹ nó, lại đuổi theo. Tất Ninh suốt cảm giác được phía sau mông lạnh lẽo, Phong Phi Vân cách hắn chỉ còn chưa đầy 100 mét, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy dáng cười âm trầm trên mặt Phong Phi Vân, cười đến mức khiến lòng hắn lạnh lẽo. Ầm ầm, hai cổ lực lượng cuồn cuộn từ hai phía đè ép qua, bên trái là 7 đầu kỳ ngưu chi lực, bên phải cũng là 7 đầu kỳ ngưu chi lực. 7 đầu hư ảnh kỳ ngưu cơ hồ đã sắp ngưng thực, mỗi một đầu đều như một tòa núi nhỏ, lực trùng kích kinh người, 7 ngưu chi lực, tổng cộng 64.000 cân. Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết, hai đại cao thủ đồng thời xuất thủ, từ hai phương hướng đồng thời đánh qua. Nguy rồi! Phong Phi Vân trong lòng tim đập mạnh một cái, biết rõ chính mình đã rơi vào bố cục do đối phương tỉ mỉ trí, tất cả đã sớm bố trí tốt rồi, chỉ đợi đến lúc hắn mắc câu thôi. Từ khi tên thiếu niên mặt đen kia trộm đi miểu quỷ ban chỉ thì mình đã từng bước một đi vào trong cạm bẫy của đối phương, rốt cuộc là người phương nào đang tính toán mình. Chẳng lẽ là vì mình trở thành truyền nhân thần vương nên khiến người nào đó cảm thấy bất an, muốn diệt trừ hắn sao? Không cho phép Phong Phi Vân nghĩ nhiều, ngay cả thời gian chém ra Long Hoàng Đao Quyết cũng không có, có một cổ cảm giác hít thở không thông đang tiếp cận, khiến da của hắn cũng thấy đau đớn. 14 đầu kỳ ngưu đã nghiền ép tới hắn, như là thiên quân vạn mã hành quân qua xa trường, chấn khiến mặt đất không ngừng run rẩy. Phong Phi Vân trực tiếp xông ra phía bên phải, thân thể như rồng, dùng bạch thạch cự đao mở đường, một đầu đụng tới 7 đầu kỳ ngưu, dùng huyết nhục chi thân đụng vào 7 đầu hư ảnh kỳ ngưu. Bành! Một đầu kỳ ngưu cách gần Phong Phi Vân tát tới, tranh thủ thời gian ra tay, 6 đầu kỳ ngưu khác cũng vây công tới. Bị Phong Phi Vân bổ liền 6 đao, chém thành 6 đạo khói xanh. Đúng lúc này, Phong Phi Vân đã ổn định thân hình, ầm ầm đánh ra một trường, cũng đánh ra 7 ngưu chi lực tới 7 đầu kỳ ngưu đang lao tới phía bên kia, cả hai chạm vào nhau, hóa thành khói đặc. Phong Phi Vân, chúng ta đã đợi từ lâu. Mộc Đàm Thiên ống tay áo khẽ vậy, trên cánh tay phải, 18 đạo vòng xoáy linh khí về tự động tạo ra, đây là 18 cái bổn mạng đại huyệt. Có thể dẫn động thần thức, thi triển linh thuật. Thạch linh vốn ở bên hông Phong Phi Vân bị thần thức Mộc Đàm Thiên dẫn động, chấn động kịch liệt một cái, sau đó liền đã bay ra ngoài, trở xuống vào lòng bàn tay Mộc Đàm Thiên. Bán thiên lâu linh mất mà được lại, khiến Mộc Đàm Thiên hưng phấn đến run rẩy. Đây chính là một kiện linh khí, nếu thật sự mất đi, vậy thì hắn sẽ phải bị gia tộc nghiêm khắc trách phạt, cuối cùng vô duyên với vị trí gia chủ. Mộc Thuyết cũng từ bên kia chạy tới. Tay niết một cây bảo thụ đỏ thẫm, trên người lượn lờ lấy 4 đạo linh mang, phong kín đường lui của Phong Phi Vân. Ai nha, má ơi, hai người các ngươi cuối cùng cũng giết ra, nếu các ngươi không ra, ta khó mà giữ được cái mạng nhỏ này a. Tất Ninh suốt đặt mông trên mặt đất, không ngừng lấy ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán, vừa rồi hắn bị Phong Phi Vân đuổi giết, lãng phí vài kiện bảo khí, khiến lòng hắn đau xót không dứt. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, tâm cũng dần yên tĩnh lại,
tuy rằng bị tam đại cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn vây quanh, nhưng hắn vẫn trấn định nói. Thì ra các ngươi là cùng một bọn với tên trộm cắp kia. Cọng lông, ai con mẹ nó cùng bọn với hắn chứ? Mộc Đàm Thiên hừ lạnh một tiếng, đối với Tất Ninh Xuất rất bất mãn, quả nhiên là hắn trộm đi bán thiên lâu linh, lúc ấy Mộc Đàm Thiên vốn đã lục soát thân thể hắn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nếu không phải Phong Phi Vân khiến hắn không thể không sử dụng bán thiên lâu linh để bảo vệ tánh mạng, thì nói không chừng kiện chấn tốc chi bảo của Mộc gia này đã đổi thành họ của Tất Ninh Xuất rồi, quả thực là lòng tham không đáy, tâm quá hắc, ba khối chân diệu linh thạch kia khẳng định cũng bị hắn trộm đi. Mộc Đàm Thiên nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải La Phù công chúa có mệnh lệnh, hắn căn bản không muốn ra tay với Phong Phi Vân, càng muốn hảo hảo giáo huấn tên hỗn đản tay chân không sạch sẽ kia một chút. Tất Ninh Xuất thấy ánh mắt Mộc Đàm Thiên có chút bất thiện, lập tức có chút không vui nói. Nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Ta cũng không phải tặc, bán thiên lâu linh rõ ràng là từ trên người Phong Phi Vân lấy ra, Phong Phi Vân mới là tặc a hát, ngươi không tin thì tìm xem, ba khối chân diệu linh thạch của ngươi đều ở trên người hắn, chính là giấu trong túi áo ở bên phải đấy. Tất Ninh Xuất thần sắc xúc động phẫn nộ, thập phần ủy khuất. Phong Phi Vân sắc mặt lại biến. Sờ lên túi phải của mình, quả nhiên lấy ra ba khối linh thạch màu trắng, cũng không biết là bị hắn bỏ vào lúc nào, mình lại không chút cảm giác được. Tất Ninh Xuất thủ đoạn cao minh, vậy mà tránh thoát khỏi linh giác hơn 9-10 lần thường nhân của Phong Phi Vân. Có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi cả linh khí, muốn đắt ba khối linh thạch ở trong túi Phong Phi Vân chỉ là chuyện dễ dàng. Mẹ nó! Phong Phi Vân có một loại muốn xúc động muốn chửi thề. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn tính toán người khác, hôm nay lại hai lần bị người tính toán. Chờ ta ngũ hành hợp nhất, tu luyện thành tiểu diễn thuật, lại đến cùng ngươi đấu pháp, xem ai thu thập ai. Chỉ cần luyện thành hết ngũ hành chi thuật, hợp lại làm một sẽ thành tiểu diễn thuật có thể khiến người cách không lấy được kim loại trong lòng đất cách đó 100 mét, không hề kém hơn diệu thủ không không của Tất Ninh Xuất. Phong Phi Vân hiện giờ cũng chỉ thiếu bạch kim thuật và hoàng thổ thuật. Một khi tu luyện thành tiểu diễn thuật, nhất định phải gài bẫy tên mặt đen lòng càng thêm đen này một phen, nhằm báo thù hôm nay. Có người thiết trí bẫy dập, càng mời tới tam đại cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn, Mộc Đàm Thiên, Mộc Thuyết, Tất Ninh Xuất, tất cả đều chỉ vì đối phó Phong Phi Vân há. Ở vạn tượng tháp gây ra động tĩnh lớn như thế, rõ ràng lại không làm kinh động đệ tử chấp pháp đội, việc này cũng quá không hợp với lẽ thường rồi, xem ra địa vị người ra tay quả thật không tầm thường. Kỳ thật, chính thức khiến Phong Phi Vân cảm giác được nguy cơ chính là đến từ khí tức nguy hiểm mà từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể phát giác ra kia, đối với người linh giác và linh hồn đều thập phần cường đại như hắn mà nói, việc này càng thêm không bình thường, nhất định là có TT huyệt đỉnh trí sư đang thi triển cấm pháp, trong lúc vô hình phong tỏa ngũ giác của hắn. Công chúa, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, có thể cáo từ được chưa? Thiên toán thư sinh đứng trên đỉnh thần nhai cao ngàn trượng, tay niết bạch vũ phiến. Trong nháy mắt liền thu một cuốn phong thiên đồ giấu ở sâu trong thiên mạc về. Phong thiên đồ xoáy lên, hóa thành một quyển họa trục như thanh đồng trục cực đại vác ở trên lưng hắn. Bốn chỉ đầu thao thế lôi kéo bát bộ long liễn từ thanh vân minh nguyệt thiên ngoại bay tới, tám tôn đại nội cao thủ như thần ma chiến tướng, đi theo đằng sau long liễn, cổ xe pháp vận trầm trọng, thanh đồng càng xe dài đến 77 mét chuyển động trong gió, có long văn chìm nổi, có kim lân ẩn lộ ra. Nếu không có phong thiên đồ, cũng không thể lừa gạt được Phong Phi Vân đã tu luyện mộ phủ tầm bảo lục, rất khó dẫn hắn vào bẫy dập, thiên toán thư sinh không hổ là thiên toán thư sinh. La Phù công chúa không đi ra khỏi bát bộ long liễn, tuy rằng thanh âm cũng bình thản, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tay thiên toán thư sinh ở xa xôi. Phong Phi Vân tu luyện chính là đại diễn thuật một trong bát thuật, một khi hắn luyện thành toàn bộ ngũ hành chi thuật, dung hợp thành tiểu diễn thuật. Vậy thì linh giác sẽ tăng lên đến một cấp độ vô cùng khủng bố, cho dù phong thiên đồ đoán chừng cũng không áp chế nổi hắn. Thiên toán thư sinh một thân nho nhã chi khí, rất có phong thái của thánh hiền lúc còn trẻ. Phong Phi Vân có đạt tới mức độ thiên tài cấp bậc sử thi không? La Phù công chúa hỏi. Thiên tài cấp bậc sử thi một thời đại chưa hẳn có một người, chính là vô thượng anh kiệt thật sự, có tiềm lực trùng kích vũ hóa bán thành. Nếu không phải một cái luân hồi kỷ nguyên qua đi, nghênh đón một luân hồi kỷ nguyên mới, chính là đang vào lúc luân hồi luân chuyển thì thần Tấn Vương Triều cũng không có khả năng đồng thời sinh ra đời 9 vị thiên tài cấp bậc sử thi, so với thời đại khác gấp 10 lần. Thiên toán thư sinh mịt mờ nói.
tăng thêm tiểu tà ma, thần tấn vương triều hiện giờ tổng cộng có 9 vị thiên tài cấp bậc sử thi. Thiên toán thư sinh tuy rằng không trả lời thẳng vấn đề của La Phù công chúa, nhưng La Phù công chúa lại hiểu rõ. Người thông minh nói chuyện không cần quá mức rõ ràng. Thiên toán thư sinh nhìn qua tinh hà đầy trời, lại nói. Bất quá những ngày gần đây thiên tượng đột biến, tinh hà thẳng xuống dưới, lộ ra cách cục, quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm, thiên tượng thay đổi, địa tượng nhất định cũng sẽ cải biến, trong tương lai không lâu sau, có lẽ là 3 năm sau, có lẽ là 10 năm sau, thậm chí có thể là ngày mai, sẽ nghênh đón một đại thế chiến hỏa liên miên, có người chỉ thiếu một chút thì có lẽ có thể nắm giữ cơ hội này để trùng kích đệ độ cao thiên tài cấp bậc sử thi, thậm chí còn có thiên tài cấp bậc sử thi mới sẽ ngang trời xuất thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên toán thư sinh nhìn qua bầu trời, giống như có thể nhìn thấu tất cả hư vọng của thiên địa vậy. Tay đưa ra ngoài, có một đoàn tinh quang sáng chói đã rơi vào lòng bàn tay hắn, thân thể của hắn phiêu giật mà linh động, hóa thành một đường cong u nhã, bay vào điểm cuối trên trời cao, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Phong Phi Vân nắm lấy 3 khối chân diệu linh thạch, tựa như nắm lấy 3 củ khoai lang nóng phỏng tay vậy. Lần này có lý cũng không nói được rồi, sao lại gặp phải một tên đạo tặc vô sỉ vu oan giá họa cho người thành thạo như thế chứ? Phong Phi Vân, tối nay chúng ta chính là bắt giặc mà đến, ngươi tên tiểu tặc to gan lớn mật này, cũng dám trộm bán thiên lâu linh và 3 khối chân diệu linh thạch của Mộc Đại Công Tử, thật sự là muốn ăn đòn mà. Tất Ninh xuất vinh váo tự đắc, trên gương mặt đen kịt tràn đầy chính khí. Bổn thiếu gia gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc, cũng cần trộm sao? Phong Phi Vân trực tiếp bỏ 3 khối chân diệu linh thạch kia lại về trong túi áo, con mẹ nó, đã nhét vào trong túi mình rồi, nào có đạo lý lại lấy ra chứ? Bị oan uổng, là không may, bị oan uổng, còn không có được chỗ tốt, đó mới là không may về đến nhà. Da mặt thật là dày a hát, Tất Ninh Suất nhìn Phong Phi Vân lần nữa bỏ linh thạch lại vào trong túi áo, trong lòng thầm đánh giá một câu. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có da mặt của mình mới dày. Không nghĩ tới Phong Phi Vân cũng không hề mỏng hơn hắn bao nhiêu. Phong Phi Vân, chúng ta chính là nhận mệnh của người, hay người làm việc, người nếu có thể qua khỏi 10 chiêu trong tay ta, liền xem như đã qua ta cửa ải này. Mộc Đàm Thiên nói, người nếu có thể đủ tiếp ta 10 chiêu, thì xem như qua cửa thứ hai. Mộc Thuyết cầm trong tay bảo thụ, tuy là nữ tử nhưng chiến ý lại vô song, tự tin như bạch hồng quan cửu thiên. Tất Ninh Suất đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại vô cùng nhẹ nhõm, đứng ở đàng xa, cười nói. Tối nay có 5 cửa, nếu ngươi không thể xông qua 5 cửa này trước lúc hừng đông sáng hôm sau, vậy thì miểu quỷ ban chỉ từ nay liền đổi thành họ Tất rồi. Vậy nên vượt qua thì sao? Phong Phi Vân cau mày, cảm giác được một cổ hào khí quỷ dị, đối phương tựa hồ không phải là vì giết hắn. Hắc hắc, tối nay ra tay đều là nhân vật có danh tiếng trên bách tháp bảng, mỗi một cửa đều tồn tại sát cơ vô tận. Cho dù ngươi có thể xông qua 4 cửa trước, cũng tuyệt đối không thể xông qua cửa thứ 5. Trong miệng Tất Ninh Suất phun ra một ngụm hào quang, miểu quỷ ban chỉ liền từ trong miệng lao ra, bay đến trong tay của hắn, tung tung trong tay cười nói. Còn có một thời thân nữa trời sẽ sáng, hắc hắc, ta đi trước tìm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ uống rượu đây, ngươi cứ chậm rãi xông cửa đi. Tất Ninh Suất vội chạy ngược mà về. Biết rõ mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Nam Cung Hồng Nhan đang ở trong cổ xe kia, lúc trước vì trộm lấy miểu quỷ ban chỉ của Phong Phi Vân nên hắn cũng không kịp nhìn mỹ nhân đệ nhất thiên hạ lớn lên đến cùng xinh đẹp bực nào, hiện giờ tự nhiên không thể buông tha cho cơ hội này rồi. Chỉ có một thời cơ. Trở lại cho ta. Phong Phi Vân vỗ ra một trường, 7 đầu kỳ ngưu từ trong lòng bàn tay bay ra, ngưu ảnh như núi, cường tráng mà thần tuấn. Đối thủ của ngươi là ta. Ầm ầm. Mộc Đàm Thiên ngang trời giết ra, cũng đánh ra 7 ngưu chi lực, đụng tan ngưu ảnh đầy trời, Tất Ninh Suất bay vút trên đỉnh cổ mộc, xoay người làm một cái mặt quỷ với Phong Phi Vân, thật giống như đang nói, lão tử đi tìm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ phong lưu khoái hoạt, thần vương truyền nhân bây giờ vẫn nên thành thành thật thật khổ chiến đi, chỉ cần vượt qua rồi, công chúa điện hạ hài lòng thì về sau sẽ có vạn kim chi thân của công chúa làm ấm giường cho ngươi. Ta đây là đang giúp ngươi thoát khổ hổ hải a hát. Có công chúa chơi, ai lại chơi loại nữ tử phong trần này, nếu để cho công chúa điện hạ biết rõ ngươi cùng nữ tử phong trần anh em, chỉ sợ thần vương truyền nhân như ngươi cũng không còn mạng đâu. Tất Ninh Suất trung quy vẫn cảm thấy mình đây là đang làm người tốt chuyện tốt, tổn mình lợi người, công đức vô lượng.
Loại hồng nhan họa mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này cứ giao cho ta tới thu thập đi. Tất Ninh Suất có chút không thể chờ đợi được nữa, lau đi nước dãi bên khóe miệng, cấp tốc chạy vội đi. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên âm trầm, hắn lấy ra bạch thạch cự đao dài hơn 7 mét, để trong tay, trên người có một cổ sát khí đầm đặc lao ra, khiến hai mắt hắn cũng trở nên có chút huyết hồng, một đao dở lên cao bổ ra ngoài. Đạo đao khí kia hóa thành bay ra, bay trăm dặm, một đao chém vào mông Tất Ninh Suất, chiếc quần vốn rộng thùng thình lập tức biến thành quần yếm, lại còn đang nhỏ máu. Phong Phi Vân, con mẹ nó ngươi quá thất đức, thiếu một chút nữa đã đoạn mệnh căn lão tử rồi. Ta muốn đi cáo trạng cho Nam Cung Hồng Nhan, nói là ngươi vì muốn trèo lên hoàng tộc, muốn thành phò mã đã thông đồng công chúa, đã vứt bỏ nàng rồi. Tất Ninh Suất thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng gió, đã triệt để đi xa. Phong Phi Vân, ngươi không cần lo lắng cho Hồng Nhan cô nương, Tất Ninh Suất có một vị hôn thê địa vị thập phần lớn, nếu hắn dám đụng vào nữ tử khác. Cho dù ngươi không thiên hắn, vị hôn thê hắn cũng sẽ thiên hắn. Mộc Đàm Thiên thấy thần sắc Phong Phi Vân có chút không đúng, cổ sát khí đậm đặc kia khiến loại người đã trải qua khảo nghiệm sinh tử như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu khiến yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân bị kích thích tỉnh lại, vậy thì ai đến phụ trách trách nhiệm này đây? Ngươi lại tiếp tục cản đường ta, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Phong Phi Vân trừng mắt liếc hắn một cái. Mộc Đàm Thiên mỉm cười mà đứng nói. Bài danh thứ 76 trên bách tháp bảng, thần cơ đại viên mãn. Nếu ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta tự động nhường đường cho ngươi. Phong Phi Vân tuy rằng nhìn như lửa giận ngút trời, giống như có lẽ đã mất đi lý trí, nhưng giờ phút này đáy lòng hắn lại rất thanh minh, suy nghĩ cũng thập phần thấu triệt, chỉ là yêu ma chi huyết đang ảnh hưởng tâm tình của hắn, hắn tuy rằng đang cố gắng khắc chế nhưng vẫn hiển lộ ra. Khó trách Mộc Đàm Thiên tự tin như thế, muốn 10 chiêu liền đánh bại Phong Phi Vân, vậy mà đã đạt đến bài danh thứ 76 trên bách tháp bảng, so với Đông Phương Mục phải cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa hắn còn nắm giữ lấy một kiện linh khí bán thiên lâu linh, mà linh khí của Phong Phi Vân lại bị Tất Ninh Suất trộm lấy, cái này nếu so sánh ra, Phong Phi Vân đã rơi vào hạ phong hoàn toàn. Ta xem qua ngươi đánh một trận với Đông Phương Mục, thiên tư của ngươi trên hắn, nhưng tu vị lại chênh lệch quá xa. Nếu không phải ngươi tế ra linh khí, ngươi muốn thắng hắn chỉ có không đến ba thành cơ hội. Mộc Đàm Thiên mỉm cười. Đông Phương Mục đã từng giao thủ với ta giao thủ, ba chiêu đã thua trong tay ta, hơn nữa còn là dưới tình huống ta không sử dụng linh khí. Ngươi nói nhảm thật sự nhiều lắm. Trong thân thể Phong Phi Vân linh khí điên cuồng tuôn ra, tràn ngập trên cự đao, bước ra một bước hơn 70 mét, hai tay cầm đao, sát khí sôi trào, dùng cự lực chém xuống. Một đao kia sợ rằng không dưới trăm vạn cân. Đây là chiêu thứ nhất. Mộc Đàm Thiên thân như lưu vân, hóa thành một mảnh khói xanh như mây, đây mới thực là khói xanh, thân thể giống như phân giải ra vậy. Một đao kia của Phong Phi Vân chỉ chạm giá khói xanh, nhưng lại không chém trúng Mộc Đàm Thiên, thân pháp của hắn quả thực như ảnh tựa huyễn, không thể cân nhắc. Bá! Trong không khí, có một đoàn khói xanh ngưng tụ, lần nữa ngưng tụ thành thân thể Mộc Đàm Thiên. Vẫn cách chỗ Phong Phi Vân hơn 70 mét, phương hướng vẫn vậy. Chiêu thứ hai, đến phiên ta xuất thủ. Cánh tay phải của Mộc Đàm Thiên có 18 tòa đại huyệt hiện ra, trên cánh tay trái cũng có 18 tòa đại huyệt, hai chân có tất cả 36 tòa huyệt vị, thân thể và đầu còn có 72 tòa mệnh huyệt. Toàn thân cộng lại, đã mở ra 144 tòa mệnh huyệt, linh khí cuồn cuộn trên huyệt vị, khi thì xông vào, khi thì lao ra. Đông Phương Mục cũng đã ngưng tụ ra 99 tòa mệnh huyệt, mà hắn lại nhiều hơn Đông Phương Mục đến 45 tòa, chênh lệch quả thật gấp bội. Oanh! Thân thể của hắn hóa mây xanh, đã bay ra ngoài, một đạo trưởng ấn lợi hại từ trong mây xanh chậm rãi vươn ra, hoàn toàn bao lấy Phong Phi Vân dưới trưởng ấn. Một trưởng này hắn chính là dùng 10 tầng tu vị ra tay, cũng không có nửa phần lưu tình, nói cách khác 10 chiêu này đều là 10 chiêu mạnh nhất của hắn. Nếu Phong Phi Vân chết trong tay hắn thì cũng chỉ có thể trách hắn tu vị không đủ thôi. Tranh hùng giữa một đời tuổi trẻ chính là như thế, có vài lúc coi như là chiến đấu đến hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thế hệ trước đều sẽ không xuất thủ, người không trải qua khảo nghiệm sinh tử, cũng không có khả năng đạp vào con đường cường giả. Phong Phi Vân hoành đao đứng gió, như lâm đại địch, cảm giác được ra đầu cũng bị cổ lực lượng này đè đến đau nhức, có một loại cảm giác đầu cũng như muốn nghiền nát. Mộc Đàm Thiên quả thật có lực lượng có thể trong ba chiêu đánh bại Đông Phương Mục. Phong Phi Vân một tay cầm đao,
tay vươn lên cao giơ ra một ngón tay, điều động thảo mộc chi khí khắp rừng núi, ngưng tụ thành thanh mộc thuật. Cỏ cây trong phạm vi mấy ngàn thước đều có thể dùng mắt thường thấy được héo rũ xuống, có thân cây còn phát ra tiếng đùng đùng không dứt, giống như muốn bị người ép khô vậy. Ầm ầm, một đạo thanh mang đường kính to như chén ăn cơm từ trong tay Phong Phi Vân bắn ra ngoài, xuyên thủng đạo trưởng ấn màu xanh cự đại kia, ngay một sát na khi trưởng ấn nghiền nát, Phong Phi Vân liền dẫn theo bạch thạch cự đao giết ra ngoài, xông vào trong mảnh mây mù màu xanh kia. Ánh đao hợp thành con thoi, chỉ trong nháy mắt, Phong Phi Vân đã bổ ra ba đao, mỗi một đao đều là một đạo long ảnh, có lực lượng trăm vạn cân, tấn công điên cuồng như vậy coi như là 10 vạn thần vũ quân cũng sẽ bị một mình hắn đánh đến người chết ngựa đổ. Mây mù màu xanh kia càng lên càng cao, hai đạo nhân ảnh, khi thì bay vào trường thiên, khi thì rơi xuống mặt đất, đứng ở bên ngoài, có thể trông thấy trong mây mù màu xanh kia có bóng dáng một thanh bạch thạch đại đao, giống như một cối xay cực lớn bay múa bên trong vậy. Dầm ào ào. Đại địa chấn động không ngớt, rốt cục có một khe đất rạn nứt, rộng chừng một trường, kéo dài ra đến mấy ngàn thước. Ngọn núi này đều như muốn sụp đổ xuống vậy. Oanh! Oanh! Cuối cùng hai tiếng nổ mạnh va chạm, tựa như thần lôi quay cuồng trên bầu trời, chấn khiến màng tai đau nhức, hai đạo nhân ảnh từ trong mây mù màu xanh bay ra, đáp xuống rừng cây. Phong Phi Vân vẫn mang theo bạch thạch cự đao, trên thân đao còn lưu chuyển lấy vầng sáng màu trắng. Dây cột tóc trên đầu cũng đã đứt, tóc tai bù xù đứng ở nơi đó, hai mắt đỏ thẫm, chiến ý toái thương khung. Trên cánh tay hắn đang nhỏ máu, ngón tay cũng muốn nứt gãy, cánh tay cũng đã nứt ra ba đạo khe máu, máu tươi màu vàng từ trong khe máu chảy xuôi ra, theo cánh tay chảy xuống các đốt ngón tay, nhỏ giọt trên mặt đất. Trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn tổng cộng chém ra 210 đao, coi như là tu luyện bất tử phượng hoàng thân cũng không chịu nổi công kích siêu phụ tải như thế. Có không ít mạch máu thật nhỏ đã vỡ tan ra. Phong Phi Vân đây không chỉ là đang luyện đao, càng là đang cô đọng huyết mạch trong thân thể, muốn hoán huyết lần thứ tư, khiến thể chất đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Trong thời gian 7 lượt hô hấp, phải ngăn cản 210 đao năm thành chân tủy của Phong Phi Vân, mặc dù là dùng tu vị Mộc Đàm Thiên cũng không cách nào toàn thân trở ra, có một đạo vết đao lướt qua nơi cổ hắn, để lại một đạo vết máu nhàn nhạt, thiếu chút nữa đã chém bay đầu hắn xuống rồi. Quả thực là một tên điên, Mộc Đàm Thiên lòng còn sợ hãi, giao thủ vừa rồi, hắn cảm giác Phong Phi Vân thật sự quá điên cuồng, tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Phong Phi Vân không chỉ một bậc, nhưng lại có một loại cảm giác bị Phong Phi Vân đè nặng đánh. Đã 9 chiêu, chỉ còn một chiêu cuối cùng. Ngón tay Mộc Đàm Thiên sờ qua cổ một chút, một đạo ánh sáng màu xanh theo đầu ngón tay xẹt qua, vết máu kia lập tức biến mất. Một chiêu cuối cùng. Trên cánh tay Phong Phi Vân máu vẫn đang chảy ra. Đây là một chiêu toàn lực của ta, nếu ngươi có thể không chết, liền xem như đã qua cửa thứ nhất. Mộc Đàm Thiên rất thưởng thức sự tàn nhẫn kia của Phong Phi Vân, cảm thấy thần vương truyền nhân hoàn toàn xứng đáng, nhưng hắn vẫn phải ra tay toàn lực, sẽ không chút lưu tình. Đinh đinh đinh. Hắn tế ra bán thiên lâu linh, thạch linh lớn chừng nắm đấm lập tức biến thành cao 9 mét, lỗ hổng trên lục lạc trung đường kính chừng 7 mét. Người đứng ở dưới bán thiên lâu linh kia lộ ra thập phần nhỏ bé. Uy lực linh khí tràn ngập ra, bao ở trên linh thạch, bên ngoài thạch linh chợt có thêm một tầng cổ linh hư ảnh, cao tới 90 mét, đang không ngừng chuyển động, phát ra thanh âm như chiêu hồn, chiếm cứ cả nửa phần bầu trời. Người nếu so với cổ linh hư ảnh kia của thật giống như một con kiến vậy, có thể dễ dàng bị nghiền ép thành vấn phụn. Đây mới là uy lực chính thức của bán thiên lâu linh. Lúc Tất Ninh xuất ra không được 1/10 như hiện giờ. Nếu là một kích toàn lực, vậy thì nhất định phải tế ra linh khí. Phong Phi Vân so với ai khác cũng rõ ràng hơn về uy lực khủng bố của linh khí, hai chân đã bị uy lực của bán thiên lâu linh chấn xuống dưới đất, phảng phất như có một tòa núi lớn đặt ở trên người Phong Phi Vân vậy, quả thực chấn nhiếp linh hồn. Hô, hô, hô. Bạch thạch cự đao trong tay Phong Phi Vân lần nữa bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đao ảnh hoàn toàn bao lấy thân thể hắn, tạo thành một mảnh đao vực. 10 đao, 20 đao, 30 đao, 100 đao. Đao ảnh chính là long ảnh, 100 đạo long ảnh bao lấy thân thể hắn, đang không ngừng xuyên thẳng qua, tựa như một cái kén cự đại, hoàn toàn bao trùm lấy thân thể hắn, giống như một con quay cực lớn đang cấp tốc chuyển động vậy. Đất đá trên mặt đất đều tung bay lên, đất trống mở ra một tầng dày đặc. Toàn bộ mặt đất đều chậm rãi lõm xuống. Bán thiên lâu linh đã chấn áp xuống,
Đây là lực lượng của linh khí, bị một vị nghịch thiên tài tuấn cảnh giới thần cơ đại viên mãn, lực lượng chấn động kia bao trùm khắp thiên địa. Trên mặt đất lập tức nứt ra hơn 10 đạo toái ngân, có thể thấy được sự cường đại của cổ lực lượng kia, coi như là một vị tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn cũng có thể sẽ bị chấn áp đến mức bạo thể mà vong. Bán thiên lâu linh cùng 100 đạo long hình đao khí đụng vào nhau giống như cối xay chuyển động, thiên làm cối trên, địa làm cối dưới, mà thương sinh vạn vật chính là đồ vật bị xay trong đó, đều sẽ bị hóa thành bột mịn và bùn máu. Bành! Đao vực bị ép tới biến hình, 100 đạo long hình đao khí bắt đầu vỡ vụn ra, bán thiên lâu linh nghiền áp tới Phong Phi Vân đã bị bao bên trong, muốn chân áp hắn xuống dưới đất. Long hoàng đao quyết, 6 tầng chân tủy. Một thanh thiên đao màu trắng từ trong đao khí chưa tận vươn ra, một đao bổ ra, phá vỡ cổ linh hư ảnh 90 mét kia, trực tiếp đánh lên trên bản thể của bán thiên lâu linh. Bành! Đây là va chạm giữa thạch đầu và thạch đầu. Bán thiên lâu linh, chính là từ dưới đáy một con sông lớn cổ xưa đào ra, nghe đồn chính là một khối chấn hà bá thạch, đã chấn áp dưới đáy sông mấy ngàn năm. Tiên hiền mộc ra tế luyện trăm ngàn năm, mới tế luyện được khối chấn hà bá thạch kia thành bán thiên lâu linh. Sở dĩ gọi là bán thiên lâu linh, đó là bởi vì trên chấn hà bá thạch có khắc ba văn tự cổ xưa bán thiên lâu, bị nước sông cọ rửa mấy ngàn năm, chữ viết cũng không. Phai mờ. Sau khi chấn hà bá thạch bị tế luyện tuy rằng biến thành hình lục lạc chuông nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trên lục lạc chuông kia có ba chữ bán thiên lâu. Bạch thạch cự đao lai lịch cũng cực kỳ phi phàm, xuất từ vô lượng tháp, sự thần bí của vô lượng tháp hoàn toàn có thể sánh với tám thượng cổ di chỉ của thần Tấn Vương Triều. Ầm ầm, bán thiên lâu linh chấn động mạnh, phát ra tiếng chuông ầm vang, sau đó bay ngược trở về, đã rơi vào trong tay Mộc Đàm Thiên. Mộc Đàm Thiên có chút sợ run. Lúc này mới qua bao lâu, lĩnh ngộ của hắn đối với Long Hoàng Đao Quyết rõ ràng lại nhiều hơn một phần, đạt đến cảnh giới 6 phần chân tủy. Trên mặt đất đang phả ra khói xanh, có mặt đất biến thành mặt kính, có mặt đất tạo thành hố trời. Phong Phi Vân toàn thân đều tràn đầy hơi nước. Từ trong một cái hố đen kịt bò ra, trên cánh tay vẫn đang đọng lấy hai đạo vết máu, dẫn theo đao, kiên nghị mà nói. 10 chiêu. Không có linh khí, lại chặn linh khí. Mộc Đàm Thiên có chút không thể tiếp nhận sự thật này, coi như là một ít tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn hắn cũng có thể một chiêu đánh chết, nhưng hắn lại 10 chiêu cũng không thể chinh phục một tu sĩ thần cơ đỉnh phong, ngược lại khiến hắn từ trong nghịch cảnh chiến lực lần nữa tăng lên một bậc. Ngươi đã qua cửa thứ nhất. Mộc Đàm Thiên dừng một chút, lại có chút gian nan, và chua xót nói. Ta hướng ngươi xin lỗi. Đối với nghịch thiên tài tuấn cao ngạo mà nói ra hai chữ xin lỗi này cũng gian nan như quỳ xuống vậy. Lần sau chớ nên cản đường ta. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm hắn, sau đó liền đuổi tới phía trước hắn đã từng hứa hẹn với Nam Cung Hồng Nhan, vô luận là nguyên nhân gì, đã làm hứa hẹn, thì nhất định phải làm được. Máu vẫn còn nhỏ giọt trên tay hắn. Nhưng hắn vẫn không quản được nhiều như vậy, hắn hiện giờ chỉ muốn trở về. Bá! Lại một đạo nhân ảnh đã rơi vào trước người của hắn, chặn con đường của hắn. Cửa thứ hai. Mộc Thuyết cầm trong tay một gốc cây bảo thụ, đứng còn thắng hơn so với cây, đáp xuống trên đường Phong Phi Vân muốn đi qua, bình thản nói. Phong Phi Vân không dừng bước chân, vẫn đi về phía trên, thạch đao kéo lê trên mặt đất, còn có huyết dịch đang lăn xuống. Mộc Thuyết nhìn Phong Phi Vân từng bước một đi tới, có một cổ khí tượng đại địa vọt lên, hình dạng như là năm tòa núi lớn hiểm trở, ra chỉ ở sau lưng Phong Phi Vân, nhưng lưng cõng một mảnh núi sông, chậm rãi đi ra, khiến cho nàng có một loại cảm giác muốn lui về phía sau, nhưng nàng lại không thể lui. Nhuộm huyết đao, Đông Nam Hành, nơi đó có giai nhân. Không phải đao khách, là người về. Ta phải đi về, ngăn cản đường của ta, trước tiên phải ngăn lại đao của ta. Phong Phi Vân đi từng bước một, trên chân có vết máu. Đại địa khí tượng, so với khí tượng của tuyệt thế thiên tài càng thêm đáng sợ, chỉ riêng khí thế đã có thể ép người tới không thở nổi, mặc dù là tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn như Mộc Thuyết cũng bị áp bách đến phải rút lui. Nàng tuy rằng thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng tuổi cũng đã không còn nhỏ, chỉ là có linh khí nơi thân, đúc thành thanh xuân, nàng chính là trưởng bối của Mộc Đàm Thiên, thuộc về bối phận cô xê, tu vị còn trên cả Mộc Đàm Thiên. Nàng là một vị thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, nhưng thể chất lại không có đạt tới cấp bậc nghịch thiên tài tuấn. Ta vốn không muốn ngăn trở ngươi, nhưng lại không thể không ra tay.
Mộc Thuyết biết rõ ở phía đông nam, thiên mạc xa xa, có một vị mỹ nhân khuynh thế đang đợi Phong Phi Vân. Lời Tất Ninh Suất nói lúc rời đi đã khiến Phong Phi Vân cảm thấy bất an, trong lòng như bị gai đâm lấy. La Phù công chúa từng có ân với Mộc gia, Mộc Đàm Thiên, Mộc Thuyết không thể không ra tay, cũng không thể không ra tay. Ta có lời hứa của ta, ngươi có lời hứa của ngươi, nếu đã thế, vậy thì chiến đi. Nếu đã nhất định, vậy thì nghênh chiến phá địch. Trên người Mộc Thuyết có 164 tòa huyệt vị mở rộng, phun ra nuốt vào linh khí giữa thiên địa, so với 144 tòa huyệt vị của Mộc Đàm Thiên lại nhiều hơn 20 cái, tu vị cung mạnh mẽ hơn Mộc Đàm Thiên. Cây bảo thụ kia lưu động lấy vâng sáng óng ánh sáng long lanh, chính là một kiện cổ bảo, tuy rằng uy lực không biến thái như linh khí, nhưng vẫn thập phần đáng sợ, có thể đơn giản chấn vỡ bảo khí. Tay nàng cầm bảo thụ quét ngang mà qua, hoàng quang mang màu vàng bay tứ tung tới. Sóng biển một tầng trùng điệp lấy một tầng, có thể thấy được mỗi một tầng đều có 7 đầu kỳ ngưu đang lao nhanh, tổng cộng nhiều đến trên 100 tầng sóng biển. Một cổ cương phong đáng sợ quét tới, xới tung cả mặt đất, biến thành một vũng lõm. Ngoan thạch từ trong lòng đất bay ra, bùn đất xen lẫn cỏ, có cây cối tráng kiện bị đánh bay ra. Ầm ầm. Phong Phi Vân bước nhanh tới trước, để đao chạm xuống, đao khí tung hoành giữa sơn nhạc. Long hoàng nhất đao sát. Long hoàng nhất đao sát. Trên lưng có sơn hà khí tượng, năm tòa tham vân đại sơn đứng vững mà lên, rầm rộ, có thể ép tới khiến kim lãng kia cũng sinh ra rung động. Long hoàng đao quyết đã đạt tới 6 tầng chân tủy, đã lĩnh ngộ hơn nửa phần tinh hoa của chiêu thứ nhất, uy lư xê có thể phát huy ra cũng càng thêm cường đại, điểm này đã vượt qua dự đoán của La Phù công chúa, thiên phú Phong Phi Vân đã khiến nàng có chút sợ hãi. 10 chiêu đã xong. Mộc Thuyết thu hồi bảo thụ. Thối lui sang một bên. Mới chỉ một chiêu thôi. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nàng. Ta nói 10 chiêu chính là 10 chiêu. Mộc Thuyết nhìn huyết dịch trên người Phong Phi Vân, có chút không đành lòng. Ngươi nếu nói cho ta biết, là người phương nào đang tính toán ta, ta liền xem như đây là 10 chiêu. Hai mắt Phong Phi Vân có thể vọng khí, đã nhìn thấy nơi phía chân trời có một mảnh khí tượng kim ô thập nhật, trong lòng đã đoán được vài phần. Khí tượng kim ô thập nhật hắn từng ở diễn võ chiến tháp cảm ứng qua, trong lòng có một chút ấn tượng. Chúng ta vẫn nên đánh hết 10 chiêu đi. Mộc Thuyết tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ có thể bị buộc phải đánh một trận với Phong Phi Vân. Chọc đao vào mặt đất, Phong Phi Vân bắt đầu bài diễn ngũ hành chi thuật, nếu chủ nhân kim ô thập nhật đã muốn đối phó hắn, vậy thì đêm hôm nay hắn nhất định khó mà thoát thân, hiện giờ chỉ có thể tiết kiệm thể lực, không thể ngã xuống trên nửa đường. Người có thể cố chấp, lại không thể ngu xuẩn. Hắc thủy thuật, xích hỏa thuật, thanh mộc thuật, đều đến đại thừa, có thể vận dụng tùy tâm sở dục. Ba loại thuật pháp từ trong tay Phong Phi Vân thay nhau điểm ra, chỉ kiếm hắc sắc, xích sắc, lục sắc phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt, tựa như kiếm vũ. Mộc Thuyết tế ra bảo thụ, quét ngang thuật pháp đánh tới, thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước người Phong Phi Vân, nhánh cây sắc bén đến có thể so với lợi kiếm xẹt qua vai Phong Phi Vân. Oanh! Phong Phi Vân thân hình giao thoa, chủ động đánh ra một trường, đánh về phía sau lưng Mộc Thuyết, thiếu chút nữa đã đánh gãy cả cột sống của nàng. Hai người đều ra tay toàn lực, cũng không có nửa phần lưu tình, hơi không lưu ý thì sẽ lập tức chết trong tay đối phương ngay. Đây cũng không phải là giao phong vô cùng đơn giản mà giống như chém giết sinh tử hơn. Không phải đại địch, nhưng chiến đấu còn ác liệt hơn cả địch nhân. Khi 10 chiêu giao phong chấm dứt, trên người Phong Phi Vân lại nhiều thêm vài chỗ tổn thương, càng như thế, Phong Phi Vân cảm giác huyết dịch trong thân thể của mình lưu động càng nhanh hơn, bị buộc đến tuyệt địa, tiềm năng thân thể đang không ngừng được kích phát ra. Nếu lại đánh thêm mấy trận, có lẽ có thể lần nữa đột phá cảnh giới. Người vậy mà thật sự tiếp được ta 10 chiêu. Mộc Thuyết có chút không thể tin tưởng mọi chuyện, nàng vốn tưởng rằng, mình toàn lực ra tay, Phong Phi Vân nhiều nhất chỉ tiếp được 3 chiêu sẽ bị mất mạng. Cho nên nàng mới muốn cố ý phóng nước. 10 chiêu này nàng đã dùng hết toàn lực, đánh tới đằng sau nàng thậm chí đã đánh ra chân hỏa, nhưng mặc dù nàng dùng hết tất cả vốn liếng cũng căn bản không cách nào đánh bại được Phong Phi Vân. Nhìn như tùy thời đều ngã xuống, nhưng lại vĩnh viễn không ngã xuống. Phong Phi Vân tiếp tục đông nam hành, lưu lại Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết đứng nguyên ở đó, bọn hắn trong lòng suy nghĩ phức tạp, vốn mang theo tâm tình nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Nhưng sau khi giao thủ với Phong Phi Vân, bọn hắn tuy đều cảm thấy trên người mình có rất nhiều chỗ thiếu sót,
cũng chưa phát huy lực lượng đến trình độ hoàn mỹ nhất. Tâm tình có chút trầm trọng. Cửa thứ ba, là ai thủ quan? Mộc Đàm Thiên nhìn qua màn đêm, đã thấy bên kia khói đặc nổi lên bốn phía, chiến thanh chấn trời cao, từng đạo long hình đao khí màu trắng có thể xông lên thiên mạc. Một tu sĩ đại viên mãn tu luyện ra 182 tòa mệnh huyệt, so với ta càng mạnh hơn một phần. Mộc Thuyết chẳng biết tại sao lại rất hy vọng Phong Phi Vân có thể xông qua bốn cửa trước, nhìn thấy người thủ quan thứ năm kia. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng, coi như là để nàng đến xông, nàng đều không có tin tưởng 10 phần. Long Hoàng Đao Quyết lại trở nên mạnh mẽ rồi, đã lĩnh ngộ ra 7 thành chân tủy. Mộc Đàm Thiên trông thấy Bạch Long Đao khí trùng thiên kia lại ngưng thực thêm vài phần, dài chừng 30 mét, trông giống như là chân long vậy. Năng lực lĩnh ngộ với Long Hoàng Đao Quyết quả thực đáng sợ, một đường giết qua, lĩnh ngộ liền càng ngày càng mạnh. Mộc Thuyết cũng có cảm thụ giống vậy, chung quy vẫn cảm giác mấy người mình đến cùng không phải để cản đường Phong Phi Vân, mà là đến chợ Phong Phi Vân luyện đao, đao quyết tinh tiến quá mức nhanh, khiến rất nhiều người đều cảm giác không chân thực. Xa xa, La Phù công chúa ngồi ở trong bát bộ long liễn, nghe thanh âm một đường đánh tới, nhìn xem đao quyết không ngừng tăng vọt, ngón tay không khỏi có chút vuốt vuốt huyệt thái dương, từ xưa đến nay, hoàng tộc còn chưa từng có ai tu luyện biến thái như vậy cả. Lĩnh ngộ đối với Long Hoàng Đao Quyết thật sự quá nhanh, không cách nào khiến người tiếp nhận. Nàng chưa tu luyện qua Long Hoàng Đao Quyết, nhưng lại biết độ khó khi tu luyện Đao Quyết, tốc độ tiến bộ của Phong Phi Vân đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Động tĩnh tối nay gây ra thật sự quá nhiều, tuy rằng La Phù công chúa đã đang âm thầm làm rất nhiều bố trí, nhưng vẫn kinh động rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi. Những người này đi tới bên ngoài mảnh địa vực này, nhưng lại không bước vào. Hiển nhiên đều cấm kỵ với lệnh cấm của La Phù công chúa. La Phù công chúa đây là đang giáo huấn ai, vậy mà mượn nhiều tu sĩ thần cơ đại viên mãn như vậy ra tay, ta nghe nói hai người Mộc Đàm Thiên, Mộc Thuyết đều bị mời ra, đây chính là siêu cấp đại lão bài danh top 100 trên bách tháp bảng. Một thiếu nữ cưỡi cổ thú mà đến có chút khiếp sợ nói. Vô luận là La Phù công chúa hay là mấy người Mộc Đàm Thiên, Mộc Thuyết, ở Vạn Tượng Tháp đều có danh khí thật lớn. Đệ tử trẻ tuổi phần lớn chỉ nghe kỳ danh, không thấy chân thân, đều là nhân vật trong truyền thuyết. Chân trời đẫm mây mù cuồn cuộn, chiến khí chấn đại địa, thập phần rung động nhân tâm, rất nhiều đệ tử đều bị xung kích đến nhiệt huyết sôi trào. Ta nghe nói tên lừa gạt lớn nhất Vạn Tượng Tháp cũng bị mời ra đấy. Tên lừa gạt lớn nhất không phải là Tất Ninh Xuất sao, nghe nói hắn đắc tội rất nhiều siêu cấp cường giả, như Lý Tiêu Nam của Thần Linh Cung. Vị xếp thứ nhất trên bách tháp bảng kia đều muốn thu thập hắn, hắn luôn trốn ở trong thần thông tháp không dám ra ngoài mà. La Phù công chúa bảo vệ tánh mạng hắn, mấy siêu cấp cường giả, cũng muốn cho La Phù công chúa mặt mũi nên sẽ không xuất thủ vào lúc này. Bất quá, ta dám khẳng định, nhất định sẽ có người bị hắn trộm. Mọi người đều gật đầu, đối với nhân phẩm của Tất Ninh Xuất đều hoàn toàn ngao ngán, tay chân quá không sạch sẽ, người nào cũng dám xuống tay. Không ngừng có thanh âm khủng bố truyền ra, dẫn tới cuồng phong gào thét, thổi ra bên ngoài, có thể thấy chiến đấu hung mãnh bực nào, đây mới thực giao thủ giữa tuyệt đỉnh cường giả. Tu sĩ đứng vây bên ngoài đều đang suy đoán người bị đối phó là ai. Vậy mà lại khiến La Phù công chúa phong tỏa địa vực, mời đến quần hùng đối phó hắn. Lại yêu ma chi tử, Phong Phi Vân đã trở thành truyền nhân của thần vương, tu luyện hoàng gia thiên công Long Hoàng Đao Quyết, đã trở thành người thừa kế thần vương đời sau. La Phù công chúa rất có thể phải gả cho hắn làm vợ, cho nên mới không thể không ra tay vây giết hắn. Một đạo tin tức truyền đến, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Nghe nói La Phù công chúa đã có đối tượng trong lòng, chính là một trong 9 vị thiên tài cấp bậc sử thi, không có khả năng gả cho Phong Phi Vân, mời người đối phó Phong Phi Vân cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trong khoảng thời gian ngắn các loại phiên bản đều lưu truyền ra, có thậm chí còn có nhiều tin còn kém xa sự thật nữa. Trong núi rừng, chiến thanh đã biến mất. Cửa thứ ba không thể ngăn hắn. Mộc Đàm Thiên nói. Bụi mù bên kia đã lắng xuống, Phong Phi Vân dẫn theo đao, đi dưới chân núi, bộ pháp kiên nghị, mang đến cho người cảm giác không thể ngăn cản. Hắn cũng tuyệt đối không xông qua được cửa thứ tư, với hắn mà nói, đó là một đạo tử quan. Mộc Thuyết thản nhiên nói. Người thủ quan chẳng lẽ là hắn? Mộc Đàm Thiên sắc mặt hơi đổi. Thích Dạ Lai. Hai người đồng thời nói ra cái tên này. Đệ nhất môn khách dưới trướng La Phù công chúa,
chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, Thích Dạ Lai ở trên Bách Tháp bảng bài danh thứ 10, cũng là một người duy nhất có thể ở thần cơ đại viên mãn có thể tiến vào top 10. Ở Vạn Tượng Tháp, Thích Dạ Lai đã là một truyền kỳ, có người nói, thiên tài cấp bậc sử thi không ra, cùng cảnh giới không ai có thể địch lại một chiêu của hắn cả. Lúc Phong Phi Vân nhìn thấy Thích Dạ Lai, bầu trời phương đông đã bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc, cách hừng đông càng ngày càng gần rồi, ngôi sao trên bầu trời cũng càng ngày càng mờ nhạt. Thích Dạ Lai đứng trên bờ một phương cổ trạch, trong tay nắm lấy một thanh tiểu đao dài 3 tấc khắc một khối gỗ, ngón tay xoay nhanh, lưỡi đao đang chuyển động, mảnh gỗ vụn rơi xuống từng mảnh, khối đào mộc vốn đơn sơ rất nhanh đã có bộ dáng một người. Hắn đắm chìm trong điêu khắc của mình, xem khối gỗ kia như một kiện tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, tiểu đao trong tay thập phần linh hoạt, cũng thập phần thành thạo, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên điêu khắc một người như vậy. Bá, bá, bá. Khối gỗ kia càng ngày càng thêm tinh xảo, đã có thể thấy được bộ dạng người nọ, cái mũi, con mắt, lỗ tai, tóc, ngón tay, mỗi một chi tỉa đều tỉ mỉ vừa đúng, không nhiều không ít, ẩn chứa một cổ say mê hấp dẫn, thật giống như đang giao phó tánh mạng và linh hồn cho khối gỗ kia vậy. Phong Phi Vân từ trên chân núi đi xuống, ở dưới tia nắng ban mai tối nhạt có thể trông thấy cái bóng thật dài của hắn, hắn từng bước một đi tới chỗ Thích Dạ Lai. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân của Phong Phi Vân cũng nhanh như thanh âm chuyển động cúa đao trong tay Thích Dạ Lai vậy. 3. Lúc Phong Phi Vân đi đến trước mặt hắn liền dừng bước, mà cánh tay cầm tiểu đao của Thích Dạ Lai cũng theo đó dừng lại, mộc nhân kia cũng đã được điêu khắc xong rồi. Vừa vặn, vừa vặn. Thích Dạ Lai cầm tiểu mộc nhân lớn chừng bàn tay kia trong tay cẩn thận xem xét, sau đó lại nhìn Phong Phi Vân một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần vui vẻ, so sánh cả hai một phen, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiểu mộc nhân kia quả thực lớn lên giống Phong Phi Vân như đúc, ngay cả khí thế trên người và thần vận cũng không kém một trận, bên trong ẩn chứa đạo của Thích Dạ Lai, cũng ẩn chứa đạo của Phong Phi Vân. Hắn điêu khắc đúng là Phong Phi Vân. Chỉ cần là đối thủ hắn cho rằng đáng giá chết trong tay mình, hắn đều điêu khắc cho đối phương một cái mộc tượng như thế, cũng là di ảnh. Hắn dùng hai tay đào trên mặt đất một cái hố, nhấc lên một ụ đất, sau đó chôn tiểu mộc nhân kia vào trong. Thật giống như đang chôn Phong Phi Vân vậy. Thích Dạ Lai. Phong Phi Vân nói. Có thể thỉnh động Thích Dạ Lai cũng chỉ có La Phù Công Chúa. Quả nhiên là La Phù Công Chúa đang đối phó hắn, chủ nhân Kim Ô Thập Nhật Khí Tượng. Nhưng vì sao nàng làm vậy chứ? Phong Phi Vân và La Phù Công Chúa không oán không cừu, càng không có nửa phần liên quan, nàng thỉnh nhiều cao thủ như thế, tốn công tốn sức sắp đặt, đây tuyệt đối không phải là chuyện tầm thường. Nữ nhân phần lớn ngực to mà không có não, nhưng ngực La Phù Công Chúa không lớn mà. Phong Phi Vân không biết, nhưng lại biết rõ La Phù Công Chúa tuyệt đối không phải một nữ nhân ngốc nghếch, ngược lại còn là một nữ nhân cực kỳ khôn khéo, hiểu được bố cục, hiểu được tính toán. Lòng có lòng dạ thâm sâu, ngực có sông núi chi hiểm. Phong Phi Vân, ta chờ ngươi đã lâu. Tất cả mọi người cho rằng ngươi xông không qua 3 cửa trước, nhưng chỉ có ta tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định có thể xông qua được. Thích Dạ Lai cũng theo dõi hắn, trên mặt mang nụ cười thanh thản. Vì sao? Phong Phi Vân nói. Có thể ở vô lượng tháp tầng thứ 6 kiên trì tiếp gần 1 tháng mà không chết, không lùi bước. Phần lực ý chí này căn bản không phải người bình thường có thể hiểu rõ. Thích Dạ Lai đã từng nhiều lần xông vô lượng tháp tầng thứ 6, nhưng đều bại lui, hắn cũng là một người lực ý chí cường đại, nhưng hắn cũng chỉ có thể giữ vững được 7 ngày trong vô lượng tháp tầng thứ 6 thôi, cho nên hắn rất rõ ràng, Phong Phi Vân có thể xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là dựa vào vận khí. Ngươi chính là cửa thứ 4 của La Phù Công Chúa. Phong Phi Vân nói. Đúng vậy. Thích Dạ Lai không phủ nhận, mà trên thực tế hắn cũng không cần phải phủ nhận. Cũng phải tiếp ngươi 10 chiêu. Phong Phi Vân nói. Thích Dạ Lai khóe miệng nhảy lên, lắc đầu, nói. Ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng tiếp không được. Nếu là cửa thứ 4 này, vậy thì sợ rằng loại như Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết cũng tuyệt đối không thể xông qua cửa ngày được. Phong Phi Vân trầm mặc không nói. Thích Dạ Lai đã đạt đến cực điểm của thần cơ đại viên mãn. Có được lực lượng đánh chết tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng, hắn có thể nói ra lời như vậy, mặc dù có chút không coi ai ra gì, nhưng cũng tuyệt đối là lời nói thật. Chúng ta đều thuộc loại chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, ta muốn cùng ngươi cùng cảnh giới đánh một trận,
xem thiên chú chúng ta đến cùng ai cao hơn ai. Trong lòng Thích Dạ Lai không phục, đặc biệt là khi thấy Phong Phi Vân xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7 thì cổ tự tin và ngạo khí trong lòng đã bị đả kích không nhẹ, chỉ có dẫm nát Phong Phi Vân dưới chân thì hắn mới tìm lại được tự tin như ngày xưa thôi. Ở trên con đường tu luyện, nếu đạo tâm thất thủ sẽ là một chuyện rất đáng sợ, nói không chừng sẽ từ nay về sau sẽ không thể nào tiến thêm bước nào được nữa. Cho nên một trận chiến này không thể tránh né, hắn cũng nhất định phải thắng. Rất nhiều người đều nói ngươi là đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới dưới thiên tài cấp bậc sử thi. Phong Phi Vân nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thích Dạ Lai tự mình phong ấn tu vị, thu liễm 360 tòa mệnh huyệt vào trong thân thể, áp chế 3 trong 10 đạo thần thức của bản thân. Hiện giờ hắn cũng là cảnh giới thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra 7 đạo thần thức. Hai người này đều là đỉnh tiêm tài tuấn một đời tuổi trẻ, long phượng trong loài người, vào thời đại khác đã có thể xưng bá một vương triều. Phàm là tu sĩ tiến vào mảnh địa vực này, giờ khắc này đều đứng trên ngọn núi, rất xa nhìn qua bên này, một trận chiến này chính là cuộc chiến đỉnh cao, có thể so với thiên tài cấp bậc sử thi giao thủ. Cùng cảnh giới, ta vô địch. Trên người Thích Dạ Lai tản mát ra một cổ khí tức lợi hại, nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại khiến tầng mây trên bầu trời cũng bị tách ra. Cùng cảnh giới, ta vô địch. Phong Phi Vân cũng là đồng thời quát lên, vạn tượng sơn đều yên tĩnh, ngay cả những chim bay cá nhảy, thú chạy trên đất cũng yên tĩnh lại, nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Qua giây lát, hai người đã đối mặt với nhau, đều là chiêu số cấp bậc tuyệt học, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đả đảo đối phương. Thích Dạ Lai cầm tiểu đao trong tay, phi tế mà ra, tiểu đao vốn chỉ dài 3 tấc lại biến thành có thể sánh với bạch thạch cự đao, bay chém trên không trung, đao ảnh màu đen giống như biến cả không khí thành cối xay thịt vậy. Phong Phi Vân vận chuyển đao khí long hoàng nhất đao sát 7 tầng chân tủy, đao khí càng thêm hung mãnh, long ảnh kia càng thêm ngưng thực, thủ hộ một phiến không gian, đao mạc tựa như màn mưa, căn bản không có khe hở. Oanh! Một đạo trưởng ấn như kim cương, đột nhiên từ trong đao ảnh bay ra ngoài, có dài 10 mét, từng vòng vân tay đều có thể thấy được rõ rơ nắc, lưu động lấy sáng bóng như kim loại. Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, một cột sáng màu đen bắn ra ngoài, đánh lui đạo trưởng ấn kia. Hô! Một trưởng vừa lui, sau lưng lại có một dấu bàn tay đánh úp lại, vẫn dài đến 10 mét, trầm trọng như thần thiết, có thể khai sơn phá thạch, Phong Phi Vân lại điểm ra một đạo ánh sao màu đen, đánh lui nó. Đây là Thích Dạ Lai đang ra tay, hắn vậy mà một bên tế ra đao, một bên xuất trưởng, nhất tâm nhị dụng, uy lực bất phàm, nếu là nghịch thiên tài tuấn khác thì lúc này khẳng định cũng đã luống cuống tay chân lộ ra sơ hở rồi. Nhưng Phong Phi Vân có được hai linh hồn, cũng có thể nhất tâm nhị dụng, hơn nữa so với Thích Dạ Lai lại càng thêm thuần thục, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ầm ầm, bên trong đao mạc màu đen, có 7 đạo trưởng ấn đồng thời đánh tới, không hề khoảng cách, mỗi một trưởng đều có 100 vạn cân chi lực, không hề yếu hơn so với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân điều động khởi trong thân thể còn chưa đủ thành thạo bạch kim thuật, bàn tay biến thành màu trắng, tựa như thép ngọc, tản mát ra bạch sắc quang mang. Cùng Thích Dạ Lai giao phong. Hai người đều là thiên tài cấp bậc đỉnh tiêm, giờ phút này chiến đấu đến khó phân cao thấp, mỗi một lần hô hấp đều sẽ giao thủ ngoài 10 chiêu, quả thực nhanh đến mức giống như có hàng chục người đang đánh vậy, trong không khí có vài chục đạo nhân hình tàn ảnh. Hai người đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối phương, nhưng lại đều không thể làm được, cho dù đã dùng ra lực lượng mạnh nhất trên người nhưng đều bị ngăn trở. Vô luận là đối với Phong Phi Vân hay là đối với Thích Dạ Lai mà nói, đây đều là trước nay chưa có. Từ khi tu luyện đến nay, cùng cảnh giới, bọn hắn có thể đơn giản miểu sát đối thủ, mặc dù là tu sĩ cao hơn bọn hắn hai tiểu cảnh giới cũng có thể chém giết được. Đây là lần đầu tiên trong cùng cảnh giới gặp được đối thủ, không cách nào đánh bại đối phương được. Phong Phi Vân ở thần cơ sơ kỳ có thể đánh chết thần cơ đỉnh phong, đạt tới thần cơ đỉnh phong có thể đánh chết thần cơ đại viên mãn. Nhưng giờ phút này Thích Dạ Lai cũng là thần cơ đỉnh phong như hắn, nhưng lại chỉ có thể đánh ngang tay. Ta 6 tuổi có thể đánh chết linh dẫn tu sĩ, 10 tuổi chiến tiên căn tu sĩ, 14 tuổi liền có thể đánh chết thần cơ đỉnh phong, gặp được tu sĩ cùng cảnh giới, cho tới bây giờ đều là một chiêu đánh chết. Phong Phi Vân quả nhiên rất mạnh. Thích Dạ Lai đã đánh ra 673 chiêu, mỗi một chiêu đều toàn lực ra tay, long trời lở đất. Tốc độ ra chiêu nhanh đến nỗi ngay cả chính hắn cũng không thể tin được. Nhưng tốc độ ra chiêu của Phong Phi Vân còn nhanh hơn cả hắn,
đã đánh ra 675 chiêu, trong đó 2 chiêu nhiều hơn thiếu chút nữa đã đánh cho Thích Dạ Lai bị thương. Tốc độ sao có thể nhanh hơn ta được? Tâm tranh cường háo thắng trong lòng Thích Dạ Lai càng thêm mãnh liệt, huyết dịch trong thân thể chảy tràn ra giống như giang hà đang trào lên, thanh âm lưu động kia ngay cả chính hắn cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Phong Phi Vân sao lại không như thế, hắn đang vô hạn kích phát tiềm năng trong thân thể của mình, chỉ cầu công càng mạnh hơn, công càng nhanh hơn. Tối nay nói không chừng sẽ có một vị thiên tài cấp bậc sử thi sinh ra đời. Thiên toán thư sinh đứng thẳng trên đỉnh sơn mạch cao vút trong mây, nhìn qua nơi dãy núi trùng điệp, có thể cảm nhận được một cổ sử thi mạch động đang từ từ bay lên. Thể chất một người tuy rằng là tiên thiên đã định, nhưng chỉ cần là người có cố gắng, hậu thiên cũng có thể thay đổi, có thể thông qua cố gắng tu luyện và chiến đấu, khiến thể chất của mình phát sinh thoát biến, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thích hợp với tu hành thiên đạo. Thân thể một người tiềm lực vô hạn, mỗi người đều giống như một cái tiểu vũ trụ, chỉ cần có thể kích phát ra cổ lực lượng tiềm ẩn này, vậy thì coi như là hủy thiên diệt địa cũng không phải là không được. Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đều là loại cao cấp nhất trong nghịch thiên tài tuấn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, giờ phút này bọn hắn đánh một trận này đều là đang kích phát ra tiềm lực bổn nguyên nhất trong thân thể của mình. Đây chỉ là xem trong bọn họ, ai có thể kích phát ra cổ tiềm lực này trước một bước, tích lũy đến trình độ nhất định, thể chất đạt đến hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi. Ai có thể trùng kích đến cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi, ai có thể trở thành người thắng, hung hăng dẫm nát người thua dưới chân đây. Thiên đạo chính là như thế, khôn sống mống chết, thích giả sinh tồn. Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đều hiểu rõ đạo lý này, bởi vì bọn hắn đồng thời cảm giác được trong thân thể của mình có một cổ tiềm năng đang chậm rãi thức tỉnh, tạp chất trong thể chất bị bài trừ ra ngoài cơ thể, xương cốt huyết nhục đều đang hấp thu linh khí, tản mát ra bảo quang càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng thanh minh tinh thuần. Đây là tiêu chất của thể chất đang tiến bộ. Chiến đấu giữa hai người bọn họ trở nên càng thêm hung mãnh, chiến đấu đến nổi giận, chiến đấu đến chính bọn hắn cũng rung động, vé vào cửa thiên tài cấp sử thi chỉ có một tấm, người thắng có thể đạt được vé vào cửa, trở thành nhân kiệt tuyệt thế, có cơ hội trùng kích vô thượng đại đạo. Mà người thua, có khả năng sẽ bị hung hăng dẫm nát dưới chân, cũng có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu. Huyết dịch bốc cháy lên a. Thích Dạ Lai tóc tai đều dựng đứng, khuôn mặt anh tuấn mà trẻ tuổi trở nên đỏ bừng, trong người giống như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt lên vậy. Hắn thi triển ra cấm pháp, thiêu đốt huyết dịch trong thân thể của mình, chiến lực tăng lên gần gấp 3 lần, tựu như thần Lô Lâm Cửu Thiên, chiến uy truyền ra 800 dặm. Vì tăng lên tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, hắn muốn liều mạng rồi. Ta phải nuốt phượng cốt, cường luyện thân hình, chiến đấu đến long trời lỡ đất. Phong Phi Vân lấy ra khối phượng cốt đỏ thấm kia, trên phượng cốt hỏa diễm ứa ra, nhiệt độ có thể lập tức dung huyền thiết thành nước thép, chính là phượng hoàng chi cốt chân chính. Trên phượng cốt đan xen đại đạo quy tắc vô cùng vô tận, ngưng tụ đạo quả mà cả đời phượng hoàng tu luyện à, người bình thường chỉ cần chạm vào phượng hoàng cốt một chút liền sẽ bị đại đạo quy tắc trên đó rào sát, hóa thành bột máu, sau đó bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô. Phong Phi Vân nếu không phải có linh hồn Phượng Hoàng thì cũng sẽ bị đại đạo quy tắc trên Phượng Cốt công kích. Hắn vốn định sau khi hoàn thành hoán huyết rồi mới nuốt khối Phượng Cốt này, đến lúc đó thì máu của hắn cũng đã thay đổi đến trình độ tiếp cận Phượng Hoàng huyết dịch, hoàn toàn có thể thừa nhận đại đạo quy tắc trên khối Phượng Cốt này và nhiệt độ kinh khủng của nó. Nhưng giờ hắn không đợi được đến lúc đó nữa rồi, bởi vì Thích Dạ Lai sau khi thiêu đốt huyết dịch chiến lực cũng tăng lên gấp mấy lần, khiến hắn cũng chỉ có thể sớm nuốt Phượng Cốt. Mượn nhờ lực lượng phượng cốt để chèn ép hắn. Thích Dạ Lai muốn nhờ một tranh chiến với Phong Phi Vân để đột phá thiên tài cấp bậc sử thi, Phong Phi Vân sao lại không muốn vậy chứ? Ầm ầm. Thể chất và huyết dịch Phong Phi Vân hiện giờ dù sao cũng chưa đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, cưỡng ép nuốt phượng cốt, thật giống như nuốt vào một đoàn độc hỏa vây, sau khi nhập hầu liền có một cảm giác khô nứt đau đớn từ yết hầu đến ngực. Một mực chạy xuống dưới, đoàn hỏa diễm nóng cháy kia phảng phất như muốn dung luyện cả người Phong Phi Vân vậy. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đang bị hỏa diễm thiêu đốt, huyết dịch trong mạch máu đã hoàn toàn bị dẫn động, nhiệt độ kéo lên, vượt qua nước sôi, giống như nham tương trong lòng đất đang lưu chuyển khắp cơ thể vậy. Sát! Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, trên người cũng bốc lên hỏa diễm, tóc cũng biến thành màu hỏa diễm, có từng đoàn ngọn lửa đang nhảy nhót. Hỏa diễm bao lấy thân thể Phong Phi Vân, tràn đầy lực lượng dùng không hết.
Thích Dạ Lai đã nhuốm máu, xương cốt đều đang run rẩy, cả người đều điên cuồng, trực tiếp chém giết với Phong Phi Vân, không có bất kỳ một thanh thần binh lợi khí nào cả, chỉ có tay không vật lộn. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một chưởng va chạm đều như hai khối thần thiết đang va chạm với nhau, bắn ra ra ánh lửa và điện mang, chấn khiến màng nhĩ của bọn hắn cũng như muốn bị nghiền nát vậy. Phượng cốt nung lấy huyết nhục Phong Phi Vân, chìm vào trong huyết nhục, nhưng nhiệt độ bất diệt, giống như trong thịt chôn lấy một tòa bếp lò, đại đạo quy tắc đang lưu động trên cốt đầu, huyết nhục và phượng cốt dần giao hòa với nhau, đang chậm rãi dính liền lại. Phốc! Phong Phi Vân lực có thể nhổ núi, năm ngón tay trực tiếp chụp vào hai vai Thích Dạ Lai, đầu ngón tay bẻ vụn ra thịt, nắm lấy xương vai Thích Dạ Lai nhấc hắn lên cao, hung hăng ném xuống khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Mặt đất chấn động, Thích Dạ Lai cả người đều chìm vào lòng đất. Ngao! Lòng đất, truyền đến tiếng kêu giống như dã thú, Thích Dạ Lai vọt ra, thịt nơi hai tay đều bị bóp nát, nhưng lại càng thêm điên cuồng, một quyền đánh lên ngực Phong Phi Vân, truyền đến mấy tiếng gãy xương thanh thúy. Hai người đều tóc tai bù xù, toàn thân đang uống máu, miệng vết thương khắp nơi, nhưng ngay cả chút cảm giác cũng không có. Ầm ầm, trận chiến này thật sự quá thê thảm, khiến những tu sĩ đang vây xem đều hoảng sợ, có bị dọa đến chân mềm nhũn, có kìm lòng không được run rẩy, đây là hai tên điên chiến lực khủng bố. Không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ nào để hình dung được độ hung hãn trong lần chiến đấu này, lực lượng bài sơn đảo hải tràn đầy trong thiên địa, cho dù tu sĩ tu vị cường đại Dơn Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai cũng không dám đến gần bọn hắn, thật giống như sợ sẽ bị bọn hắn cắn chết vậy. Bạch Kim Thuật. Trong chiến đấu điên cuồng này, Phong Phi Vân vậy mà chấm dứt tốc độ nhanh, lĩnh ngộ thuật thứ tư Bạch Kim Thuật, ngón tay chỉ ra, dưới nền đất, tất cả khoáng thạch mang theo kim thuộc tính liền như măng mọc sau mưa vậy, toàn bộ đều nhô lên. Không biết bao nhiêu kim thạch bị Bạch Kim Thuật gọi ra, phát ra từng đạo vầng sáng, sông bay lên, có màu tím, có màu trắng, có màu vàng, có màu đen. Đây là mỏ kim loại thạch, có chỉ lớn chừng móng tay, chỉ nặng chừng nửa lượng, có lớn chừng cái chậu rửa mặt, nặng đến mấy trăm cân. Bạch Kim Thuật chiếm lấy 4 phần uy lực của tiểu diễn thuật, so với Hắc Thủy Thuật cường đại hơn gấp 4 lần, Phong Phi Vân sau khi luyện thành nó, chiến lực lần nữa tăng vọt, đánh cho Thích Dạ Lai toàn thân đều đang bốc lên huyết phụ, có kim trúc quáng thạch trực tiếp đụng vào trong thân thể hắn, có càng từ trong thân thể hắn bạo liệt ra, tạc ra vết thương khiến người thấy mà giật cả mình. Cổ thú thiên phong, thú hồn xuất thế. Thích Dạ Lai dùng ra tuyệt học cuối cùng, trong thân thể lao ra 16 đạo dị thú chiến hồn cổ xưa, đều là cấp bậc 500 năm. Hắn vậy mà luyện 16 đầu dị thú chiến hồn vào thân thể, hơn nữa không cái nào mà không phải chiến hồn phi phàm, có càng là dị thú chi hồn hy hữu, chiến lực tương đối đáng sợ. 16 đạo dị thú chiến hồn ra thân, đánh bay những kim trúc quáng thạch vốn đã đâm sâu vào trong thân thể hắn ra ngoài, Thích Dạ Lai muốn nghịch thiên chém giết. Phong ấn của hắn cũng không cởi bỏ, vãn là thần cơ đỉnh phong 7 đạo thần thức. Hắc thủy thuật, liên thiên nhiễu. Xích hỏa thuật, phần địa diệt. Thanh mộc thuật, băng sơn lĩnh. Bạch kim thuật, tiên sát kiếp. 4 đạo thuật pháp đều bị Phong Phi Vân đánh ra toàn bộ, một mảnh địa vực này đều bị điều động, không khí, nhiệt độ, cỏ cây, địa đề kim thạch, đều ngưng tụ ở giữa ngón tay Phong Phi Vân, hắn thật giống như biến thành trung tâm vũ trụ vậy, tất cả đều vận chuyển xoay quanh hắn. Thiên địa sát kiếp. Cổ lực lượng này đã không phải là lực lượng của ngươi nữa, mà là lực lượng của thiên địa tự nhiên. Mặt đất đang điên cuồng chấn động, người căn bản không thể đứng vững bước chân, tựa như thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn, mà lúc này đây, thiên địa vạn vật lại đang ép xuống ngươi. Không, ta không thua đâu. Ngao. Trong lòng Thích Dạ Lai đang điên cuồng hò hét, 16 đạo dị thú chiến hồn tựa như biến thành 16 đầu hồng hoang man thú, ngửa đầu gào rú, có thể tàn sát thánh giết tiên, nhưng đều bị cổ lực lượng kia đập vụn. Phốc. Trong thân thể Thích Dạ Lai lần nữa nứt vỡ một mảnh huyết phụ, như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, rơi vào giữa sơn dã. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, bất động thật lâu, ngón tay có chút run rẩy, đột nhiên cũng nhổ ra một ngụm máu tươi. Giết địch 1000, tự tổn 800. Đánh bại Thích Dạ Lai, Phong Phi Vân cũng bị thương thảm trọng. Thích Dạ Lai vậy mà thất bại. Mộc Đàm Thiên cắn chặt bờ môi của mình, cắn đến máu tươi ứa ra, hắn thật sự quá mức chấn động. Thiên tài cấp bậc sử thi không ra, đã không ai có thể đánh bại Phong Phi Vân nữa, hắn hoàn toàn xứng đáng là vương giả cùng cảnh giới.
không có ai cảm thấy Thích Dạ Lai yếu cả, trận chiến vừa rồi rõ như ban ngày, sự cường đại của Thích Dạ Lai hoàn toàn lộ rõ, cùng cảnh giới cũng chỉ có Phong Phi Vân mới có thể áp hắn một bậc. Bá, bá, bá. Có thanh âm tiểu đao khắc gỗ vang lên, thanh âm này rất nhỏ, cũng rất nhỏ, nhưng giữa sáng sớm yên tĩnh này, coi như là thanh âm trùng ngư cũng không thể gạt được mọi người, huống chi là thanh âm khắc đao. Thanh âm này thập phần có tiết tấu, ẩn chứa đạo tắc và quy luật không nên lời từ hướng khe nhỏ sơn dã kia truyền đến, khiến người có loại cảm giác như chạm đến bình chướng đại đạo. Lãnh nguyệt đương không, thanh tuyền từ trên núi cao chảy xuống. Nước chảy qua vách núi, rơi xuống hàn đàm lạnh như băng, sau đó mới chảy vào khe núi hẹp mà thanh thấu. Thích Dạ Lai giờ phút này ngồi trong khe núi kia, quần áo dính máu nhuộm đỏ cả thanh tuyền trong khe núi, mang theo một cổ mùi máu tươi, con cá màu vàng linh động bơi trong nước, bởi về phía hắn, bị một loại khí tức kỳ dị trên người hắn dẫn dắt. Trong tay Thích Dạ Lai cầm một thanh tiểu đao ba thốn, tay kia nắm một cái rễ cây dài như ngà voi, phi tốc điêu khắc trên đó, hắn lộ ra yên tĩnh trước nay chưa từng có, chuyên chú điêu khắc trên rễ cây. Hắn bị thương thật sự quá nặng, thế cho nên hắn ngay cả khí lực đứng lên khỏi nước cũng không có, chỉ có lực lượng nắm và lực lượng khắc gỗ. Xíu, yêu yêu. Một đạo thanh phong thổi tới, có thu diệp màu đỏ bay xuống. Phong Phi Vân đã đứng trong khe núi, vẫn không hề bận tâm, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào hồng diệp đang bay xuống trước mắt. Trận chiến này, ta mặc dù bại, nhưng đã đạt được thứ ta muốn. Thích Dạ Lai chuyên chú điêu khắc trên gỗ, cũng không hề liếc nhìn Phong Phi Vân. Hắn chỉ như một người bình thường, ngồi ở trong nước, trên người chỉ có đại đạo vô hình đang hội tụ, khiến hắn thiếu đi vài phần phù hoa, nhiều hơn mấy phần chất phác. Cái này chỉ có thể nói rõ lòng ngươi đủ kiên nghị. Phong Phi Vân cảm giác được mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động, tứ phương lay động, dưới nền đất có một cổ lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, chỉ cần là người đang trong ngàn dặm đều có thể cảm nhận được cổ năng lượng ngập trời dưới lòng đất kia. Trong đất bùn, xích quang trùng thiên, nhiệt độ tăng cao không hiểu thấu, giống như sắp có nham tương phun dũng lên vậy. Trên người Thích Dạ Lai vang vọng lấy thiên âm đại đạo, điềm lành và hào quang từ lòng đất nhảy vào, dung nhập thân thể của hắn. Thân thể của hắn cũng trở nên càng ngày càng cao sâu khó lường, thật giống như tùy thời đều sẽ phá không mà đi vậy. Rốt cục khắc xong rồi. Rễ cây trong tay Thích Dạ Lai bị hắn khắc thành một tiểu mộc nhân. Khắc chính là bản thân hắn, đạo tắc ẩn chứa trên đó càng thêm tinh túy. Địa kiếp đã đến, nếu ngươi có thể đủ vượt qua địa kiếp, tương lai chúng ta nhất định còn có một trận chiến. Phong Phi Vân không hề dừng lại, quay người rời đi. Thích Dạ Lai đạt tới thần cơ đại viên mãn đã rất lâu rồi, đánh một chân với Phong Phi Vân, tuy rằng thất bại, nhưng lại khiến tiềm năng trong thân thể hắn bị kích phát ra, lĩnh ngộ được thiên đạo đại đồ, rốt cục đưa tới địa kiếp. Địa kiếp đến, đoạt thiên mệnh. Dưới lòng đất đang thai nghén một trường hạo kiếp, đây là lực lượng đại địa, khiến người phải rung động từ sâu tận đáy lòng. Tu sĩ muốn chứng đạo, không chỉ phải chịu đựng khảo nghiệm ở thiên, mà càng phải trải qua khảo nghiệm của đại địa. Phàm là tu sĩ đạt đến cảnh giới thần cơ, giờ phút này đều cảm giác được rõ ràng chấn động dưới lòng đất, có 7 đầu nham tương cuồng long xuyên qua trong lòng đất, tụ tập tới vị trí trung tâm. Thích Dạ Lai đánh một trận với Phong Phi Vân, tuy rằng thất bại, lại lĩnh ngộ được chúng diệu chi môn đại đạo, đây là muốn độ địa kiếp, đoạt thiên mệnh. Mấy đạo hư ảnh đạp không mà đến, vương giả một đời tuổi trẻ tụ tập, rất nhiều tài tuấn bế quan ở thần tháp thánh địa đều bị chấn động của địa kiếp làm cho bừng tỉnh. Tu sĩ thần cơ đại viên mãn một khi đã vượt qua địa kiếp, có thể đoạt được thiên mệnh đạo quả, thọ 500 năm, bước vào thiên mệnh đệ nhất trọng. Tu đạo khó, độ kiếp càng khó, rất nhiều thiên kiêu kinh thái tuyệt diễm đều bị địa kiếp phai mờ, thân tử đạo tiêu, hóa thành cho bụi. 360 tòa đại huyệt trên thân thể Thích Dạ Lai đều hoàn toàn mở ra, hấp thu đại địa chi đạo, thương thế trên người đều khép lại, dưới chân có một đạo địa liệt đỏ thẫm mở ra. Hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống, rơi vào lòng đất. Bành! Địa liệt một lần nữa khép lại. Lòng đất chấn động cực lớn truyền ra, nham tương trường hà đỏ thấm cuồn cuộn chảy xuôi, đang đốt luyện lấy thân hình Thích Dạ Lai. Cổ sóng lửa kia từ lòng đất toát ra, khiến cổ mộc che trời cả trăm dặm đều bốc cháy lên, đại hỏa hừng hực nhuộm cả bầu trời thành màu hỏa hồng. Sóng nhiệt và khói đặc cuốn đi, bị cổ sóng biển dưới lòng đất trùng kích. Lập tức liền khiến bụi cỏ và cây cối khắp sơn lĩnh đều biến thành khói bụi màu đen.
Uy lực của địa kiếp vượt qua tưởng tượng của rất nhiều người, quả thực có thể lập tức tươi sống nuốt chết tu sĩ thần cơ đại viên mãn, đốt thành cho bụi. Thích Dạ Lai là độ địa kiếp dưới tình huống chiến bại, trong thân thể còn có tiềm năng đang được kích phát, nếu có thể đủ dùng kiếp luyện thân, nói không chừng sẽ nhân họa đắc phúc, trùng kích đến cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi cũng nên. Mấy vị vương giả một đời tuổi trẻ đều tâm tư trầm trọng, nếu Thích Dạ Lai vượt qua địa kiếp, trùng kích đến thiên mệnh đệ nhất trọng, và đạt tới hàng ngũ cấp sử thi, vậy thì sẽ lập tức trở thành đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ chính thức của Vạn Tượng Tháp, không ai có thể là đối thủ của hắn. Phong Phi Vân cách khá gần địa kiếp, hai mắt ngưng thực lấy, trong lòng ngược lại hy vọng Thích Dạ Lai có thể đạt tới tình trạng cấp sử thi, như vậy mới có thể gây cho hắn áp lực càng lớn, có áp lực mới có động lực. Oanh! Một đạo nham tương đỏ bừng phun bừng lên, đường kính rộng chừng 10 mét, như một đầu hỏa long mãnh liệt lập tức liệt khiến bùn đất bị đốt thành mặt kính, có đại lượng khói bụi đậm đặc bao phủ bầu trời. Địa kiếp giống như thiên uy, có thể đơn giản khiến tu sĩ thần cơ đại viên mãn bị đốt chết. Người bình thường độ địa kiếp cũng chỉ đưa tới một đầu nham tương trường hà, rèn luyện thân hình, người thiên tư tương đối cao cũng chỉ đưa tới hai đầu nham tương trường hà hoặc là ba đầu nham tương trường hà, thế thôi cũng rất khó ngăn cản rồi. Nhưng Thích Dạ Lai độ địa kiếp lại đưa tới 7 đầu nham tương trường hà, bởi vậy có thể thấy được thiên tư hắn cao thế nào. Đại địa cũng không dung hắn, muốn nuốt chết hắn, không muốn cho hắn đạp vào thiên đạo chi lộ. 7 đạo nham tương trường hà tôi thể, đã tương đối đáng sợ rồi, nghe đồn thiên tài cấp bậc sử thi độ địa kiếp, cũng chỉ xuất hiện 9 đầu nham tương trường hà thôi. Thích Dạ Lai một khi vượt qua địa kiếp, bài danh trên bách tháp bảng nhất định sẽ thay đổi. Vương giả tuổi trẻ bài danh top 10 đều sẽ bị khiêu chiến. Muốn vượt qua địa kiếp, thật sự quá hung hiểm, trong 10 người chỉ có một người thành công, vô luận thiên tư người cao bao nhiêu, cũng có thể sẽ vẫn lạc. Đã từng có thiên tài cấp bậc sử thi chính là bị chết trong địa kiếp, thân thể bị nham tương hòa tan, bị chết đến hài cốt không còn. Ta muốn thiên kia, vì ta mà hắc ám. Lòng đất truyền đến thanh âm cuồng ngạo không bị trói buộc của Thích Dạ Lai, khí thế đang điên cuồng kéo lên. Lực lượng như sóng biển cuốn khắp thiên mạc. Đây là muốn vượt qua địa kiếp sao? Cổ lực lượng này thật sự quá cường đại, quả thực cường đại hơn trước gấp mấy chục lần, hơn nữa còn đang kéo lên, như cùng đại địa dung hợp cùng một chỗ, như đã vượt qua khỏi trói buộc của đại địa vậy. Ta muốn địa kia, vì ta mà run rẩy. Thanh âm dưới lòng đất càng thêm to lớn, như có một thần linh đang thức tỉnh, đại địa tựa hồ thật sự tại vì hắn mà run rẩy. Người bình thường cho dù vượt qua địa kiếp cũng không có khả năng cường đại như vậy, nhưng Thích Dạ Lai lại dơ ngác, hắn ở cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã có thể đánh chết tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng, hôm nay muốn vượt qua địa kiếp, tu vị không biết sẽ cao đến mức nào nữa. Những vương giả một đời tuổi trẻ kia đều hai mặt nhìn nhau, đều từ trên mặt đối phương nhìn thấy sự hoảng sợ, lực lượng của Thích Dạ Lai tăng trưởng thật quá kinh khủng, có mấy tu sĩ vốn cường đại hơn hắn, giờ phút này đều cảm giác không cách nào chống lại hắn. Sẽ bị bại thê thảm. Ánh mắt Phong Phi Vân nhíu lại, nhìn qua một đầu sơn mạch ở ngoài trăm dặm, phát giác được trong sơn mạch kia có dị động, bên trong thật giống như có hai đầu cự thú đang lao nhanh, từ đầu kia sơn mạch chạy vội tới bên này, có rất nhiều mặt đất cũng bắt đầu đứt gãy, chảy xuôi ra nham tương. Đó là, đầu nham tương trường hà thứ 8 và thứ 9. Có người cũng nhìn thấy dị tượng từ trong sơn mạch kia truyền đến. 9 đầu nham tương trường hà. Đây chính là đại biểu cho thiên tài cấp bậc sử thi độ địa kiếp. Thích Dạ Lai vậy mà thật sự mượn nhờ địa kiếp rèn luyện bản thân, trùng kích đến thể chất thiên tài cấp bậc sử thi, đây là muốn tranh hùng với mấy nhân vật danh chấn thiên hạ rồi. Đầu nham tương trường hà thứ 9 càng thêm hung mãnh, so với 8 đầu nham tương trường hà trước cộng lại còn đáng sợ hơn, cả đầu sơn mạch đều đang run rẩy như muốn nứt vỡ ra. Ầm ầm, dưới nền đất có một đạo hào quang màu trắng phóng lên trời. Bên trong có tiên liên biến ảo, tinh thần đấu chuyển, đây là điềm lành chi quang, chiếu sáng nửa mảnh bầu trời, thanh thế thật sự quá lớn, khiến tất cả tu sĩ Vạn Tượng Tháp đều bị kinh động. Tháp chủ mấy chục tòa thần tháp thánh địa đều bị kinh ra, bay đến đỉnh tháp, trong đôi mắt nổ bắn ra thần hoa, ngắm nhìn phương xa. Thích Dạ Lai từ trong lòng đất bay ra, đắm chìm trong hào quang màu trắng, làn da đột nhiên rạn nứt, thật giống như vỏ trứng vỡ vụn, nơi miệng vỡ vụn. Có một đạo tinh mang màu trắng lưu chuyển ra, tựa như ngọc thô chưa mài rũa tách ra hào quang từ trong ngoan thạch vậy. Ba, ba, ba. Tiếng nghiền nát vang lên liên tiếp, da của hắn hoàn toàn vỡ ra, rút đi lão thân, nghênh đón tân thân,
linh mang chói mắt khiến cho không người nào có thể mở to mắt, thật giống như đang đại biểu cho một khỏa thiên tinh sáng chói ngang trời xuất thế, muốn xưng hùng giữa hoàn vũ vậy. Hắn đây là... Một vị vương giả tuổi trẻ có chút không dám tin vào hai mắt mình, hắn vốn cảm thấy cho dù Thích Dạ Lai đột phá đến thiên mệnh đệ nhất trọng, cũng không phải không thể chống lại, nhưng vào hoa thời khắc này, hắn có một loại cảm giác chùn bước, đã hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi. Không cách nào lực địch, không thể nào chiến thắng. Thích Dạ Lai, vị thiên tài cấp sử thi thứ 10 xuất thế. Trên sơn lĩnh, gió mát quét qua, lá rụng bay đầy trời. Thiên toán thư sinh mặc đạo bào màu trắng, đứng trong lá rung, lấy ra một cuốn thẻ tre, dùng bút thanh đồng trên đầu viết xuống dưới ba chữ Thích Dạ Lai. Thích Dạ Lai chỉ sợ là người bi ai nhất trong thập đại thiên tài cấp bậc sử thi, bởi vì 9 thiên tài cấp bậc sử thi khác đều chưa từng thua trận, bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng, mà hắn lại thua ở trong tay Phong Phi Vân. Hắn muốn chứng đạo, muốn chính thức sánh vai với 9 thiên tài cấp bậc sử thi kia. Như vậy giữa hắn và Phong Phi Vân nhất định còn một trận chiến, chỉ có đánh bại Phong Phi Vân, mới có thể chính thức vấn đỉnh sử thi, danh tự được ghi vào trong sử sách. Ngay khi Thích Dạ Lai vượt qua địa kiếp, Phong Phi Vân liền lần nữa bước lên đường về, vô luận Thích Dạ Lai có thành thiên tài cấp bậc sử thi hay không, đối với hắn mà nói ảnh hưởng đều không lớn. Bởi vì đối với hắn mà nói trở thành thiên tài cấp bậc sử thi chỉ là vấn đề thời gian. Nhanh thì 5, 6 tháng, chậm thì 5, 6 năm. Hắn nhất định có thể hoàn thành bước thứ tư hoán huyết, đạt tới cấp sử thi. Huống chi, hắn hiện giờ đã luyện phượng hoàng cốt vào trong thân thể chất tuy rằng còn không phải cấp sử thi, nhưng lại không hề kém hơn cấp sử thi. Sau khi bay qua ngọn núi này, Phong Phi Vân rốt cục gặp thấy được một cỗ bát bộ long liễn, nó dừng ở cạnh vách núi, bốn đầu thao thế dị thú cực lớn kéo xe nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong lỗ mũi lớn như nắm đấm vẫn còn bốc lên khói trắng. Tám tên đại nội cao thủ mặc thiết khải canh giữ ở tám hướng bát bộ long liễn, trên mặt không có một tia biểu lộ, tựa như tám tôn người sắt vậy, mỗi người đều có cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Rốt cục nhìn thấy chính chủ rồi. Đệ ngũ quan là ngươi sao? Phong Phi Vân dựa đao mà đứng, tuy rằng đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hai mắt lại sáng như tuyết, thập phần có tinh thần, có chiến thêm 3.000 hiệp nữa cũng sẽ không ngã xuống. Bát bộ long liễn phong cách cổ xưa xa hoa. Chính là một kiện linh khí hoàng gia, nghe đồn nếu kích hoạt linh thạch trong long liễn kia thì sẽ có 8 đầu cổ long lao tới kéo xe, có thể một ngày qua sông nghìn vạn dặm. Trong bát bộ long liễn trầm tĩnh thật lâu, chủ nhân long liễn tựa hồ như đã ngủ rồi vậy. Ta rất muốn biết, ta đến cùng đã đắc tội với La Phù công chúa điện hạ ở chỗ nào. Phong Phi Vân tuy rằng nhìn như hung ác, nhưng đêm nay trong lòng vẫn một mực rất biệt khuất, bị người không hiểu thấu tính toán. Chiến đấu đến toàn thân đều tổn thương, mệt mỏi đến nửa chết nửa sống. Bất luận kẻ nào phải loại chuyện này đều sẽ muốn chửi mẹ, mắng 18 đời tổ tiên đối phương một trận, bất quá mẹ La Phù công chúa lại không chửi được, tổ tông 18 đời của nàng càng không chửi được, ai bảo nàng là hoàng gia thiên nữ chứ? Ngươi không đắc tội ta. La Phù công chúa cuối cùng mở miệng. Thanh âm của nàng trời sinh đã mang theo một loại cao ngạo, tựa như một đầu thiên nga trắng đang hát vang. Bất luận câu nào cũng mang theo ngữ khí của thượng vị giảm có thể khiến người bình thường phải trực tiếp quỳ xuống. Đây là Long Hoàng chi khí mà chỉ người trong hoàng gia mới có, dung trong huyết mạch cao quý lại được bồi dưỡng từ nhỏ, mặc dù là những thiên kim tiểu thư của các siêu cấp đại gia tộc cũng không có khả năng có loại khí độ và uy nghiêm này, khiến người không kìm được phải bị thuyết phục. Nhưng Phong Phi Vân lại bất khuất, cương trực công chính, đừng nói quỳ xuống với nàng, coi như là khom mình hành lễ cũng không có. Hoàng gia thiên nữ thì đã sao, không có khả năng khiến hắn phải khom lưng. Tám tên đại nội cao thủ kia cũng không quát tháo Phong Phi Vân bất kính, bởi vì bọn họ đều biết Phong Phi Vân chính là truyền nhân của thần vương, tương lai rất có thể sẽ kế thừa vương tước thần vương, bọn hắn căn bản không có tư cách bảo truyền nhân thần vương quỳ xuống. Nếu không phải La Phù công chúa đã sớm có an bài, bọn hắn hiện giờ đã quỳ xuống hành lễ với Phong Phi Vân rồi, chênh lệch thân phận khiến bọn hắn không thể không quỳ. Vậy dù sao cũng phải có một lý do chứ. Phong Phi Vân nói. Cùng người chiến một đêm, sức cùng lực kiệt, quan trọng là còn không hiểu thấu vì sao, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy tức giận cả. Cũng không có lý do gì. La Phù công chúa ngôn từ chuẩn xác nói. Lời của nàng giống như thánh chỉ, mang theo thiên uy, tựa như đế vương vậy, mặc dù không có bất kỳ lý do, gì cũng có thể một câu khiến một người chết, một câu,
khiến một người sống. Vậy dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Phong Phi Vân liếm liếm bờ môi, cảm thấy nói chuyện với vị hoàng gia thiên nữ này ngôn ngữ thật sự có chướng ngại. Cũng không có nguyên nhân. La Phù công chúa nói. Phong Phi Vân nói. Thu bạch thạch cự đao vào, Phong Phi Vân xoay người rời đi, La Phù công chúa thì ra là một người điên, gặp được một nữ nhân điên, phương thức giải quyết tốt nhất chính là trực tiếp chạy trốn. Hôm nay cho dù bị gài bẫy, mặc dù mỏi mệt, bị thương thảm trọng, nhưng ít nhất cũng đã tu luyện Long Hoàng Đao Quyết đến 7 phần chân tủy, đây là một thu hoạch không nhỏ, đợi một thời gian, có lẽ có thể bắt đầu tu luyện đao thứ hai rồi. Ầm ầm. Sau lưng truyền đến tiếng càng xe nhấp nhô nổ vang, bát bộ long liễn từ trên vách núi bay xuống, đứng ở trước người Phong Phi Vân, ngăn cản đường đi của hắn. Phong Phi Vân không thể không lần nữa dừng bước lại. Công chúa còn điều gì muốn chỉ giáo? Phong Phi Vân rất không kiên nhẫn nói, nếu không phải nàng là công chúa điện hạ, hắn đã sớm lôi bà điên này ra khỏi bát bộ long liễn, lý luận với nàng một phen rồi. Nhưng là từ xưa đến nay, ngoại trừ đế hoàng gia, sợ là vẫn chưa có người nào dám lý luận với công chúa cả. Trả lời ta một vấn đề, liền xem như ngươi đã qua ải của ta. La Phù công chúa suy tư thật lâu, mới nói ra những lời này. Phong Phi Vân đã xông qua bốn quan, một cửa gian nan hơn một cửa, La Phù công chúa là độc thủ bố trí ở phía sau màn, cũng là người thủ quan cửa ải cuối cùng. Năm cửa này đều là do nàng bố trí, đây rốt cuộc là vì cái gì? Xông qua năm cửa, lại có chỗ tốt gì? Xông không qua năm cửa, lại có gì xấu? Đơn giản như vậy. Phong Phi Vân có chút kinh ngạc, hắn cảm giác, cảm thấy cửa thứ năm hẳn nên khó nhất mới phải. Đơn giản. La Phù công chúa cũng không hiện thân, vẫn ngồi ở trong bát bộ long liễn, hỏi. Tân đế có 3.000 tần phi, hoàng tử 274 người, công chúa 389 người, nếu truyền đế vị, người cho rằng ai làm tần đế đời sau sẽ thích hợp nhất. Vấn đề này vừa hỏi ra, hào khí lập tức liền không đúng. Mà ngay cả 8 tên đại nội cao thủ kia sắc mặt cũng khẽ biến, không người nào dám đàm luận loại chuyện đế vị này cả, coi như là hoàng tử, hoàng nữ cũng không được. Đây là cấm kỵ hoàng gia, coi như là vô tình nghe được, đều sẽ bị xử tử. 8 vị đại nội cao thủ thần cơ đại viên mãn, đồng thời phong bế giác quan, không dám tiếp tục nghe tiếp, có vài lúc, làm một người câm mới có thể còn mạng. Phong Phi Vân hơi đảo mắt một lát, liền nói. Cái này, đương kim tần đế đang tuổi tráng niên, phong nhã hào hoa, coi như là truyền thừa đế vị sợ rằng cũng phải đợi mấy trăm năm nữa. Ta nói là nếu như... Trong bát bộ long liễn có một cổ long hoàng chi khí phốc cuốn qua, khí tượng kim ô thập nhật lao ra, liệt hỏa chiếm giữ trên bầu trời, có 10 đầu kim ô thần điểu cực lớn xoay nhanh ở phía trên. Ta đối với người trong hoàng tộc quả thật không hiểu rõ lắm, sợ là không thể trả lời được vấn đề của công chúa. Phong Phi Vân tự nhiên hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó, có mấy lời không thể nói lung tung được. Ngươi không phải mới vừa nói rất đơn giản sao? La Phù công chúa nói. Có khi chuyện càng đơn giản, độ khó ngược lại càng lớn. Phong Phi Vân nói. Vậy được, ta hỏi vấn đề khác. Trong bát bộ long liễn lại có chút trầm mặc, hào khí trở nên càng thêm áp lực, thật lâu sau, nàng mới lại nói. Nếu là có nữ đế kế vị, người sẽ thuận theo hay nghịch lại? La Phù công chúa đã hoàn toàn đối đãi với Phong Phi Vân như người thừa kế thần vương đời sau rồi. Hô! Phong Phi Vân chố mắt nhìn. Trong lòng chấn động rất lớn, do dự một lát, nói. Đương nhiên thuận theo. Nàng lại không nói, tựa hồ đang suy tư gì đó. Tâm Phong Phi Vân thập phần ngưng trọng, chạm ngón tay vào trên giới linh thạch, tùy thời chuẩn lấy ra bạch thạch cự đạo, đã làm xong chuẩn bị liều chết chiến một trận. La Phù công chúa đã hỏi ra vấn đề mịt mờ như thế, nếu câu trả lời của Phong Phi Vân không hợp ý nàng, vậy thì nàng tất nhiên sẽ giết Phong Phi Vân diệt khẩu. Có mấy lời. Nghe được, cũng sẽ chết người đấy. Đi. Sau nửa ngày, 4 đầu thao thế dị thú kia mới bị một đạo thần thức khu động, lôi kéo bát bộ long liễn phá không mà đi, 8 đại nội cao thủ mặc thiết giáp kia đột nhiên bừng tỉnh, giải khai tự phong trên người, biến thành 8 đạo hắc mang, đuổi theo hướng bát bộ long liễn. Nàng đây rốt cục là đang có ý gì, tốn công tốn sức bố trí lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì hỏi một vấn đề thôi sao? Đến cùng câu trả lời của Phong Phi Vân có khiến nàng hài lòng không? Nàng một chữ cũng không có nói, cứ như vậy xoay người rời đi,
thật sự là khiến người có chút cân nhắc không thấu. Lòng dạ quá sâu. Phong Phi Vân nhìn thật sâu cổ xe đã bay ra ngoài thiên mạc, 10 đầu kim ô vẫn xoay tròn trên đỉnh xe, ẩn chứa một cổ chiêu khí màu vàng, như mặt trời mới ló vậy. La Phù công chúa nhắm mắt ngồi trong bát bộ long liễn, trong lòng rất nhiều suy nghĩ, nàng xinh đẹp tiên Nga, vẫn đang ở tuổi dậy thì, nhưng trên người lại mang theo một cổ thành thục không hợp với tuổi, không ai có thể nhìn thấu trong lòng của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì cả. Phong Phi Vân ứng phó nàng, nàng tự nhiên cũng nghe ra được, bởi vậy cũng nói rõ Phong Phi Vân không chỉ là một nhân tài thiên tư tuyệt đỉnh, càng là một nam nhân thông minh tuyệt đỉnh. Một nam nhân cho dù đã đạt tới cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng nếu quá đần, thường thường cũng sẽ bị dùng như mũi thương, bị chết không minh bạch. Đột nhiên, La Phù công chúa mở mắt ra, một đạo lãnh mang hiện lên ở sâu trong đồng tử, bỗng nhiên khiến bốn đầu thao thế đều ngừng lại. Có một đạo nhân ảnh ngăn ở phía trước bát bộ long liễn, đạo nhân ảnh này tư thế hiên ngang, cao thượng hút bụi, tựa như một mặt cờ xí bất hủ đứng ở giữa không trung vậy. Thích Dạ Lai, ngươi ngăn cản xe của ta rồi. La Phù công chúa trầm giọng nói, có chút tức giận, một tên nô tài, vậy mà cũng dám ngăn cản xe của nàng. Dưới chân Thích Dạ Lai thăng tiên liên, trên đỉnh đầu có khí tượng quần tinh đấu chuyển, tựa như một vị trích tiên phiêu trên trời cao vậy. Hắn khoanh lấy hai tay, không chút hèn mọn, sau khi đạt tới thiên tài cấp bậc sử thi chi cảnh, hắn không hề thần phục trước mặt La Phù công chúa nữa, không muốn tiếp tục làm môn khách của nàng, khó nghe hơn chút là không muốn làm nô tài. Hắn cảm giác mình đã có tư cách có thể ngồi ngang hàng với La Phù công chúa, có thể làm một ít chuyện trước kia không dám làm. Công chúa điện hạ, ta đã bước chân vào cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Thích Dạ Lai tự tin cười nói, có vài phần tiên vận phiêu giật. Ngươi ngăn cản xe của ta rồi. La Phù công chúa lần nữa không chút tình cảm nói. Nụ cười trên mặt Thích Dạ Lai có chút cứng đờ, lại nói. Ta đã bước chân vào cấp bậc sử thi. Ngươi ngăn cản xe của ta rồi, biết rõ cái gì là nô tài không? Quỳ xuống cho ta. Thanh âm La Phù công chúa trở nên có chút vô tình lạnh như băng, thanh âm cũng sẳng giọng thêm vài phần. Bá, bá, bá. Tám tên đại nội cao thủ mặc thiết giáp vọt ra, mang theo trường thương đen kịt rơi xuống trước bát bộ long liễn, tựa như tám đầu hắc long, phun ra nuốt vào vầng sáng, đồng thời chỉ về phía Thích Dạ Lai. Tám người đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Thích Dạ Lai, ngươi chẳng qua chỉ là một tên nô tài thôi, công chúa điện hạ mệnh lệnh ngươi quỳ xuống, ngươi còn không quỳ. Một thiết giáp chiến tướng quát lớn một tiếng. Có ít người cho rằng cánh cứng cáp rồi, có thể xoay người làm chủ nhân, quả thực thật là tức cười. Thiết giáp chiến tướng các cười lạnh một tiếng. Thích Dạ Lai hai tay nắm chặt, hàm răng cũng nghiến chặt. Cút ngay cho ta. Hắn phất ống tay áo một cái, một đạo hào quang bạch sắc từ trong tay áo bay ra. Nhấc một tên thiết giáp chiến tướng thần cơ đại viên mãn trong đó lên. Ném bay ra ngoài, thiết giáp trên người bể thanh cặn bã, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống dưới bầu trời, nện thẳng xuống mặt đất bên dưới. Lớn mật, Thích Dạ Lai ngươi muốn tạo phản sao? Bảy vị đại nội cao thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn đồng thời đỉnh thương mà ra, ánh sao màu đen hợp thành phiến, lực lượng bảy người đâm ra ngoài, khiến hư không cũng run rẩy. Thích Dạ Lai hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu tinh hà loạn chiến, một mảnh vầng sáng sáng chói từ trong tay đánh ra, trực tiếp chấn vỡ trường thương trong tay bảy tên tu sĩ thần cơ đại viên mãn kia. Phốc, 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 phốc. Bảy người đồng thời bị trọng thương, làn da trên người nứt ra, phun ra mảng lớn huyết vụ. Hắn lại xuất một chiêu, bảy đại cao thủ người ngã ngựa đổ, đều bị quăng ra ngoài, thất linh bát lạc, tựa như hổ lô lăn trên đất vây. Rơi xuống rừng núi bên dưới. La Phù, Thích Dạ Lai ta sẽ không vĩnh viễn ăn nhờ ở đậu, làm một con chó bên cạnh ngươi đâu, ta muốn làm một người, làm nam nhân của ngươi. Thích Dạ Lai phá tan thể chất thiên tài cấp bậc sử thi, lại bước chân vào thiên mệnh đệ nhất trọng, lòng tự tin đã bành trướng đến độ cao trước nay chưa từng có. Hắn không hề cố kỵ, trực tiếp liền đi tới bát bộ long liễn y muốn một bước leo lên bát bộ long liễn. Tiến vào chôn liễn xa mà trước tới giờ chỉ có La Phù công chúa mới có thể ngồi kia, hắn cho là mình hiện giờ đã có tư cách vào ngồi trong đó. Coi như La Phù công chúa không muốn, hắn cũng muốn đi vào, nam nhân có đôi khi phải chủ động, phải cường ngạnh. Ngươi muốn làm người, ngươi xứng sao? La Phù công chúa ngồi ngay ngắn trong bát bộ long liễn, tiên nhan như nước,
yên tĩnh và đoan trang, chậm rãi vươn một tay ra, trong tay nắm một khối thần lệnh cổ xưa, ném lệnh bài ra ngài, một đạo màn nước từ trong lệnh bài bay ra, hào quang thiên vạn đạo. Oanh! Chân Thích Dạ Lai còn chưa đạp vào bát bộ long liễn đã cảm giác được có một cổ lực lượng kinh khủng vô biên đập vào mặt, hắn muốn ngăn cản, nhưng lại không ngăn cản nổi, cả người trực tiếp bị đánh bay, té xuống giữa không trung, ầm ầm ngã trên mặt đất, trên mặt để lại một đạo vết máu, khóe miệng tràn đầy huyết. Chó, vĩnh viễn đều là chó. La Phù công chúa thản nhiên nói. Bát bộ long liễn hạo hạo đáng đáng, kim mang chiếu thiên mạc, bị bốn chỉ đầu thao thế kéo đi. Càng xe cao 7 mét nhấp nhô, lần nữa chạy như bay mà đi, biến mất ở bên ngoài thiên mạc phương đông. Giờ phút này, phương đông có một vòng mặt trời mới mọc mới lên, chiếu xạ ra đạo ánh sáng mặt trời đầu tiên của ngày mới. Tảng sáng, ánh mặt trời ấm áp. Ba con dị điểu màu vàng kéo lấy một cỗ xe trầm trọng đứng ở trên thiên mạc đông nam, trên cao trăm trượng, treo trên bầu trời không rơi, có một mảnh đám mây nhàn nhạt lấy nó, dị điểu run run mấy căn lông vũ. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra vầng sáng màu vàng. Phong Phi Vân rốt cục đã trở về, một đêm này hắn chạy đi rất gấp, nhưng lại đi rất chậm, vết thương trên người không dưới 20 đạo, có chỗ vẫn còn đang chảy máu, từ thân thể chảy xuôi mà xuống, rơi xuống trên mặt dày, huyết mặt đất in lên không ít vết chân máu. Hồng Nhan Vi Thủy Thiếu, Phương Hoa Hà Thị Phao, Hồng Trần Trung, Tâm Bất Lão, Quân Bất Tại, Nhân Như Thảo, Độc Tự Mạc Đăng Cao, Bạch Phát Lâu Tiếu, Đãi Đáo Giai Nhân Lão, Thủy Vi Hồng Nhan Họa Đại Mi. Trong cổ xe kia truyền đến tiếng ca yêu mỹ, nương theo tiếng đàn tranh thanh thúy dễ nghe, vang vọng trong gió, phiêu đãng giữa mây tía, khiến hoàng tước khắp núi đều theo đó kêu to, đan vào thành một khúc nhạc hoàn mỹ. Đây là thiên âm bước nào, khiến người yên tĩnh từ sâu trong lòng, khiến người quên mất sầu não cuộc đời. Trên mặt Phong Phi Vân lộ vẻ tươi cười, bay đến trên xe. Ngón tay A Nam Cung Hồng Nhan lập tức ngừng trên dây đàn, ngón tay đang run rẩy, đôi mắt dễ thương đang có nước mắt đảo quanh. Tiếng ca dùng lại, dư âm không ngừng, hai mắt nàng đẫm lệ lao tới Phong Phi Vân chăm chú ôm lấy hắn, không ngừng nhẹ giọng thút thít nỉ non. Người cuối cùng cũng trở về rồi, ta một mình rất sợ hãi, lúc sợ hãi chỉ có thể một mình ca hát, hát lấy, lại càng thêm sợ hãi, trong nội tâm trống rỗng, tựa như một đám lục bình không dễ cứ trôi lấy vậy. Ta đi quá vội. Phong Phi Vân cẩn thận vuốt ve mái tóc của nàng, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, trên đời này có một người vì ngươi lo lắng, đây là chuyện mỹ diệu bực nào chứ? Ta biết, ta không trách ngươi, ta chỉ tự trách mình, gấp nhưng không thể giúp được gì, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ đến ngươi, ở trong lòng nhớ kỹ ngươi, cầu đại từ đại bi Bồ Tát phù hộ ngươi bình an trở về. Nam Cung Hồng Nhan nước mắt không ngừng tuôn rơi, hàng lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rung. Trong miệng không ngừng nói, kể rõ lo lắng và tự trách trong lòng. Ngươi thực cầu Bồ Tát phù hộ ta sao? Phong Phi Vân nói. Thực cầu. Nam Cung Hồng Nhan rất nghiêm túc nói. Vậy Bồ Tát nói như thế nào? Phong Phi Vân trêu ghẹo nói. Nàng nói, ta làm sao biết Bồ Tát nói thế nào? Bồ Tát bận rộn như vậy, nàng nào nghe tâm sự của một người con gái như ta chứ? Nam Cung Hồng Nhan liếc Phong Phi Vân. Ngón tay nhè nhéo trên cánh tay hắn một cái, tỏ vẻ bất mãn của mình. Ai ôi! Phong Phi Vân kêu thảm thiết một tiếng. Nam Cung Hồng Nhan lập tức luống cuống, liền vội vàng hỏi. Ta vặn đau ngươi sao? Vặn chúng vào vết thương rồi. Phong Phi Vân nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu, đều tại ta. Nam Cung Hồng Nhan tự trách dậm chân, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi. Vội vàng xem xét vết thương trên người Phong Phi Vân, tâm thương yêu không dứt. Phong Phi Vân nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, giống như gà mái bị mất đi đàn con vậy, trừng mắt một đôi mắt đẹp, gấp đến độ xoay quanh. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta như vậy làm gì? Nam Cung Hồng Nhan không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của Phong Phi Vân, đôi má đỏ lên, chăm chú cúi đầu, vô cùng ngượng ngùng. Đẹp lắm! Phong Phi Vân vừa cười vừa nói. Vậy ngươi không đau? Thanh âm Nam Cung Hồng Nhan tựa như mũi kêu. Phong Phi Vân lắc đầu. Không đau. Thực không đau sao? Nam Cung Hồng Nhan ngẩng đầu, đôi mắt còn đẹp hơn cả ánh sao nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lại nhìn ánh mắt của hắn, nhìn vết thương trên người hắn, trong mắt lo lắng nói không nên lời, nhiều tổn thương như vậy, sao có thể không đau được? Ngươi nếu có thể hát lại bài vừa rồi cho ta nghe, ta sẽ thực không đau nữa.
Phong Phi Vân đạo. Nam Cung Hồng Nhan liền ngồi vào lại trong xe, dáng người tuyệt mỹ động lòng người, ôm một cây đàn tranh năm thước, tay ngọc thon thon nhẹ nhàng đặt trên dây. Giờ khắc này, nàng lại không linh như yên, thanh tịnh như nước, trở nên có chút siêu phàm thoát tục. Không còn là một nữ hài tử mảnh mai nữa, mà đã trở thành một lăng ba tiên tử đàn tranh xinh đẹp động lòng người. Hồng Nhan vi thủy thiếu, phương hoa hà thì phao. Hồng Trần Trung, tâm bất lão, quân bất tại, nhân như thảo. Độc tự mạc đăng cao, bạch phát lâu tiếu, đãi đáo giai nhân lão, thủy vi hồng nhan họa đại mi. Phong Phi Vân chìm đắm chìm trong tiếng cười, linh khí trong thân thể bắt đầu khởi động, ngồi ở bên cạnh người nàng, bắt đầu chữa thương, linh khí bao lấy toàn thân của hắn, phun ra nuốt vào dưới làn da. Đàn tranh như cam tuyền, lượn lờ ở bên tai. Cổ xe đã bay ra ngoài, xông về chân trời. Có người giao một cái ban chỉ cho ta, bảo ta chuyển giao cho ngươi. Một khúc vừa dứt, Nam Cung Hồng Nhan lấy ra một ban chỉ màu đen, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận lấy miểu quỷ ban chỉ, vui vẻ nói. Là một tên thiếu niên mặt đen đưa cho ngươi sao? Đúng vậy à. Nam Cung Hồng Nhan nhẹ gật đầu. Hắn không làm khó ngươi đấy chứ? Phong Phi Vân hỏi. Hắn nói ngươi xông qua năm cửa, ban chỉ này nên trả lại cho ngươi, hắn là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nam Cung Hồng Nhan nghiêm nghị nói, thuật lại lời của Tất Ninh Xuất. Hắn là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Phong Phi Vân quả thật không cho rằng tên lừa gạt đệ nhất vạn tượng tháp sẽ một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, càng không có khả năng chủ động giao ra bảo bối đã trộm được. Người trộm đồ tự nhiên không có khả năng chủ động trả lại tang vật rồi. Hắn kỳ thật cũng rất không tình nguyện giao ra đấy. Nam Cung Hồng Nhan nói. Vậy hắn cuối cùng vì sao vẫn giao cho ngươi? Phong Phi Vân nói. Ta cho đàn cho hắn một thủ khúc, hắn có lẽ là bị cảm động, lương tâm đại phát, vì vậy mới trả đồ về. Nam Cung Hồng Nhan nháy mắt nói. Cũng đúng, thủ khúc của ngươi quả thật có thể cảm hóa người. Phong Phi Vân lại nói. Vậy hắn đi đâu rồi? Hắn đã gãy một tay. Lại cà nhắc một chân, cuối cùng liền đi mất rồi. Phong Phi Vân kinh ngạc. Hắn lại tại sao lại gãy tay, què chân? Hắn thật sự quá không cẩn thận, từ trên xe rớt xuống, ngã ở vào trong khe suối, khiến tay mình bị gãy, chân cũng ngã cà nhắc rồi, cuối cùng hắn chụp lấy một cây côn gỗ, liền đi nha. Nam Cung Hồng Nhan do dự một chút, thở dài nói. Hắn là bằng hữu của ngươi sao? Hắn nói. Hắn nói bậy bạ gì với ngươi thế? Phong Phi Vân lập tức trở nên khẩn trương, tên khốn Tất Ninh Xuất sẽ không thật sự nói bậy bạ gì trước mặt nàng đấy chứ. Hắn nói, ngươi muốn kết hôn công chúa, ta chỉ là một nữ tử phong trần ti tiện, ngươi chướng mắt ta. Nam Cung Hồng Nhan cúi đầu, Phong Phi Vân có thể trông thấy, ánh mắt của nàng cũng đã có chút đỏ lên, còn có chút óng ánh. Ta! Phong Phi Vân muốn giải thích. Thế nhưng ta căn bản không tin lời hắn nói. Nam Cung Hồng Nhan lại vội vàng nói, nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân, hàm tình mạch mạch, tựa hồ đang chờ Phong Phi Vân nói ra lời khiến nàng yên tâm. Ngươi vốn không nên tin tưởng bất luận câu nào hắn nói cả. Phong Phi Vân từ từ nói. Đôi mắt Nam Cung Hồng Nhan có chút khẽ cong, hóa thành hình nguyệt nha nhi, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, bộ dáng này thật sự vô cùng xinh đẹp. Không lâu sau, cổ xe đứng lại bên ngoài võ tháp, tổn thương trên người Phong Phi Vân đã khôi phục lại thất thất bát bát, sau khi cùng Nam Cung Hồng Nhan xuống xe, liền bước vào trong võ tháp. Trên đường đi, gặp rất nhiều đệ tử võ tháp, bọn hắn nhao nhao bị dung mạo khuynh thành của Nam Cung Hồng Nhan hấp dẫn, cổ khí chất thoát tục kia khiến tất cả mọi người đều hướng về, thật giống như gặp được tiên nữ hạ phàm trần vậy, tất cả mọi người phải ghé mắt, sợ hãi thán phục không thôi. Đó là truyền nhân thần vương Phong Phi Vân. Đứng ở bên cạnh hắn có lẽ chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Nam Cung Hồng Nhan, ông trời. Ta vậy mà gặp được mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ một đêm đã truyền khắp toàn bộ vạn tượng tháp, rất nhiều đệ tử đều biết mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đã trở thành Hồng Nhan chi kỷ của yêu ma chi tử. Vì được thấy phong thái mỹ nhân, có không ít đệ tử các thần tháp thánh địa khác đều chuyên môn chạy tới, chờ ở bên ngoài võ tháp. Trong đó, có mấy người chính là tài tuấn trên bách tháp bảng, những người này nhìn ra xa xa, trong lòng vô cùng rung động, vẻ đẹp của một nữ tử sao có thể đạt tới tình trạng như thế. Mang mạng che mặt cũng có thể khiến người cảm giác được khuynh thành tuyệt đại, đương thời vô song,
khiến rất nhiều thiên tài đệ tử phải si mê. Nhưng không người nào dám tới gần, biết rõ Phong Phi Vân thật không dễ gây, đã có thể xưng hung trong một đời tuổi trẻ rồi. Phong Phi Vân chính là truyền nhân thần vương, sư đệ của Võ Tháp Tháp, ở trong Võ Tháp có địa vị cực cao, có thể tùy ý ra vào, đương nhiên cũng có thể tùy ý dẫn người tiến vào Võ Tháp. Ngày hôm nay, đều vượt qua trong bình tĩnh, trải qua một trận chiến đêm qua, Phong Phi Vân cảm giác tu vi của mình đã đạt đến một cái bình cảnh, chỉ có phá tan cái bình cảnh này thì mới có thể tiềm long phi thiên, sổ phượng đằng không, thật sự bước vào hàng ngũ vương giả một đời tuổi trẻ. Xếp bằng ở tầng thứ 72 Võ Tháp, bế quan tu luyện, quay mắt về phía một mặt thạch bích màu xanh, trên đó khắc lấy từng đạo đao vân, mỗi một đạo đao vân đều đại biểu cho một chiêu đao pháp, thập phần thâm ảo, không có đại lượng thời gian trồng chất thì không có khả năng lĩnh ngộ được. Đây là năm đao trước trong Long Hoàng Đao Quyết, Phong Phi Vân vẫn còn lĩnh ngộ đệ nhất đao, đao vân kia thật sự quá thâm ảo, ẩn chứa quy tắc thiên đạo trong đó, phải dùng tâm đi nhận thức cổ thần vận kia. Rầm rầm. Đột nhiên, huyết cấm huyền trạc màu đen trên cổ tay Phong Phi Vân nhẹ nhàng chuyển động một vòng, có một đạo huyết vân lưu động trên vòng tay, có người đang dẫn động lấy huyết cấm huyền trạc. Phong Phi Vân biến sắc, cảm giác được linh khí toàn thân đều bị lực lượng huyết cấm huyền trạc áp chế. Thật giống như kinh mạch bị ngăn chặn, huyết mạch bị phong bế, khó chịu đến cực điểm, 10 tầng tu vị ngay cả một tầng cũng không phát huy nổi. Phá cho ta! Phong Phi Vân điều động lực lượng của Miểu Quỷ Ban Chỉ, muốn phản chấn áp huyết cấm huyền trạc, không muốn lại bị thần bí chủ nhân khống chế nữa. Trong huyết cấm huyền trạc lao ra một cổ huyết lãng, đánh lên cánh tay Phong Phi Vân, chấn vỡ linh khí toàn thân hắn, ngay cả lực lượng điều động linh khí cũng không thể làm được. Đây là lực lượng của thần bí chủ nhân thông qua huyết cấm huyền trạc phát ra, có uy lực chấn vỡ thân thể. Thần bí chủ nhân ở ngay gần đây, hắn đã đi tới Võ Tháp, thật to gan, chẳng lẽ không sợ bị thần vương và Trương Bá Đạo phát hiện, đánh chết hắn sao? Phong Phi Vân còn không kịp đứng dậy, một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm đã trống rỗng xuất hiện trong thạch thất, lơ lửng phía trên Phong Phi Vân. Cổ sóng lửa kia đặc biệt nóng. Phong Phi Vân, người muốn phá vỡ huyết cấm huyền trạc, thoát khỏi sự khống chế của ta sao? Thần bí chủ nhân bị bao lấy trong ngọn lửa, thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần hàn ý, lạnh lạnh nói, khiến cho cả thạch thất đều ngưng kết lên một tầng băng xương dày đặc, rét lạnh thấu xương. Thần bí chủ nhân vậy mà tiến nhập Võ Tháp, xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân, quá ngoài ý muốn rồi. Đoàn hỏa diễm kia tỏa ra sáng rọi sáng ngời, chiếu sáng cả thạch thất u tối, khiến mặt Phong Phi Vân cũng có chút đỏ lên. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng dậy, đứng thẳng trên mặt đất, hai mắt trầm xuống, nói. Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ a, có tin là chỉ cần ta mở miệng, tháp chủ Võ Tháp sẽ hàng lâm không? Vậy ngươi mở miệng thử xem. Một tay thần bí chủ nhân bao vây lấy hỏa diễm, có một đạo khí kình đỏ thẫm lượn lờ trên ngón tay, huyết cấm huyền trạc trên cổ tay Phong Phi Vân chợt bộc phát ra hào quang màu đen, bắt đầu điên cuồng co rút về phía cổ tay. Lực áp chế của huyết cấm huyền trạc lần đầu tiên bị kích hoạt, tựa như có ngàn vạn cân lực lượng áp trên cánh tay, khiến huyết mạch và kinh mạch cả đầu cánh tay phải đều như bị nghiền nát, hơn nữa còn đang lan tràn vào trong thân thể. Thần bí chủ nhân đây là muốn trấn nhiếp Phong Phi Vân, cho hắn một hạ mã uy, Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bá! Miểu Quỷ Ban Chỉ cấp tốc chuyển động, sáu bức cổ đồ vọt ra, bao lấy cánh tay, hóa thành sáu tầng cổ giáp. Ngăn cản lực lượng của huyết cấm huyền trạc, cả hai bắt đầu triển khai chém giết trên cánh tay, ngăn cản, công phạt liên miên không dứt. Hừ, thần bí chủ nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra, trực tiếp bóp nát cả sáu bức cổ đồ kia, biến thành ngàn vạn quang điểm, lần nữa bay trở về Miểu Quỷ Ban Chỉ. Lực lượng huyết cấm huyền trạc rốt cục không cách nào ngăn cản được nữa, không chỉ áp chế cánh tay Phong Phi Vân, mà càng lan tràn đến khắp toàn thân, như muốn trực tiếp chấn sát hắn vậy. Chỉ đùa một chút, có cần nghiêm túc như vậy không? Phong Phi Vân nói. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu lúc này trở mặt với thần bí chủ nhân thì quá không sáng suốt rồi. Thì ra chỉ là một trò đùa. Thần bí chủ nhân mỗi chữ mỗi câu đều tựa như từng tòa âm trung đụng vào ngực Phong Phi Vân, nếu là tu sĩ khác khẳng định đã bị chấn cho trái tim bạo liệt mà chết rồi. Phong Phi Vân mạnh mẽ ngăn trở mới có thể bảo vệ trái tim, ngăn được 7-8 đạo sóng âm kia. Nhưng vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, tu vị của thần bí chủ nhân này quả thực đáng sợ, không có đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng thì khẳng định không ngăn được một chiêu của hắn.
Tao ngộ của Vô Hà công tử và Bắc Minh Đường thật sự quá thê thảm, đều là thần bí chủ nhân hạ độc thủ, bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì cả, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lực lượng trên cổ tay thoát đi, huyết cấm huyền trạc thu hào quang lại, trở nên chất phác tự nhiên, tựa như một cái vòng tay màu đen bình thường vậy. Phong Phi Vân, có lẽ người đã gặp Bắc Minh Đường rồi, hắn cũng là bởi vì phá hủy sắp xếp của ta, cho nên hắn liền chết. Thần bí chủ nhân âm trầm nói, thanh âm so với lệ quỷ còn đáng sợ hơn ba phần. Ta N gần đây vẫn luôn rất thức thời, chuyện không nên làm, ta bình thường đều sẽ không chạm vào. Phong Phi Vân cười nói, nhưng có đôi lúc muốn ngươi làm chuyện, ngươi lại nhất định phải làm theo. Thần bí chủ nhân nói, Phong Phi Vân trong lòng khẽ động, ngầm hiểu, nói. Ngươi muốn ta làm gì? Trộm một thứ. Thần bí chủ nhân nói. Rốt cuộc đã tới. Huyết Phủ đã sớm đề cập qua trước mặt Phong Phi Vân về việc này, vốn Phong Phi Vân còn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là cảnh báo trước, nhưng nên đến quả thật vẫn không thể trốn được. Trộm cái gì? Phong Phi Vân cẩn thận hỏi. Một trong chín kiện chấp tháp chi bảo của Vạn Tượng Tháp, ẩn tầm Sa La. Thần bí chủ nhân nói. Ẩn tầm Sa La, chính là do tơ của ẩn tầm bện thành, có thể khẽ én thân thể người ẩn giấu trong vô hình. Thậm chí ngay cả khí tức trên thân cũng có thể hoàn toàn bị che giấu, tuyệt đối là thần bảo để trốn chết và đánh lén. Chỉ cần mặc vào ẩn tầm Sa La, liền có thể đơn giản tiếp cận cường giả cấp bậc cự kình, thậm chí có thể đánh chết cường giả cấp bậc cự kình cũng không nói chơi. So với linh khí bình thường cũng càng thêm thần dị, vô số người đều thèm thuồng không thôi, nhưng kiện bảo vật này lại giấu ở trong Vạn Tượng Tháp, đừng nói là trộm lấy. Coi như là ẩn tầm Sa La đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn được thấy nó. Chưa nói đối với chấn tháp chi bảo như ẩn tầm Sa La thì nhất định sẽ có siêu cấp cường giả thủ hộ, muốn trộm lấy, quả thực khó như lên trời. Không có khả năng, không ai có thể trộm được ẩn tầm Sa La, coi như là tu sĩ cấp bậc cự kình cũng không làm được. Phong Phi Vân lắc đầu nói, người khác làm không được, đó là bởi vì bọn hắn ngay cả đại môn Vạn Tượng Tháp cũng không vào được. Nhưng ngươi lại khác, ngươi bây giờ chính là truyền nhân thần vương, rất nhiều nơi cấm kỵ của Vạn Tượng Tháp người đều có thể tiến vào, so với người khác có nhiều đặc quyền hơn nhiều. Thần bí chủ nhân muốn Phong Phi Vân đi sông Vô Lượng Tháp, cũng là vì mưu đồ chuyện này, bởi vì Phong Phi Vân thiên tư hơn người, chỉ cần lúc sông Vô Lượng Tháp có biểu hiện hơn xa thường nhân, vậy thì nhất định sẽ được si các đại lão đỉnh tiêm của Vạn Tượng Tháp thu làm đồ đệ, đối với mưu đồ bước tiếp theo của hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Muốn trộm lấy ẩn tầm Sa La thì cần phải nhờ vào thân phận đắc thù hiện giờ của Phong Phi Vân. Ta đã nhận được tin tức, ẩn tầm Sa La được giấu ở tầng thứ 81 Linh Bảo Tháp, cho ngươi 3 tháng, nếu ngươi không lấy được ẩn tầm Sa La, đến lúc đó thì huyết cấm huyền trạc trên cổ tay ngươi sẽ bắt đầu thôn phệ huyết dịch trong cơ thể ngươi, thẳng đến khi hút cạn huyết dịch toàn thân ngươi mới ngừng lại. Loại tra tấn sống không bằng chết này, tin tưởng ngươi sẽ không muốn nếm thử đâu. Thần bí chủ nhân thanh âm đã khàn khàn, lại càng thêm âm tàn, tựa như một lão quỷ đang dương nanh múa vuốt đánh tới Phong Phi Vân, muốn uống máu của hắn, ăn tim hắn, chỉ riêng thanh âm kia thôi đã khiến người sởn hết cả gai ốc. Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, mấy lần muốn ra tay, đều bị bản thân cưỡng ép ngăn chặn, hiện giờ cứ để ngươi đắc chí đi, sớm muộn cũng có một ngày cho ngươi khóc rất thoải mái. Ta sẽ điều động một tên cao thủ trộm cắp đến giúp ngươi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta quá thất vọng. Thần bí chủ nhân cạc cạc cười, cười đến đặc biệt thoải mái. 3. Hỏa diễm lơ lửng trong không khí dập tắt, tất cả đều hoàn toàn biến mất, thần bí chủ nhân kia lại quỷ dị rời đi, quả thực như thần long thấy đầu không thấy đuôi, khiến người không cách nào nhìn thấu được hắn. 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, thật sự là đau đầu. Hắn đến cùng muốn trộm ẩn tầm Sa La làm gì chứ? Phong Phi Vân nhíu chặt mày, tính tâm trầm tư. Trong lòng hiện ra hơn 10 khả năng, nhưng bị loại bỏ từng cái, nếu dùng phương thức tầm thường để cân nhắc vị thần bí chủ nhân kia vậy thì sai 10 phần rồi. Người này khiến Phong Phi Vân cảm thấy nguy cơ lớn lao, bởi vì Phong Phi Vân nhìn không thấu hắn. Đát đát, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến. Phong Phi Vân giãn mày ra, chỉ thấy cửa đá bị đẩy ra, dưới ánh nến lờ mờ, một tuyệt đại giai nhân đi đến, dáng người nàng chập chờn như nhược liễu trong gió. Thay đổi một thân nho y màu trắng thon dài, nho y màu trắng này chính là quần áo mà chỉ đệ tử võ tháp mới có,
sau khi được mặc trên người nàng liền mang theo vài phần điềm đạm nho nhã và trang nhã. Trên mặt của nàng vẫn đeo một khăn che mặt hơi mỏng, búi tóc rủ xuống, hiển nhiên là vừa mới rửa mặt xong, còn có vài giọt bọt nước đang lăn xuống, mềm mại và đen nhánh, so với tóc của bất kỳ nữ nhân nào trên thiên hạ này đều đẹp hơn nhiều lắm. Phong Phi Vân cũng chỉ khi vận chuyển Phượng Hoàng linh hồn, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được mị lực của nàng, nam nhân khác, nếu thấy được bộ dáng này của nàng, chỉ sợ đã sớm phủ phục dưới chân nàng rồi. Hồng Nhan, còn chưa ngủ sao? Phong Phi Vân nghe thấy được hương thơm trên người nàng, giống như hương vị thất thải hải đường tháng 3 vậy. Ta sợ bóng tối. Nam Cung Hồng Nhan bưng nến đỏ cắm trên đài thanh đồng, ngọc nhan dưới ánh nến lộ ra càng thêm mê người, nhưng loại mê người này của nàng lại mang theo một loại thánh khiết, khiến người căn bản không thể sinh ra lòng khinh nhờn được. Phong Phi Vân không cho rằng mình là một quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng hắn đến giờ quả thật không có bất kỳ tà niệm nào cả, đã xem nàng như hồng nhan chi kỷ chính thức, không muốn bắt buộc nàng làm chuyện mà nàng không muốn. Đúng rồi, nữ hài tử vừa đến một nơi lạ lẫm, phần lớn đều rất sợ bóng tối, không dám một mình một chỗ, Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng sống ở phong trần, nhưng lại không có tu vị, chỉ là một người con gái yếu ớt chính thức. Phong Phi Vân giờ phút này cũng không có tâm tư tu luyện, thần bí chủ nhân kia lại có thể tự nhiên tiến vào võ tháp, khiến hắn cảm thấy bất an, người này thật sự thật đáng sợ, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Ta ở với ngươi. Phong Phi Vân đi ra phía trước, nhẹ nhàng sờ lên nàng sợi tóc còn ướt át của nàng, nàng cũng nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Phong Phi Vân, chỉ có dựa vào ngực Phong Phi Vân, nàng mới sẽ không sợ hãi nữa. Phảng phất như đã có chỗ dựa có bến bờ để ký thác thể xác và tinh thần rồi vậy. Phong Phi Vân đưa nàng về, một mực canh giữ ở bên người nàng, sau khi nhìn nàng ngủ mới có lặng lẽ rời đi, lần nữa trở lại trong mật thất tu luyện Long Hoàng Đao Quyết. Liên tiếp bế quan 7 ngày, đều là tìm hiểu tinh túy cuối cùng của đệ nhất đao Long Hoàng nhất đao sát, hắn hôm nay đã lĩnh ngộ được 9 tầng chân tủy, chỉ kém một tầng cuối cùng kia là có thể hiểu thấu triệt đệ nhất đao, có thể tu luyện đệ nhị đao uy lực càng lớn hơn rồi. Nhưng đạo tinh túy cuối cùng này lại dù thế nào cũng không hiểu thấu, luôn thiếu một chút gì đó. 7 ngày qua, Nam Cung Hồng Nhan cũng sẽ thỉnh thoảng đến bồi Phong Phi Vân, có khi còn có thể làm một ít bánh ngọt, Phong Phi Vân ăn lấy, nàng liền ngồi ở một bên đạn đàn tranh, tràn đầy hòa hợp và vui vẻ, tựa như thanh mai trúc mã chơi đùa lớn lên từ nhỏ với nhau vậy. Nàng cũng sẽ mang đến hoa quả, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí bóc vỏ ra, sau đó lại tự tay đút cho Phong Phi Vân ăn. Theo nàng nói thì ta là một nữ hài tử không được gì, cũng chỉ có làm như vậy mới cảm thấy giúp đỡ được ngươi thôi. Con đường tu luyện, thật sự quá buồn tẻ, có đôi khi sẽ ngồi xuống mấy trăm năm, lúc xuất quan thì toàn bộ thời đại đều đã thay đổi, cố nhân ngày xưa phần lớn đều đã chết đi, chỉ còn lại một ít người, cũng phần lớn đều đang bế quan. Đây là một khảo nghiệm lớn lao đối với tâm cảnh tu sĩ, người không chịu đựng nổi loại khảo nghiệm thương hải tang điền, người và vật không còn này. Rất nhiều đến cuối cùng đều bị tự mình bước đến điên lên. Nếu ở trên đường tu luyện có thể có một vị hồng nhan chi kỷ như vậy làm bạn, hiểu nhau, cùng nhau hưởng tới đỉnh thiên đạo đi đến, đây là chuyện tốt đẹp cỡ nào a hát. Hồng Nhan, người thật sự không thể tu luyện sao? Phong Phi Vân muốn dẫn nàng vào con đường tu luyện, khiến cho nàng hồng nhan không già, thanh xuân không suy. Ngón tay mảnh khảnh của Nam Cung Hồng Nhan rời khỏi đàn tranh, nhẹ nhàng thở dài. Ta sao lại không muốn đạp vào con đường tu luyện chứ, từng có người nói cho ta biết, thân thể của ta không có một tia linh tính, đan điền ngoan cố không thay đổi, căn bản ngay cả linh dẫn cũng không thể ngưng tụ được. Người có thể đạp vào con đường tu luyện đều là người có thiên tư nhất định, cái gọi là thiên tư, chính là chỉ thân thể có linh tính, có thể ngưng tụ ra linh dẫn trong cơ thể. Nhưng tuyệt đại đa số người, thân thể đều không có linh tính, chỉ có số ít người mới có thể ngưng tụ linh dẫn. Đạp vào con đường tu luyện. Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng được trời xanh chiếu cố, xinh đẹp tiên nga, nhưng dung mạo của nàng lại bị trời ghét, thế cho nên thân thể xuất hiện chỗ thiếu hụt, căn bản không cách nào đạp vào con đường tu luyện được. Hồng Nhan dịch lão, phồn hoa dịch điêu. Một nữ tử phàm nhân, cho dù lúc trẻ có diễm tuyệt đương thời thế nào, nhưng 10 năm sau, dung nhan cũng phải chậm rãi già đi, trăm năm sau, sẽ triệt để biến mất ở trên đời này, hóa thành một nắm đất vàng. Ngón tay Phong Phi Vân nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Nam Cung Hồng Nhan, sau đó lại buông lỏng tay ra, quả nhiên, nàng quả thật không có thiên tư tu luyện,
thân thể không có được linh tính, cũng không có khả năng ngưng tụ ra linh dẫn. Phàm nhân có sung sướng của phàm nhân, tu tiên giả cũng có khổ lao của tu tiên giả, không cần quá mức cưỡng cầu. Nam Cung Hồng Nhan sâu kín thở dài. Đó cũng chưa chắc, thể chất một người có thể thay đổi, coi như là thể chất không có chút linh tính, cũng có thể tu luyện ra được linh tính. Phong Phi Vân nói, thể chất có thể hậu thiên cải biến, nhưng linh tính thân thể tính là tiên thiên quyết định, hậu thiên không có khả năng thay đổi, nếu có thể thay đổi, trong thiên hạ đã sớm mỗi người đều bước lên con đường tu luyện giả cũng sẽ không ít như vậy rồi. Nam Cung Hồng Nhan chấn động thật lớn, loại chấn động này vốn ở bản tâm, chính là tâm đang run rẩy, là chân chính bị lời của Phong Phi Vân chấn kinh, tựa như thần lôi bổ vào đỉnh đầu, khiến người nhịn không phải run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng. Nàng thì thào tự nói. Trên đời này có bốn thứ của ô linh tính mạnh nhất, nếu có được bất luận thứ nào trong đó, đều có thể mượn đó để thai nghén ra linh tính của mình. Phong Phi Vân nói. Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt dễ thương chằm chằm vào đầu ngón tay, nói. Bốn đồ vật này, sợ rằng đều là chân bảo hiếm thấy. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói. Bốn bảo vật này theo thứ tự là Long Mạch, Phượng Cốt, Chu Tước Mục, Huyền Vũ Tủy. Đều là linh tính bổn nguyên của tứ đại chí tôn yêu tộc, chính là vật có linh tính mạnh nhất trong thiên hạ, chỉ cần có thể đạt được bất luận một thứ nào trong đó, đều có thể khiến một người tài trí bình thường, biến thành thiên tài tu luyện. Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt đẹp càng thêm ảm đạm, nhắm mắt lại, nói. Tứ đại yêu tộc đều là chủng tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, phải truy đến thời kỳ thượng cổ, đừng nói là đạt được linh tính bổn nguyên trên người bọn họ, coi như là thấy cũng chưa hẳn thấy được. Nếu có hy vọng, ai lại không muốn tánh mạng vĩnh hằng, thanh xuân vĩnh trú chứ? Con đường tu luyện mặc dù khổ, nhưng mỗi người đều đang truy đuổi. Nhưng nàng vừa dấy lên hy vọng, lại thoáng cái tan vỡ, bốn đồ vật này quả thực giống như truyền thừa cổ bảo được thần hóa, chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng có ai thấy qua cả. Nàng cực kỳ hy vọng Phong Phi Vân cũng không nói ra những lời này, thế thì nàng cũng sẽ không cháy lên hy vọng và thất lạc như hiện giờ. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào nàng thật sâu, nhìn biến hóa vi diệu từ biểu lộ của nàng, nhẹ nhàng gật, sau đó liền lại bắt đầu tìm hiểu Long Hoàng Đao Quyết. Tam Đại Thiên Hầu, Trấn Thiên Hầu, Kỳ Thiên Hầu, Tứ Phương Thiên Hầu, xuất lĩnh gần 100 triệu thần võ đại quân, thảo phạt nữ ma, nhưng lại đại bại mà về, bị giết đến máu chảy 3.000 dặm. Thần võ quân thương vong thảm trọng, nghe nói chiến trường cũng biến thành thi tràng, thi thể chôn một tầng dày đặc, sâu chừng một mét, liếc mắt không thấy điểm cuối. Một ngày này, một đạo tin tức xuyên thấu vạn tượng tháp, thần võ quân của thần Tấn Vương Triều thảm bại ở Nam Thái Phủ, bị hàng tỷ thi tà dưới chướng nữ ma tàn sát 3.000 dặm, thi thể rải đầy đất, quỷ hồn bay đầy trời, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đen như mực. Tứ Phương Thiên Hầu, một trong tam đại thiên hầu đã bị chết trong tay nữ ma, máu tươi nhuộm đỏ cả một ngọn núi lớn, hóa thành một tòa thiên hầu huyết sơn. Hai vị thiên hầu khác trọng thương mà trốn, có người nói Trấn Thiên Hập bị thi độc dính vào, tán đi một thân tu vị, mới bảo trụ được một mạng. Ngày hôm nay, tin tức thật sự quá nhiều, đều là về trận chiến kinh thiên động địa ở Nam Thái Phủ, mỗi một đạo tin tức truyền đến, đều khiến người cảm thấy hoảng sợ, nhân tâm sao động, không thể lại bình tĩnh tu luyện được nữa. Một trận chiến này, quá thảm thiết rồi, chém giết suốt 7 ngày 7 đêm. Khắp nơi đều có thi tà, giết chết một đầu. Đầu thứ hai đã từ lòng đất bò lên, căn bản là giết không bao giờ hết, ngược lại ngày càng nhiều, cuối cùng thần võ quân liền bắt đầu tan tác, lập tức thất bại, chiến dịch liền biến thành đại đồ sát. Có người biến thành thi tà, có người thì triệt để nằm trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được nữa. Một vị thần võ tướng quân từ chiến trường trốn tới, chạy trốn tới vạn tượng tháp, những điều này đều là từ trong miệng hắn biết được. Sau đó vài ngày, lại có không ít chiến sĩ thần võ quân chạy trốn tới vạn tượng tháp thị nạn, tránh né thi tà đại quân đổ sát, ngày càng nhiều tin tức được truyền lại. Nam Thái Phủ 28 đại quận phủ đã có 9 cái đều hoàn toàn rơi vào trong tay nữ ma, tu tiên giới Nam Thái Phủ căn bản không thể ngăn được bộ pháp của nữ ma, bị buộc liên tiếp bại lui, tử thương thảm trọng. Rất nhiều nơi trước đây là đỉnh tiêm tiên môn, hôm nay đều phải rời phái, chỉ lưu lại một tòa tiên gia phúc địa trống rỗng. Đã trở thành xào huyệt của thi tà mất rồi. Những ngày này, toàn bộ vạn tượng tháp đều đầm chìm trong một cổ hào khí mờ mịt. Kỳ thật tu tiên giả còn may, ít nhất còn có thể trốn chạy để khỏi chết, nhưng những dân chúng binh dân kia ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có,
tránh né bốn phía, tùy thời đều có khả năng tử vong, ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có. Những chiến sĩ thần võ quân trốn về kia không một ai mềm yếu cả, chỉ là thần võ đại quân đều bị tách ra, căn bản không thể ngưng tụ ra một cổ lực lượng phản kích lớn, đơn độc một người đi chiến đấu với những thi tà kia quả thật chính là chịu chết. Nhưng chỉ cần có người vung cánh tay hô lên, hiệu triệu tất cả mọi người lại thì bọn hắn tùy thời đều sẽ nguyện một lần nữa dốc sự tử chiến với đám thi tà kia một lần. Thần võ quân vậy mà đều thảm bại, còn ai có thể áp chế được hung uy của nữ ma, chẳng lẽ thật sự cần tần đế ngự giá thân chinh sao? Phàm là người từng thấy nữ ma xuất thủ, đều cảm giác được chấn nhiếp đến từ sâu trong tâm linh, khiến người tiếp theo nhìn thấy nàng đều chỉ muốn trốn khỏi nàng càng xa càng tốt. Thần võ quân vốn là bách chiến bách thắng, sức chiến đấu thập phần khủng bố, 100 triệu thần võ quân, đã chừng quét ngang tất cả tiên môn trong một phủ, sở dĩ bị thảm bại như vậy là do nữ ma thật sự quá cường đại, căn bản không ai có thể ngăn nàng lại cả, coi như là tam đại thiên hầu cũng bị giết đến hoa rơi nước chảy. Nếu không có một người có thể chống lại nàng dẫn đầu đại quân đi thảo phạt, vậy thì cho dù có phái ra cả 100 triệu thần võ quân cũng chỉ sẽ đại bại mà về thôi. Người có thể chống lại nữ ma, chỉ sợ cũng chỉ có tần đế thôi. Ta có thể cảm giác được, nàng trở nên mạnh hơn. Tiêu Nặc Lan nói ra. Sau khi ra khỏi vô lượng tháp, nàng liền một mực ở trong giới linh thệ trầm khiến thần thức triệt để dung hợp với bản tôn, bỏ ra 2 tháng mới từ trong bế quan đi ra, vừa vặn nghe được tin tức thần võ quân đại bại truyền đến vạn tượng tháp. Hôm nay thần thức và bản tôn đã xem như dung hợp chân chính, biến thành một người. Nữ ma chính là ác thi. Tiêu Nặc Lan chính là bản tôn. Mà thiện thi cũng nằm trong thân thể Phong Phi Vân, dừng trong thi cung trong đan điền. Nàng không phải là đang tế luyện thanh đồng linh châu đấy chứ. Trong lòng Phong Phi Vân nhảy lên, thực lực nữ ma nếu thật sự trở nên mạnh mẽ rồi, vậy thì rất có thể đã bắt đầu tế luyện thanh đồng linh châu. Nếu thật sự để nàng tế luyện thanh đồng linh châu thành công, vậy thì cũng tương đương với đã nắm giữ một kiện thánh linh khí mãnh. Ông trời, tu vị nữ ma cũng đã đủ khủng bố rồi, nếu lại để nàng nắm giữ thánh linh khí mãnh, thiên hạ còn ai có thể chống lại nàng nữa. Mấu chốt là, thánh linh khí mãnh này chính là của ta A-Hát, nàng làm như vậy rất không đạo đức A-Hát. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ nữ ma sẽ không thể nào nói đạo lý với hắn cả. Chỉ sẽ dùng nắm đấm nói chuyện thôi. Ta phải dung luyện thiện thi, mới có thể chống lại, đưa bạch cốt thi cung cho ta. Tiêu Nặc Lan đột nhiên ra tay với Phong Phi Vân, muốn phá vỡ đan điền của hắn, lấy đi bạch cốt thi cung. Ngươi nói đùa gì vậy, ngươi muốn liền cho ngươi, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Trên người Phong Phi Vân đột nhiên lao ra một mảnh thánh quang màu trắng, chặn lấy Tiêu Nặc Lan, bước lui nàng về sau. Đây là thiện thi trong đan điền Phong Phi Vân ra tay, chuyển giao lực lượng của nàng cho Phong Phi Vân, rất hiển nhiên nàng cũng không muốn bị bản tôn dung luyện, bởi vậy liền chống cự. Lực lượng Tiêu Nặc Lan và thiện thi chỉ sàn sàn nhau, căn bản là không làm gì được Phong Phi Vân, ngược lại sợ hãi động tĩnh quá lớn, kinh động đại lão của vạn tượng tháp, bởi vậy chỉ có thể dừng tay. Chúng ta phải đuổi đến trước khi nữ ma hoàn thành thi biến lần thứ 5, trấn áp nàng, bằng không. Đợi nàng hoàn thành thi biến lần thứ 5, người thứ nhất muốn tìm chính là ngươi, sau đó là ta. Lúc kia, chúng ta liền không thể nào ngăn được nàng nữa rồi, chỉ có thể mặc cho nàng luyện hóa. Tiêu Nặc Lan lời này, chính là nói với thiện thi, cũng không phải là nói với Phong Phi Vân. Nhưng trong lòng Phong Phi Vân cũng có tính toán của mình, muốn đoạt lại thanh đồng linh châu, chỉ sợ cũng chỉ có thể vào trước khi nữ ma hoàn thành thi biến lần thứ 5. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đan điền Phong Phi Vân chấn động mãnh liệt, một tòa bạch cốt cung điện từ trong đan điền của hắn bay ra, đại khái chỉ lớn chừng nắm đấm, do một đống xương trắng chất thành, lơ lửng giữa không trung, lóe ra thi hỏa. Tiêu Nặc Lan và thiện thi đều cảm giác được lực lượng nữ ma đang không ngừng kéo lên, phi tốc tăng trưởng, càng ngày càng mênh mông không lường được, các nàng rốt cuộc đã không đợi được nữa, định trước liên thủ trấn áp nàng. Bằng không, hậu quả không thể lường được. Bạch cốt khung điện và Tiêu Nặc Lan đồng thời phi thiên mà đi, xông vào tầng mây, bay về phía thiên mạc hướng man, chỉ mấy hơi thở đã đến bên ngoài cả ngàn dặm. Rõ ràng ngay cả bạch cốt thi cung cũng bay mất, sao mỗi lần chịu thiệt đều là ta, tiện nghi đều bị nàng chiếm hết thế, như vậy sao được? Không được, ta cũng phải tiến đến Nam Thái Phủ, phải đoạt lại thanh đồng linh châu. Tam thi đại chiến, nhất định có người sẽ nguyên khí đại thương,
thậm chí tam bại câu thương. Tam bại câu thương thì không còn gì tốt hơn rồi. Phong Phi Vân cảm thấy đây chính là một cơ hội, nói không chừng có thể thừa cơ đoạt lại Thanh Đồng Linh Châu, thậm chí từ trên người các nàng kiếm được chỗ tốt cũng nên. Phong Phi Vân, gặp được ca, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không thấy kinh ngạc sao? Phong Phi Vân vừa đi ra khỏi võ tháp, đang chuẩn bị tiến đến Nam Thái Phủ, nhưng vẫn chưa ra khỏi phạm vi thánh địa võ tháp thì nửa đường đã gặp phải Tất Ninh Xuất. Tất Ninh Xuất giống như một con hắc hầu tử ngồi trên cành cây, trong miệng còn ngậm một quả trái cây màu đỏ, tựa hồ như đã đợi Phong Phi Vân từ lâu rồi. Là ngươi? Phong Phi Vân nhận ra được hắn, liền tranh thủ cầm lấy miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay, lấy xuống, cầm chặt trong tay, sau đó cũng tháo xuống giới linh thạch đang đeo thu vào trong ngực. Cũng không phải ta nha, thần thông tháp phong lưu tiểu tài tử, đệ nhất Mỹ Nam tử thiên hạ Tất Ninh Xuất. Tất Ninh Xuất nở nụ cười một tiếng, từ trên cành cây nhảy xuống tới, trực tiếp giữ chặt lấy tay Phong Phi Vân, liền kéo hắn về. Ngươi, làm gì vậy? Phong Phi Vân bị hắn đến quá gần, cảm giác cực kỳ không an toàn. Có người cầu ta giúp hắn đi linh bảo tháp lấy một vật, hắn nói ngươi là người hợp tác của ta, bởi vậy ta mới tới tìm ngươi. Tất Ninh Xuất sắc mặt có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là nói không đúng lòng rồi. Phong Phi Vân có chút liếc qua, chỉ thấy trên cổ tay thiếu niên mặt đen này vậy mà cũng đeo một cái huyết cấm huyền trạc, trong lòng có chút khẽ động, đã hiểu được, thì ra trợ thủ giúp hắn trộm lấy ẩn tầm xa la theo như lời thần bí chủ nhân chính là hắn. Thiếu niên mặt đen này vốn không mang huyết cấm huyền trạc, hắn từ lúc nào bị thần bí chủ nhân buộc đeo lên cái vòng tay này chứ? Phong Phi Vân vốn muốn đi theo bước chân Tiêu Nặc Lan Thiện Thi, tiến đến Nam Thái Phủ, đoạt lại Thanh Đồng Linh Châu, nhưng lại có biến số, thiếu niên mặt đen Tất Ninh Xuất giống như đã đợi hắn thật lâu, không muốn thả hắn rời đi. Thời gian đã không nhiều lắm, nếu không thể trộm ra ẩn tầm xa la, hai người chúng ta đều sẽ chết. Tất Ninh Xuất cũng nhìn thấy huyết cấm huyền trạc trên cổ tay Phong Phi Vân, biết rõ Phong Phi Vân đã gặp phải vận rủi giống hắn. Thần bí kia chủ nhân kia chính là ác ma, tất cả mọi người chỉ là quân cờ bị hắn lợi dụng, căn bản không cách nào thoát khỏi sự khống chế của hắn cả. Huyết cấm huyền trạc đã trở thành một cái gai TNG lòng Phong Phi Vân, thử rất nhiều cách cũng không thể hủy diệt được, linh khí có lực lượng hủy diệt huyết cấm huyền trạc, nhưng uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã làm vỡ nát cánh tay của mình, cuối cùng chỉ có thể dừng tay. Phong Phi Vân dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn qua trời cao, có thể trông thấy từng đạo quang mang phá không mà đi, mang theo uy năng vô thượng, đều là nhân vật cấp bậc tháp chủ đang chạy tới vị trí trung tâm vạn tượng tháp. Nam Thái Phủ đã xảy ra biến đổi lớn, thần võ quân chưa bao giờ thất bại binh bại trốn chết, bị tàn sát 3.000 dặm, khiếp sợ thiên hạ. Các vị tháp chủ vạn tượng tháp cũng không khỏi không bị triệu tập khẩn cấp, thương thảo kế sách ứng đối. Ông, linh chung của trung tháp vang vọng khắp dãy núi, suốt một ngày cũng không dứt, giống như đang ngân lên buồn bã vì các tướng sĩ chết thảm trên chiến trường vậy. Thỉnh thoảng lại có một đạo quang mang phá không mà qua, dẫn tới không khí chấn động, không biết bao nhiêu tháp chủ đều bị gọi ra từ trong bế quan. Có một đạo bóng người quen thuộc, phi thiên mà qua, búi tóc cao cao. Mang theo khí chất ung dung quý giá, đúng là tháp chủ Linh Bảo Tháp. Nàng cũng bị Linh Trung triệu hoán, tham dự vào tụ hội của các tháp chủ. Phong Phi Vân hai mắt bốc lên hỏa diễm, cách không mà trông. Linh Bảo Tháp chủ đã ra khỏi Linh Bảo Tháp, giờ phút này, chính là cơ hội tốt nhất để trộm lấy ẩn tầm xa la. Phong Phi Vân đã từng gặp Linh Bảo Tháp chủ, đây là một nhân vật cấp bậc cự kình, chỉ cần có nàng tọa trấn ở Linh Bảo Tháp. Căn bản không có khả năng từ bên trong trộm ra ẩn tầm xa la. Linh Bảo Tháp chủ cũng đã sống mấy trăm năm, nhưng lại có mỹ tư như vậy, tuế nguyệt không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng cả. Tất Ninh Xuất ánh mắt nhìn thẳng vào đạo nhân ảnh trên bầu trời nói. Nếu ngươi không đi, nàng sẽ quay lại Linh Bảo Tháp đấy. Phong Phi Vân đá hắn một cước, nhắc nhở hắn thanh tỉnh một chút, sau đó liền vội vàng chạy về hướng Linh Bảo Tháp. Một cước này của hắn vừa vặn đá vào trên mông Tất Ninh Xuất, miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại khiến đau đến mức miệng cũng lệch ra. Ta kháo! Tất Ninh Xuất mắng một câu, trà sát bờ mông, liền đuổi theo. Tu vị hai người cũng có thể xưng hùng trong một đời tuổi trẻ, cước trình cực nhanh, đuổi đến địa vực Linh Bảo Tháp trước khi Linh Bảo Tháp chủ quay trở về. Rừng trúc màu xanh không ngớt ngàn dặm, giống như một mảnh trúc hải, có đạo đạo linh quang từ trong trúc hải bảy lên.
đó là thiên nhiên linh thảo và linh hoa mà tiền bối của Linh Bảo Tháp từ nơi khác đào đến. Mảnh địa vực này, kỳ bảo nhiều không kể xiết, nhưng đều là vật có chủ. Tất Ninh suốt đây là lần đầu tiên đi tới mảnh thánh địa này, bị một màn trước mắt dọa cho khiếp sợ, quả nhiên không hổ là thánh địa của Tầm Bảo Sư, bảo vật quả thực khắp nơi đều có. Hắn chính là một cao thủ giám bảo, Linh Bảo bài danh thủ chát mà thiên toán thư sinh soạn ra hắn cũng đã đọc lầu lầu, trong đó có vài món đang hiện ra trước mặt hắn, khiến hắn như không muốn đi, rất muốn dừng lại đào sạch một phen. Đó là một kiện linh hoa trên Linh Bảo bài danh thủ chát, sinh trưởng hơn 3.000 năm, có thể vì thu tiên giả cấp bậc thiên mệnh kéo dài tánh mạng thêm 50 năm. Tất Ninh suốt nhìn qua đỉnh núi cách đó không xa, trên đỉnh núi sinh trưởng lấy một cây hoa hồng cao chừng một người, tựa như một đoàn hỏa diễm, đứng ở n ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là bên cạnh gốc hoa hồng kia có một lão giả râu bạc trắng ngồi đó, hằng cổ bất động, trên lưng đeo một thanh cổ kiếm. Đã từng có tu sĩ cấp bậc thiên mệnh muốn trộm hoa, đều bị hắn chém giết, thi thể vùi dưới mặt đất, biến thành chất dinh dưỡng cho cây. Cây hoa hồng này lai lịch không nhỏ, từng sinh trưởng trên một đại mộ phần trong thượng cổ di chỉ, chính là bị một vị thất phẩm Tầm Bảo Sư đào về, cấy ghép vào thánh địa vực của Linh Bảo Tháp, có tuyệt đỉnh cao thủ thủ hộ. Bà mẹ nó, chẳng lẽ là một cây tử trúc trên Linh Bảo bài danh thủ chát, nghe đồn từng có một vị hiền giả, niết bàn trên cây tử trúc kia. Thiếu chút nữa đã thành công, nhưng cuối cùng vẫn bị thiên đạo thôn phệ. Tất Ninh suốt nhìn qua một cây tử trúc trong nước ở phía trước, hai chân cứ thế mà dừng lại, lần này thật sự là không nỡ đi rồi. Đây là một cây tử trúc hiền giả ngộ đạo, cao tới 380 mét, còn to hơn cả thùng nước, tựa như một cây thần thụ màu tím, lá trúc cũng đính vào đám mây. Tất Ninh suốt bị chấn động được không nhẹ, muốn đi đào cây tử trúc kia đi, nhưng lại bị Phong Phi Vân ngăn cản lại. Trên đỉnh tử trúc có tuyệt thế tiền bối đang ngộ đạo, người nếu muốn mất mạng thì hãy đi đi. Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác ngày đầu tiên đi vào địa vực Linh Bảo Tháp đã phát hiện ra sự bất phàm của gốc tử trúc này, muốn mở động phủ dưới tử trúc, nhưng lại một thanh thiên đao cấp bậc linh khí ngăn trở, nếu không lui được nhanh thì đã bị chết dưới đao rồi. Tất Ninh suất tuy rằng không phải Tầm Bảo Sư, nhưng linh giác lại cao đến dọa người, chính là hơn 100 lần thường nhân, không hề thấp hơn Phong Phi Vân. Phát giác được trên đỉnh tử trúc có khí tức khủng bố truyền ra, khiến người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tuy rằng trong lòng rất không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu rời đi. Tương lai sau khi vượt qua địa kiếp, hướng thiên đọa mệnh thì ta nhất định sẽ trở về tận diệt linh bảo nơi đây. Tất Ninh Suất và Phong Phi Vân giờ phút này trong lòng đều nghĩ thế, nhưng hai người đều không nói ra, giả bộ lạnh nhạt, trên đường đi, lại gặp rất nhiều linh bảo, nhưng bọn hắn đều không hề lưu luyến. Trực tiếp đi qua. Sau khi tiến vào phạm vi trăm dặm của Linh Bảo Tháp, hai nam tử mặc cổ giáp màu bạc liền từ lòng đất lăng không toát ra, cầm trong tay chiến thương, ngăn cản hai người lại. Linh Bảo Tháp trọng địa, không phải tôn sư Linh Bảo Tháp không thể tự tiện xông vào, hai tiểu bối, nhanh chóng rời đi. Trong đó có một ngân giáp nam tử trầm giọng nói, nếu không phải thấy Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất ăn mặc áo bào trắng đại biểu cho học viên Vạn Tượng Tháp thì bọn hắn C đã trực tiếp ra tay, căn bản sẽ không nói nhảm như vậy. Phong Phi Vân từng đi qua Linh Bảo Tháp một lần, nhưng là có tôn sư tiếp dẫn, cũng không gặp được ngân tướng thủ hộ Linh Bảo Tháp. Hai tôn ngân tướng này thập phần cường đại, mang đến cho người cảm giác thâm bất khả chắc, căn bản không thể địch nổi. Ta chính là thần vương truyền nhân, phụng mệnh thần vương mà đến. Phong Phi Vân từ trong giới linh thạch lấy ra một khối lệnh bài màu đen, lớn chừng bàn tay, nặng đến 99 cân, trên đó khắc lấy hai chữ cổ thần vương, có khí tức khiếp người từ bên trong lao ra, phun ra nuốt vào vầng sáng, tựa như thần vương đích thân tới vậy. Đông, đông, hai ngân tướng kia đồng thời dừng lại thương, quỳ một chân trên đất. Bái kiến thần vương, lệnh bài của thần vương đương thời chỉ có một khối, đại biểu có ý chí thần vương. Dùng tài liệu giống như thần tỷ trong tay tần đế, hậu lệnh trong tay thần hậu luyện thành, truyền thừa mấy ngàn năm, ẩn chứa vô thượng thánh uy của hoàng gia. Thần vương lệnh, nặng 99 cân. Thần tỷ, nặng 308 cân. Hậu lệnh, nặng 63 cân. Đều là cùng một loại thần thiết hiếm thấy tạo thành, đã bị dùng hết, đương thời khó có thể tìm ra một lượng nào nữa. Phong Phi Vân tuy rằng đã đạt được thần vương lệnh, nhưng vẫn chưa được thần vương lệnh tán thành. Chưa được phong làm thần vương, cũng không có khả năng lưu lại lạc ấn trên thần vương lệnh, không được tán thành, cũng không thể phát huy ra thánh uy mà lịch đại thần vương tích lũy trong thần vương lệnh được.
Gặp thần vương lệnh, như gặp thần vương, hai ngân tướng này sao dám không bái. Hai vị tiền bối xin đứng lên. Phong Phi Vân tự nhiên không dám quá mức, trang bức, rất nhanh liền thu lại thần vương lệnh. Hai vị ngân tướng lúc này mới đứng dậy, vội vàng nhường đường cho Phong Phi Vân, thần vương và Linh Bảo Tháp chủ đều là người hoàng tộc, thần vương điều động đệ tử đến Linh Bảo Tháp, tự nhiên là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Phong Phi Vân vốn từng là đệ tử Linh Bảo Tháp, xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, mới được thần vương thu làm đệ tử. Thần vương vậy mà lại truyền thần vương lệnh cho hắn, xem ra thật là muốn bồi dưỡng hắn thành thần vương đời sau rồi. Một ngân tướng trong đó nhìn vào sâu trong rừng trúc, hai thiếu niên áo trắng kia cũng đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng lưng. Muốn trở thành tân thần vương, thì nhất định phải ỷ bách chiến bách thắng, tiếp nhận khiếu chiến từ vương giả tuổi trẻ, dẫm trên từng đống thi cốt, đạp vào vô thượng đỉnh phong. Đương kim lão thần vương, không phải cũng như vậy đi tới sao? Đó là một đường máu tươi, một đường bạch cốt. Một tôn ngân tướng khác cảm thán nói. Hai thần tướng đều hai mặt nhìn nhau, sau đó lại trầm vào lòng đất, bọn hắn chỉ là người thủ hộ, không dám lại tiếp tục nhiều lời. Qua được cửa ải hai ngân tướng kia, trên đường đi lại gặp thêm mấy người thủ tháp, tu vị một người cao hơn một người, thậm chí có nhân vật cấp bậc nửa bước cự kình đi ra ngăn cản. Nhưng sau khi thấy được thần vương lệnh thì nguyên một đám đều hành lễ, sau đó tránh lui. Một lần nữa ẩn thân vào chỗ tối. Ta kháo, Phong huynh, lệnh bài kia của ngươi, có thể cho ta mượn chơi hai ngày không? Từ sau khi thấy Phong Phi Vân lấy thần vương lệnh ra thì Tất Ninh Suất liền trông mà thèm không thôi, ánh mắt tùy thời đều nhìn vào trên người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đối với hắn cực kỳ đề phòng, giấu thần vương lệnh ở trong giới linh thạch, lại nắm chặt giới linh thạch trong tay, hắn căn bản là không có đường nào để động thủ cả. Ta với ngươi rất quen thuộc sao? Phong Phi Vân không muốn ở gần hắn, cách hắn rất xa, sợ ngay cả quần lót trên người mình không cẩn thận cũng sẽ bị hắn lột mất. Quen thuộc à, chúng ta chính là đạo trộm môn song kiệt, thiên hạ không chỗ nào không trộm, không gì không dám trộm, tương lai nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Ánh mắt Tất Ninh Suất nhìn chằm chằm vào giới linh thạch trong tay Phong Phi Vân, trong mắt tách ra kỳ quang, hắn đã nhận ra giới linh thạch. Giới linh thạch là linh thạch bài danh đệ thập tứ. Chân quý không dưới một kiện linh bảo, khiến hắn cực kỳ động tâm. Phong Phi Vân nắm giới linh thạch càng chặt hơn, nói. Đã đến Linh Bảo Tháp, ẩn tâm Sa La bị giấu ở tầng thứ 81, người mau đi rồi trở về. Phong Phi Vân Phong Khinh Vân đạm đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản không định tiến vào Linh Bảo Tháp. Chỉ có một mình ta sao? Tất Ninh Suất phát hiện Phong Phi Vân không hề đi lên, vì vậy lại lui trở về. Tự nhiên là ngươi đi. Ta ở bên ngoài canh gác cho ngươi rồi. Phong Phi Vân ngồi xuống trên một khối đá trắng trong rừng trúc, cười nói. Nếu là đạo môn song kiệt, tự nhiên phải phân công rõ ràng, vạn nhất Linh Bảo Tháp chủ đi mà quay lại, ta sẽ lập tức báo cho ngươi biết. Còn em ngươi a hát, Tất Ninh Suất muốn chửi mẹ, cho dù không có Linh Bảo Tháp chủ tỏa chấn, Linh Bảo Tháp cũng hung hiểm vạn phần, cao thủ nhiều như mây, muốn từ bên trong trộm ra ẩn tầm Sa La, không khác gì bắt thang lên trời cả. Nếu phân công rõ ràng, vì sao con mẹ nó ngươi không đi, ta đến canh gác. Linh Bảo Tháp giống như một tòa thần sơn, hào quang vạn đạo, trên vách đá không chút thu hút tràn đầy trận vân vặn vẹo, dù là thần thức cũng bị cắn nát. Tất Ninh Suất tuy rằng đang mắng mẹ, nhưng vẫn tiến vào Linh Bảo Tháp, hắn thân pháp quỷ dị, chân đạp một đôi linh kịch, giẫm qua trên trận pháp, vậy mà lại như giẫm trên đất bằng, rất nhanh trèo lên vách đá kia, chạy vào trong một cái cửa tháp cổ thạch. Trận vân không cách nào ngăn cản được hắn. Quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp. Phong Phi Vân đứng trong rừng trúc cách Linh Bảo Tháp không xa, trong lòng cũng cảm khái, lai lịch thiếu niên mặt đen này không có khả năng đơn giản như vậy, thủ đoạn ra tay đều cực kỳ cao minh, trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Thiên Công Bảo Điển. Bất kỳ một tu sĩ nào, cho dù không có sư phó, cũng khẳng định có đạo thống truyền thừa, thiên tài tự ngộ thiên đạo không phải là không có, nhưng thật sự quá ít. So với thiên tài cấp bậc sử thi còn ít hơn nhiều. Công phu trốn chết của thiếu niên mặt đen này cực kỳ bất phàm, trơn trượt tựa như cá trạch, coi như là tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng cũng chưa hẳn có thể bắt được hắn, để hắn đi trộm ẩn tầm Sa La, quả thực là quá mức phù hợp rồi. Phong Phi Vân lưu ở bên ngoài, có thể cảm giác được, trong rừng trúc có vài cổ khí tức ẩn núp, mỗi người đều là tuyệt đỉnh cường giả, là tiền bối thủ hộ Linh Bảo Tháp, một khi trong Linh Bảo Tháp truyền đến dị động,
những người này sẽ lập tức phá quan mà ra ngay. Vù vù. Một hồi tiếng gió truyền tới, có một mảng lớn lá trúc bay trong đó, hàn khí ẩn trên lá trúc, đông lạnh lên một tầng băng xương màu đen. Một mảnh xương màu đen nhàn nhạt lặng yên từ sâu trong rừng trúc thổi ra, nhẹ nhàng đánh tới Phong Phi Vân, tựa như một đám âm linh đang từ từ tiếp cận. Một thủ chảo bỗng nhiên từ trong hắc phụ duỗi ra, trên đó mọc ra hắc lân thật nhỏ, mang lưu quang như kim loại chộp tới cổ Phong Phi Vân. Hừ! Linh giác của Phong Phi Vân hiện giờ đã là hơn thường nhân gấp 90 lần, sớm đã phát giác ra, căn bản không quay đầu lại, trực tiếp điểm ra phái sau lưng một ngón tay, một đạo cột sáng màu đen từ đầu ngón tay bay ra, xuyên thủng thủ chảo kia, khiến nó biến thành một mảnh vân vụ. Bỗng dưng, lại có hơn 10 đạo lân chảo hắc sắc từ trong mây mù duỗi ra, cực kỳ quỷ dị, mỗi một đạo lân chảo đều lớn như hình người, gào thét trong rừng trúc, nếu vào buổi tối thấy một màn như vậy. Quả thực có thể dọa cho người tóc tai dựng đứng. Phong Phi Vân vẫn không quay người, chỉ đánh ra sau lưng một chưởng, một mảnh mây lửa đỏ thẫm liền từ trên bàn tay bay ra, bên trong mây lửa có 7 đầu hư ảnh kỳ như lún xuống, toàn thân đều đang đốt lên hỏa diễm hừng hực, đốt tất cả lân chảo màu đen và sương mù thành hư vô. Đây là chiêu số sau khi xích hỏa thuật và kỳ như chi lực kết hợp, có thể phá tận tất cả tà pháp trên thế gian. Lại dám đến Linh Bảo Tháp sinh sự. Lá gan của các hạ thật đúng là không nhỏ. Phong Phi Vân phát hiện chiếu số mà đối phương sử dụng thậm chí có vài phần khí tức của âm giới tam tà, quỷ tà chi khí trong tam tà. Có thể dùng ra quỷ tà chi khí, ngoại trừ quỷ tà, cũng chỉ có tà linh tầm bảo sư mới có thể làm được. Tầm bảo sư, chính là một loại chức nghiệp quỷ dị nhất thiên hạ, tự nhiên cũng chia chính ra chính tà. Chủ chức của tầm bảo sư là vì tất cả đại môn phái tu tiên và gia tộc tìm kiếm tài nguyên khoáng sản và bảo vật, nhưng tà linh tầm bảo sư thì lại tương đối đáng sợ, chuyên môn hành tẩu trong thượng cổ đại mộ, xuyên thẳng qua giữa âm dương nhị giới, thủ đoạn cực kỳ độc ác và khủng bố, khiến người nghe thấy mà phát lạnh. Không có người nào đáp lại hắn chính là một mặt ma kỳ. Mặt ma kỳ này cũng từ sâu trong rừng trúc bay ra, đen kịt như ma chướng, trên đó thêu lấy quỷ vân đan vào. Cả mảnh rừng trúc này đều bị bao trong ma kỳ, phong tỏa thiên địa, khiến những tiền bối thủ tháp ở chung quanh không thể phát giác được dị thường ở đây. Ma kỳ phần phật, tịch thiên quyển địa, chấn áp khiến cổ trúc cũng hóa thành phấn. Đại phong kỳ. Phong Phi Vân hai mắt ngưng tụ, đã nhận ra mặt ma kỳ này, đúng là một kiện linh khí đã truyền thừa ngàn năm của thiên nhất tiên môn, chính là sát phạt thần khí cấp bậc chấn môn bảo vật. Vốn nó nằm trong tay đại đệ tử thiên nhất tiên môn, bộ thiên nhai. Nhưng bộ thiên nhai này là một người bi ai, lại bị chết trong tay vị hôn thê kỳ thương nguyệt của mình, từ đó về sau đại phong kỳ liền hoàn toàn biến mất. Lúc đó chỉ có 3 người ở đấy, Phong Phi Vân, kỳ thương nguyệt, thần bí chủ nhân, đại phong kỳ không phải là bị kỳ thương nguyệt lấy đi thì cũng là bị thần bí chủ nhân thu lấy. Oanh! Một đạo linh khí chiến mang như là hắc nhật bàn bị dẫn động, từ trên ma kỳ ngưng tụ ra một đạo tia chớp màu đen, lớn chừng cánh tay người. Một thanh thạch đao cực lớn đã bay ra ngoài, chém nát điện mang kia. Tia chớp màu đen do linh khí đánh ra tuy rằng khủng bố, nhưng lại không cách nào tạo thành chút ảnh hưởng đối với bạch thạch chiến đao cả. Oanh! Bạch thạch chiến đao bay trở về trong tay Phong Phi Vân, sau đó lại bị rời tay tế ra, muốn chém nát ma kỳ. Ma kỳ hoàn toàn triển khai, như một thần quyển cổ xưa trực tiếp quất bay bạch thạch chiến đao ra ngoài, đâm vào trong lòng đất, chỉ lộ ra chuôi đao ở bên ngoài. Phong Phi Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm của Kỳ Thương Nguyệt vang lên trong rừng trúc, nhưng lại không thấy được thân ảnh của nàng. Quả nhiên là nàng. Kỳ Thương Nguyệt lại có thể biết xuất hiện ở địa vực Linh Bảo Tháp, thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng Phong Phi Vân lại không thấy kinh ngạc chút nào cả, muốn xem cô nàng oán phụ này lại có thể gây ra trò bịp bợm gì. Phong Phi Vân lúc ăn vào viên linh đan mà Linh Bảo Tháp chủ thì cũng đã tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn đến cảnh giới động hư, lúc đó hắn đã biết Mộ Dung Thác chính là Kỳ Thương Nguyệt, đối với nàng vì sao lại ẩn nấp đến bên người mình cũng có vài phần suy đoán, nhưng Phong Phi Vân cũng không vạch trần nàng, nếu ngươi đa muốn giả, vậy thì cho ngươi giả. Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên sau khi xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 6, Phong Phi Vân cũng chưa từng tới tìm Mộ Dung Thác, chính là muốn hắn đợi không nổi, chủ động ra tay. Phong Phi Vân không sợ Kỳ Thương Nguyệt muốn giết hắn, chỉ sợ nàng ngầm dở trò, giờ phút này, nàng ra tay, cũng là việc nằm trong dự liệu của Phong Phi Vân. Thì ra là Thương Nguyệt muội tử, đã lâu không gặp, nhớ ta sao?
Phong Phi Vân trêu chọc nói. Ta muốn ngươi chết. Thanh âm Kỷ Thương Nguyệt rất âm trầm, tựa như vang lên bên tai Phong Phi Vân vậy. Oán khí của nàng rất nặng, tựa như một nữ quỷ đến tìm Phong Phi Vân lấy mạng vậy, ma kỳ nhô lên cao, bay thẳng xuống, mảng lớn hắc mang giống như sóng biển trên thần hải vậy. Chiến uy của linh khí đã bị hoàn toàn kích hoạt, thập phần khiến người sợ hãi, coi như là tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn cũng sẽ bị nghiền áp thành bột mịn. Kỷ Thương Nguyệt chính là tử linh tử của Kỷ gia, tu luyện thành tà linh tầm bảo sư, đã tế luyện đại phong kỳ thành một tấm ma kỳ. Phong Phi Vân cũng tế ra miểu quỷ ban chỉ, chống lại ma uy của đại phong kỳ, mà hai mắt hắn cũng lao ra hai đạo hỏa diễm, thi triển ra phượng hoàng thiên nhãn, muốn tìm ra Kỷ Thương Nguyệt. Ầm ầm. Trên mặt đất một hồi run run, một bạch cốt già nua từ trong lòng đất leo ra, huyết nhục trên người đều đã giữ hết, nhưng tóc trên đầu vẫn đen kịt như cũ, sau khi nhìn thấy liền khiến người sởn hết cả gai óc. Đây không biết là di hài vị tiền bối nào của Linh Bảo Tháp, bạch cốt còn cứng rắn hơn cả sắt thép, vốn đã chôn xương mấy chục năm, nhưng lại bị Kỷ Thương Nguyệt sử dụng tà linh tầm bảo thuật gọi ra từ trong lòng đất. Này, Kỷ cô nương, quấy rầy tiền bối ngủ say, đây là chuyện rất không đạo đức. Sẽ đoạn tử tuyệt tôn đấy. Một chân Phong Phi Vân bị cỗ bạch cốt kia nắm lấy, nếu không phải hắn kịp thời triệu hồi bạch thạch chiến đao, đánh bay cánh tay bạch cốt thì nói không chừng cái chân này đã biến thành bùn máu rồi. Cô nàng Kỷ gia này thật sự đủ cay, thủ đoạn rất quỷ dị, khiến Phong Phi Vân cũng không thể không thận trọng, nếu lật thuyền trong mương, rơi vào trong tay của nàng vậy thì thảm rồi. Phong Phi Vân, người tên cầm thú này, cũng biết hai chữ đạo đức sao? Kỷ Thương Nguyệt cười lạnh. Khục khục, ta là cầm thú, chung quy còn tốt hơn ngươi, bị cầm thú đè. Oanh! Một phiến ma vân đánh ra, một đạo trưởng cự đại ẩn ẩn ở trong đó, lời trêu chọc của Phong Phi Vân đã chọc giận nàng, quả nhiên chân thân ra tay, muốn đánh Phong Phi Vân thành tàn phế. Đợi đến khi nàng ra tay, Phong Phi Vân một đao chém nát cổ bạch cốt kia, sau đó liền đánh tới mảnh ma vân kia. Ầm ầm! Tầm bảo chi thuật của Kỷ Thương Nguyệt thập phần cao minh, vượt qua tưởng tượng của Phong Phi Vân, nàng có thể trong một lần đánh ra hơn 10 đạo thuật pháp, thiếu chút nữa đã đánh bay cả bạch thạch chiến đao trong tay Phong Phi Vân rồi. Thiên sinh linh nhân quả nhiên không phải chuyện đùa, cộng thêm nàng từ nhỏ đã tu luyện tầm bảo bí thuật, linh giác của nàng xa xa không chỉ là trình độ mà Linh Bảo Tháp khảo thí ra được, lúc đó nàng đã ẩn tàng không ít rồi. Chỉ riêng cường độ linh giác đã có thể áp Phong Phi Vân vài lần rồi. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng so với ta vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phong Phi Vân đánh ra một chảo, có vầng sáng màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu trắng quấn quanh trên cánh tay, chính là hắc thủy thuật, xích hỏa thuật, thanh mộc thuật, bạch kim thuật. Hơn 10 đạo bí thuật mà Kỷ Thương Nguyệt đánh ra căn bản không ngăn được một chảo này của Phong Phi Vân, bị đơn giản phá vỡ, thủ chảo của Phong Phi Vân nắm lấy vai thơm của nàng, muốn bắt lấy nàng. Phốc! Một đạo vết máu từ bờ vai nàng nứt ra, bị chính linh khí của cô ta cắt ra, coi như là mất đi một tay nàng cũng không muốn lần nữa rơi vào trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân năm ngón tay run lên, trên đó dính máu tươi, không thể không thu tay lại. Bá! Nàng mặc lấy áo đen rộng thùng thình, bay ngược trở về, rơi xuống chỗ sâu trong rừng trúc, tránh xa khỏi Phong Phi Vân, bả vai bị chụp rách một khối, lộ ra bờ vai như bạch ngọc, trên đó có một đạo vết máu xẹt qua. Vẫn còn đang nhỏ máu. Đối với mình cũng ác vậy sao? Phong Phi Vân sờ lên huyết dịch trên ngón tay, cảm giác có chút ấm áp. Hừ, chung quy còn tốt hơn rơi vào tay người gấp trăm ngàn lần. Kỷ Thương Nguyệt thu đại phong kỳ về, cuốn lấy, nắm trong tay, đứng trong rừng trúc ở xa xa. Nàng dáng người cao ngạo, tóc dài màu đen rủ xuống trên ngón tay, bị gió thổi đến mất trật tự, chỉ là ánh mắt của nàng lại đặc biệt lạnh như băng. Thẳng tắp như kiếm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Hôm nay giết không được ngươi, chỉ trách ta tu vị còn chưa đủ cao, chờ tà linh chi pháp của ta đại thành, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nàng hóa thành một mảnh mây mù màu đen, thối lui vào sâu trong rừng trúc, ý định đào tẩu. Ha ha, ngươi trốn được sao? Ngoan ngoãn trở về làm nữ nô cho ta, mỗi ngày làm ấm chăn cho ta đi. Cô nàng Kỷ gia này thật sự quá mức hung ác, không thể lại thả nàng rời đi được, nếu là thật sự để cho nàng tu luyện thành công vô thượng thần thông của tà linh tầm bảo sư, đến lúc đó muốn đối phó nàng sẽ rất phiền toái. Tốc độ Phong Phi Vân cực nhanh, giống như đạp phong mà đi, từ phía sau đuổi theo, lần nữa duỗi ra một chảo, vươn vào trong sương mù màu đen,
muốn lôi nàng ra, không thể lại thả nàng rời đi được. Kỷ Thương Nguyệt bị ép bất đắc dĩ, lần nữa tế ra đại phong kỳ, ngăn trở một chảo này của Phong Phi Vân, thân thể mềm mại giống như một xà mỹ nữ, bá một tiếng, bay vút mấy trăm trượng, lách vào đại môn linh bảo tháp. Xoẹt xẹt, Phong Phi Vân chỉ có thể từ trên lưng của nàng kéo xuống một khối áo đen, không cần nghĩ ngợi, cũng đuổi theo vào, một bước bước vào đại môn linh bảo tháp, hai vị đệ tử vốn thủ vệ cửa tháp đã bị nàng đánh bại, trên người tràn đầy băng xương màu đen, biến thành hai cỗ hắc thi. Siêu, siêu, mấy tiếng xé gió vang lên, đã có người phát giác được động tĩnh của linh bảo tháp, lập tức chạy qua bên này, là hai ngân giáp chiến tướng, chỉ ba lượt hô hấp đã đi tới trước cổng chính của linh bảo tháp. Thấy được hai cổ hắc thi nằm trên mặt đất, đều là bị tà linh tầm bảo thuật đánh chết. Là tà linh tầm bảo sư ra tay, có người xông vào linh bảo tháp, mau thông chi cho người hộ tháp ở mỗi tầng cẩn thận đề phòng. Hai ngân tướng đồng thời đánh ra một mảnh vầng sáng màu bạc, từ tầng thứ nhất tầm bảo tháp một mực lan tràn đến đỉnh tháp, toàn bộ tu sĩ của tầm bảo tháp đều bị kinh động, tất cả mọi người đều biết có người xông vào trong linh bảo tháp. Oanh! Tất Ninh Xuất vốn đang vụng trộm tiềm nhập vào trong linh bảo tháp, giẫm ra một cước, chẳng biết tại sao trận vân trên mặt đất lại đột nhiên vọt ra, thiếu chút nữa đã thôn vệ cả chân hắn. Mẹ nó, chuyện gì đây? Tất Ninh Xuất vội vàng bay vút trở về, từ trong trận vân đào thoát ra ngoài, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn là có người đã kích hoạt toàn bộ trận vân trong linh bảo tháp, tiến nhập trạng thái phòng ngự tuyệt đối. Rốt cuộc là ai kinh động đến người linh bảo tháp thế? Chỉ cần là tặc. Lá gan đều không lớn, hắn muốn tránh lui, tạm thời rời khỏi linh bảo tháp. Nhưng hắn vừa quay người lại, một đạo bóng người màu đen yểu điệu liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, đó là một nữ tử tuyệt sắc, băng xương lãnh nhan, mặc một bộ trường bào màu đen, nhưng lại không giấu được thân thể mềm mại đặc sắc kia. Đôi mắt dễ thương như bảo thạch màu đen, mang theo một tầng xương lạnh, khiến người không dám nhìn thẳng. Tất Ninh Xuất sắc đảm ngập trời, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt. Trong lòng miên man bất định, nhưng vào lúc này, bên tai lại truyền đến một tiếng quát lạnh, giống như thiên lôi nô vang bên tai, chấn khiên đầu hắn phải ông ông vang lên. Cút ngay! Kỷ Thương Nguyệt bay vút mà qua, một cước đạp bay Tất Ninh Xuất ra ngoài, sau đó liền cấp tốc lao lên trên linh bảo tháp, biến mất trên cầu thang cổ thạch đi thông tầng thứ 81. Tất Ninh Xuất một đầu đâm vào trên thạch bích, phát ra một tiếng bành, cái mũi cũng thiếu chút nữa bị gãy, mặt sưng phù một khối lớn, chửi bậy nói. Mẹ của ngươi, xinh đẹp liền có thế đá loạn sao, lão tử liều mạng với ngươi. Ô ô, bá. Phong Phi Vân từ phía dưới vọt lên, che lấy miệng hắn, thấp giọng nói. Còn ồn ào nữa, toàn bộ cường giả của linh bảo tháp đều đã chạy đến rồi. Trong linh bảo tháp có mấy đạo khí tức khủng bố truyền ra, phân biệt xuất hiện ở các tầng tháp bất đồng, mỗi một đạo khí tức khủng bố đều đại biểu một vị cường giả tuyệt đỉnh. Chính là vài chỗ tuyệt mật của linh bảo tháp. Cho nên mới có siêu cấp cường giả thủ hộ. Trên tầng thứ 81, cũng có một đạo khí tức truyền ra, khiến Phong Phi Vân và Tất Ninh Xuất đều vội vàng che giấu khí tức, đình chỉ hô hấp, thả chậm tốc độ huyết dịch lưu động, thân thể vẫn không nhúc nhích, như biến thành hai cổ thạch điêu vậy. Sau nửa ngày, đạo khí tức này mới thu về. Hai người lúc này mới đồng thời thở dài một hơi. Tuyệt đối là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đang thủ hộ ẩn tầm xa la, lần này đã kinh động hắn. Vẫn nên đợi lần sau hẳn đến đi. Tất Ninh Xuất bị dọa đến không nhẹ, vừa rồi nếu bị người nọ phát hiện ra thì hiện giờ chỉ sợ đã nằm trên mặt đất rồi. Hắn bị lư xê lượng của tu sĩ cảnh giới thiên mệnh trấn trụ, không dám bước thêm bước nào nữa. Đúng rồi, con mẹ nó ngươi không phải ở bên ngoài canh gác sao, sao lại chạy vào rồi? Ta biết rồi, có phải là ngươi thấy một tuyệt sắc mỹ nữ mặc áo đen? Vì vậy theo đuôi phía sau. Tới nơi không có người liền đột nhiên ra tay, đè nàng xuống, lột đi áo ngoài của nàng, sau đó lại kéo xuống áo ngực nàng, cởi luôn quần nàng. Chậc chậc, người chính là muốn làm những chuyện không muốn người biết kia, thật sự là xem thường ngươi, thật khiến đạo môn song kiệt chúng ta phải mất mặt a hát. Tất Ninh Xuất sức tưởng tượng thập phần phong phú, nói đến chỗ kích động, quả thực lòng đầy căm phẫn, mắng to Phong Phi Vân là cầm thú. Cái này... Phong Phi Vân đích thật là đuổi theo Kỷ Thương Nguyệt tiến vào linh bảo tháp, nhưng cái gọi là chuyện không muốn người biết kia, hắn cũng đã sớm làm, cũng không hề phủ nhận, đương nhiên hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Tất Ninh Xuất biết rồi. Ta kháo, ngươi là đuổi theo nàng tiến vào linh bảo tháp đúng không?
những cường giả linh bảo tháp kia cũng là bị các ngươi kinh động sao? Mẹ nó, huynh đệ, tán gái cần nhẹ nhàng một chút có biết không, cũng không thể vội vàng như thế được. Thế nào thì chúng ta cũng là tới trộm ẩn tầm xa la, không phải đến trộm ngọc trộm hương đâu. Tất Ninh xuất rất khinh bỉ Phong Phi Vân, vì tán gái mà hư mất toàn bộ kế hoạch. Mà Quy Na trong nhất là, người tán gái là Phong Phi Vân, mà bị đánh lại là hắn. Thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, vốn trộm lấy ẩn tầm xa la đối với ta mà nói quả thực chỉ như một bữa ăn sáng, căn bản không cần tốn nhiều sức, ai. Hiện giờ xem ra không có hy vọng rồi, bên phía chủ nhân ngươi đi giải thích đi. Tất Ninh xuất thở dài thở ngắn, hoàn toàn chối bỏ sạch trách nhiệm, đổ cho Phong Phi Vân vì tán gái mà làm hỏng việc. Ai, uy, ngươi còn dám xông tầng thứ 81 sao? Phong Phi Vân trực tiếp chạy lên linh bảo tháp tầng thứ 81, Tất Ninh xuất ở phía sau dậm chân, nhìn chung quanh một phen, cuối cùng vẫn cắn răng đi theo. Ta cho ngươi biết, loại chuyện tán gái này, ta cũng thường xuyên làm, nhưng hiện giờ linh bảo tháp đã trở thành nơi giết người, chúng ta vẫn nên lần sau lại đến đi. Tiểu la lị kia rất hung hãn, không dễ đè đâu a hát. Cho dù muốn lột quần áo nàng, sợ rằng cũng cần đến 3-5 tên cao thủ, cùng nhau đè nàng mới được, uy. Ngươi đến cùng có nghe ta nói chuyện không đấy, tiểu la lị kia tuy rằng lớn lên khá tốt, nhưng cũng quá cay đi, vạn nhất đá cho ngươi lia dương. Ta kháo, con mẹ nó ngươi thật sự là vì nữ nhân, ngay cả mạng cũng không muốn sao. Tất Ninh xuất lại nhảy nói. Phong Phi Vân bỗng nhiên dừng lại chân, nói. Ngươi lại nói nhảm nữa thì thật sự không trộm được ẩn tầm xa la đấy. Có tuyệt đỉnh cao thủ đang thủ hộ ẩn tầm xa la, căn bản không phải chúng ta có thể đánh cắp được. Tất Ninh xuất thấp giọng nói. Bọn hắn đã bước lên linh bảo đạp tầng thứ 81, đen kịt mà trống trải, bên trong có vô số giá sách, không giống như là một tòa bảo khố, mà như một tầng tàng thư trọng địa vậy. Quả thực là một mảnh biển sách, giá sách nối thành phiến, sách cổ không dưới 100 vạn cuốn. Hư! Trong mắt Phong Phi Vân bỗng lóe lên hỏa diễm, phát hiện trong biển sách kia có khí thức người đách che giấu, người nọ đột nhiên chụp ra một cái, chính là một đệ tử của linh bảo tháp. Thân hình gầy gò, mặc nho bào màu trắng. Phong Phi Vân duỗi ra một tay, đơn giản liền bắt lấy tay của hắn, hắn dĩ nhiên là Mộ Dung Thác. Phong Phi Vân đương nhiên biết rõ Mộ Dung Thác trên thực tế chính là Kỳ Thương Nguyệt, sau khi bắt được hắn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết là có nên tiếp tục ra tay hay không. Nữ nhân trên đời này đều rất biết giả bộ, nếu Phong Phi Vân không có tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhất định đã bị nàng lừa gạt, bị nàng hoàn toàn lừa dối. Mộ Dung Thác. Phong Phi Vân bộ dạng đầy kinh ngạc, chậm rãi thả cánh tay hắn xuống. Nếu ngươi đã muốn giả, vậy ta giả theo ngươi. Mộ Dung Thác sau khi thấy chính là Phong Phi Vân liền lập tức thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực. Thì ra là Phong Huynh, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng là kẻ xấu xông tháp nữa chứ. Ta tự nhiên không phải kẻ xấu. Phong Phi Vân cười nói. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu. Mộ Dung Thác trong tay ôm một cuốn thẻ tre, cáo từ nói. Tháp chủ phân phó ta giúp nàng đến nơi đây lấy một cuốn sách cổ, ta đưa qua cho nàng, không thể ở cùng Phong Huynh rồi. Linh bảo tháp chủ rõ ràng không có ở linh bảo tháp, nàng rõ ràng tìm ra một lý do như vậy để thoát thân, Phong Phi Vân há có thể để cho nàng như nguyện, khóe miệng không khỏi có chút cười. Mộ Dung Thác. Phong Phi Vân liền gọi Mộ Dung Thác đang muốn rời đi lai, đuổi theo, cười nói. Vòng cổ thanh trúc ta tặng cho ngươi, vì sao ngươi không mang thế? Ta, không nỡ mang. Mộ Dung Thác trong lòng mắng Phong Phi Vân không biết bao nhiêu lần, một cái vòng cổ rách cũng tặng được, cũng chỉ có Phong Phi Vân mới làm ra chuyện nhàm chán như vậy thôi. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Phong Phi Vân, Mộ Dung Thác vẫn lấy cái vòng cổ kia ra. Phong Phi Vân nhìn thấy chuỗi vòng cổ này rõ ràng không bị nàng hủy diệt, trong lòng không khỏi vui lên. Chỉ sợ trong lòng nàng cũng rất muốn hủy diệt, nhưng lại sợ Phong Phi Vân hỏi nàng, lộ ra chân ngựa, cho nên mới mang chuỗi vòng cổ nàng bên người. Ta tới giúp ngươi đeo lên. Phong Phi Vân muốn cố ý buồn nôn nàng một phen, nếu ngươi đã muốn giả, vậy thì ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi. Phong Phi Vân đoạt lấy vòng cổ thanh trúc trong tay nàng, đi tới trước người nàng, thân thể dán chặt vào nàng, đôi cánh tay như muốn hoàn toàn ôm lấy cổ nàng, tựa như đã ôm nàng vào trong ngực vậy. Đôi tay Kỳ Thương Nguyệt siết chặt lại, rất muốn lui về phía sau, nhưng lại bị cánh tay Phong Phi Vân gắt gao đặt trên cổ,
Trung Quy vẫn cảm giác tay Phong Phi Vân không phải là đang đeo dây, mà là đang vẽ vòng tròn trên gáy nàng vậy. Loại cảm giác này khiến cho nàng rất không thoải mái, mặt cũng muốn áp trên lồng ngực Phong Phi Vân, có thể nghe thấy mùi mồ hôi trên người Phong Phi Vân, nàng cảm thấy Phong Phi Vân quả thực là đang cố ý làm thế, làm cho nàng không thể nhịn được nữa. Cách đó không xa, Tất Ninh Suất chăm chú nhìn một màn kinh hãi trước mắt này, cái cằm cũng sắp rớt trên đất, cảm giác da đầu đang run lên, tay không kìm được gãi gãi trên đầu, Phong Phi Vân. Hắn rõ ràng cùng một người nam nhân anh em, chịu không nổi rồi, trời xanh a hát. Ngươi giết ta đi. Tất Ninh Suất tự nhiên không biết Mộ Dung Thác Chính mỹ nữ áo đen mà hắn vừa thấy, còn tưởng rằng Phong Phi Vân có ham mê bất lương, hướng giới tính không bình thường. Khó trách vẫn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta là lạ, hắn sẽ không có ý đồ gì với ta đấy chứ. Tất Ninh Suất sờ lên mông mình, vết thương chưa khỏi hẳn, chính là bị Phong Phi Vân cách không một kiếm chém bị thương, lại nhìn hình ảnh kinh hãi trước mắt kia, hắn nhịn không được liền co rút, trong lòng âm thầm thề, không thể quá thân cận với Phong Phi Vân được, mẹ nó, quá không an toàn rồi. Nhìn cái gì đấy? Một thanh âm già nua, đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Bản thân không có mắt a hát, không phát hiện hai nam nhân đang ôm ôm ấp ấp, con mẹ nó, khó trách tên vương bát đản Phong Phi Vân kia nhìn thấy mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Nam Cung Hồng Nhan mà vẫn có thể ngồi trong lòng mà không loạn, thì ra là hắn thích nam nhân. Thanh âm Tất Ninh Suất khét một tiếng dừng lại, cảm giác sau lưng lạnh lẽo, vừa rồi là ai đang nói chuyện với ta? Mẹ nó, nơi này chính là Linh Bảo Tháp tầng thứ 81, có tuyệt đỉnh cao thủ thủ hộ, đều do tên biến thái Phong Phi Vân kia cả. Sau lưng không phải có một lão quỷ đấy chứ? Tất Ninh Suất tim đập rộn lên, cảm thấy lưng lạnh lẽo, trong lòng có vài phần sợ hãi, chậm rãi quay đầu lại. Đây là một lão đầu tử, hắn ăn mặc áo bố da dê, mang giày bông vải kiểu cũ, trong tay ôm một chồng chất sách cổ, đang đứng ở sau lưng Tất Ninh Suất, cười ha hả theo dõi hắn. Tiểu bằng hữu, ngươi không phải là đệ tử Linh Bảo Tháp sao? Lão nhân này cách Tất Ninh Suất rất gần, run rẩy đứng ở đó, lộ ra có chút tuổi già sức yếu. Cái này, Tất Ninh Suất trong lòng run lên, cảm giác được có một cổ khí tức tà dị đậm đặc bao lấy người hắn, khiến hắn không rét mà run. Lão giả này cứ vậy tủm tỉm nhìn hắn. Tất Ninh Suất nghiêm mặt cười cười, đột nhiên ra tay, mảng lớn linh mang từ nơi ngón tay bay ra, một chưởng đè xuống đỉnh đầu lão đầu kia. Nếu đã bị phát hiện, vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Oanh! Cũng không thấy lão nhân kia ra tay như thế nào, Tất Ninh Suất liền trực tiếp bị hắn một đấm đánh ngã xuống đất, bành một tiếng nằm ở trên mặt đất, đỉnh đầu bốc lên một cái huyết phao lớn như chuông đồng. Lão nhân kia vẫn đang cười. Phong Phi Vân cũng đã nhận ra biến cố bên này, rất nhanh chạy tới, nhìn chằm chằm vào lão nhân kia, trong đan điền đối phương một mảnh hỗn độn, không thấy rõ tu vị, đôi mắt già nua tràn đầy hào quang chói mắt. Bà mẹ nó còn em ngươi a hát, có thể không đánh vào đầu có được không? Tất Ninh Suất tuy rằng đang mắng chửi, nhưng vẫn xám xịt chạy thoát trở về, trốn đến đằng sau Phong Phi Vân, thấp giọng nó bên tai Phong Phi Vân. Lão nhân này không dễ chọc, có lẽ chính là thủ hộ giả tầng thứ 81. Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất đều nghiêm chỉnh mà đối đãi, bọn hắn định liên thủ tế ra miểu quỷ ban chỉ, dùng linh khí chi uy, có lẽ có lực lượng trấn áp lão giả này. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đánh ra tất cả linh khí trên người vào miểu quỷ ban chỉ, tế nó ra, dẫn động 6 bức cổ đồ, định tốc chiến tốc thắng, cho dù không thể trấn áp tên thủ hộ giả này cũng phải mau chóng chạy ra khỏi Linh Bảo Tháp. Oanh! Một mảnh hào quang từ trong miểu quỷ ban chỉ bay ra, ngàn vạn tượng thần, hợp lực hai người, uy lực của miểu quỷ ban chỉ xa không chỉ đơn giản là điệp ra gấp đôi. Thật đúng là lai giả bất thiện. Lão giả kia quăng chồng sách cổ trong tay ra ngoài, trên chồng sách cổ kia ấy dính một tầng vầng sáng, tựa như biến thành thiết sách đồng quyển do tinh thiết tạo thành vậy, nhưng lại lập tức liền bị lực lượng linh khí cắn nát, biến thành từng sợi ngọn lửa. Lão giả này hơi sửng sốt. Sau đó trên mặt liền sinh ra một vòng dáng tươi cười, ống tay áo hất lên, một mảnh ánh lửa u lam sắc liền bay ra ngoài, mảnh ánh lửa này uy lực thập phần dọa người, chính là từ trong một đồng thau cổ bình bay ra, vừa có hơi lạnh lại có cả sóng nhiệt. Uy năng linh khí cũng không thể ngăn trở đám hỏa diễm này, bị tầng tầng phá vỡ. Đây là, nhị muội minh hỏa. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói. Tiểu gia hỏa có chút kiến thức, đây là một đám nhị muội minh hỏa. Chính là do lão phu đi vào trà mã cổ đạo đi thông âm giới,
hao tốn 60 khối chân diệu linh thạch mua được trong tay một tam chuyển quỷ tà, coi như là linh khí cũng không ngăn được uy lực của nhị muội minh hỏa. Lão giả này chính là tiền bối Tầm Bảo Sư, có thể tiến vào âm giới cũng không phải việc khó gì. Vậy cũng chưa hẳn. Một tay Phong Phi Vân tế lên miểu quỷ ban chỉ, tay kia, ngưng tụ xích hỏa thuật, muốn dùng đó để chống lại nhị muội minh hỏa. Uy năng mà linh khí đánh ra bị đám nhị muội minh hỏa kia tầng tầng phá vỡ, Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất cũng có thể cảm giác được, trên ngọn lửa kia xen lẫn trích hàn chi khí, huyết nhục chi thân cũng bắt đầu đùng đùng rung động. Xích hỏa thuật. Phong Phi Vân rốt cục đánh ra xích hỏa thuật, muốn phản tế minh hỏa. Huyết nhân thần quán. Tất Ninh Suất cũng đánh ra một cái bình này lớn bằng sọ người, trên đó có bột phấn xương cốt bạch cốt tùm, lại có huyết tinh thịt nhão bao ở bốn phía bình, có nhiều chỗ lờ mờ còn có thể nhìn thấy có sợi tóc màu đen đang bay múa. Nhưng đây thật là một cái thần quán, trên đó có khí thức bùn đất, có mạch vân đại địa. Một cái bình trông rất giống đầu người, tuy rằng uy lực không bằng miểu quỷ ban chỉ, nhưng lại chặn lại nhị muội minh hỏa, tăng thêm đám xích hỏa thuật kia của Phong Phi Vân trùng kích. Trực tiếp liền đánh nhị muội minh hỏa vào trong huyết nhân thần quán. Nhị muội minh hỏa có uy lực thiêu hủy linh khí nhưng lại bị huyết nhân thần quán thu lấy, không cách nào lao ra được nữa. Cái bình này mang đến cho người một loại cảm giác ma uẩn, khí tức bình thản, bên trong lại khủng bố. Cái bình này ngươi lấy từ đâu? Lão giả kia quá sợ hãi, trông thấy cái bình này liền nghĩ tới một nhân vật thập phần đáng sợ. Lại nhìn Tất Ninh Suất. Sắc mặt già nua của hắn đã có chút trở nên trắng bệch. Ta nhặt đấy. Tất Ninh Suất thu M huyết nhân thần quán về. Cái thần quán này tự nhiên không phải hắn nhặt được, chính là hắn lấy trên thân một huyết y nhân, cho nên mới đặt cho nó cái tên là huyết nhân thần quán. Cái bình này có ma tính không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn không kìm lòng được nghĩ tới cái tên này. Hắn lúc ấy cũng cảm thấy thú vị. Nhưng sau khi hắn mang khẩu thần quán này trên người lại cảm giác được khủng bố trước nay chưa từng có, mỗi lúc trời tối, bên trong thần quán đều truyền đến một hồi ma âm không hiểu, khiến hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ, luôn cảm thấy đầu người nọ sẽ từ trong bao quần áo bay ra, lơ lửng bên gối hắn, mặt mũi tràn đầy huyết phụ nhìn chằm chằm vào hắn. Không có khả năng, đây chính là đệ nhất sát khí của dương giới chi vương, huyết y thần quán, chính là dùng đầu lâu của một vị thượng cổ đại hiền tế luyện mà thành. Tuyệt đối sẽ không sai được. Lão giả kia đối với chuyện của âm dương nhị giới hoặc nhiều hoặc ít vẫn có hiểu rõ, so với ai khác đều rõ ràng về sự khủng bố của dương giới chi vương là bực nào, hắn đã bị huyết nhân thần quán trước mắt này dọa khiếp sợ rồi. Con, mẹ nó, người nọ là dương giới chi vương. Tất Ninh Suất sợ tới mức run tay, huyết y thần quán trong tay thiếu chút nữa đã rơi trên mặt đất, có huyết dịch bốc lên từ bên trong tràn ra, tràn đầy xương đỏ. Chân của hắn cũng có chút như nhũn ra, toàn thân cũng bị mất hết khí lực, đứng không yên, trực tiếp tựa vào trên bờ vai Phong Phi Vân. Cái này chơi lớn rồi, huyết y nhân kia dĩ nhiên lại là dương giới chi vương, mình ngay cả đồ của dương giới chi vương cũng trộm, đã xong rồi, hai mắt Tất Ninh Suất trợn trắng, cảm giác có chút hít thở không thông. Ta trả lại có được không? Tất Ninh Suất cho tới bây giờ đều chưa từng bị dọa như vậy. Phong Phi Vân cũng đổ mồ hôi, tên này thật sự trâu bò, trộm cả đồ của dương giới chi vương, nếu chuyện này truyền đi, hắn khẳng định sẽ danh chấn thiên hạ, sẽ khiến cho rất nhiều người tự phong là đạo thần cảm thấy xấu hổ đến chết. Trước tiên vẫn nên ngăn cản khí tức của huyết y thần quán, nếu bị dương giới chi vương cảm ứng được, vậy thì thật sự muốn không chết cũng khó. Phong Phi Vân nhắc nhở. Tất Ninh Suất như được cảnh tỉnh, vội vàng thi triển cấm pháp. Lần nữa che giấu khí tức huyết y thần quán lại, trong lòng âm thầm thề phải tìm một chỗ chôn lấy huyết y thần quán, đây không phải là một kiện linh bảo, quả thực chính là tấm bùa đòi mạng mà. Tên này trộm đồ nhất lưu, che giấu khí tức linh bảo cũng hết sức lợi hại, không hổ là dân chuyên nghiệp. Lão Phu còn tưởng rằng ngươi là truyền nhân của dương giới chi vương, thì ra chỉ là một tên trộm vặt, mau giao huyết y thần quán ra đây. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một cái ưng chảo khô heo. Khiến không khí cũng toát ra hỏa hoa, muốn đoạt lấy huyết y thần quán. Đây chính là đệ nhất sát khí của dương giới chi vương, chính là một trong vài món sát khí cao cấp nhất cả thần tấn vương triều, uy lực so với linh khí bình thường không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần, nếu nắm giữ kiện sát khí này, hắn sắp có được thực lực dung chuyển cự kình rồi. Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất muốn tế ra huyết y thần quán,
nhưng có một đạo sóng lửa đột nhiên bay qua đỉnh đầu bọn hắn, đây là một mảnh mây lửa đỏ thẫm, bên trong bao lấy một người, đúng là thần bí chủ nhân, hắn cũng chạy đến. Lão nhân này cứ giao cho ta, các ngươi nhanh chóng đi tìm ẩn tầm xa la. Thần bí chủ nhân duỗi ra một tay cánh hỏa diễm đánh lui lão giả kia, ống tay áo lão giả kia toàn bộ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, lộ ra một cánh tay khô héo. Ngươi lại là người phương nào? Trong lòng lão giả giật mình, nhìn cánh tay tổn thương của mình, cảm giác được thần bí chủ nhân bao lấy trong ngọn lửa này thập phần cường đại, nếu nhị muội minh hỏa không bị huyết y thần quán lấy đi, hắn có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng đã mất đi nhị muội minh hỏa, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, chưa hẳn chống đỡ được thần bí chủ nhân này. Người giết ngươi! Thần bí chủ nhân thanh âm khô cạn, một chỉ điểm ra ngoài, thân thể biến thành kiếm được hỏa diễm đan vào, xuyên phá không khí, đâm rách càn khôn, qua trong giây lát, trực tiếp liền xuyển thủng thân thể lão giả kia. Phốc! Phiến hỏa diễm này cực nóng như ma lô, khí tức vô cùng sắc bén, từ trong thân thể lão giả xuyên qua, trực tiếp chia lìa thân thể của hắn làm hai nửa, lập tức đã bị miểu sát. Không chịu nổi một kích. Thần bí chủ nhân hừ lạnh một tiếng. Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng mãnh liệt nhảy lên, thần bí chủ nhân này không phải cường đại bình thường, đánh chết tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng chỉ cần một chiêu, khiến người hoàn toàn bị chấn nhiếp. Gặp không may, lại bị nàng chạy thoát. Phong Phi Vân phát hiện Kỳ Thương Nguyệt đã thừa cơ chạy đi, biến mất khỏi tầng thứ 81. Chợt có lực lượng đáng sợ từ trong linh bảo tháp bay lên, tựa như trên bầu trời đêm đột nhiên nhiều ra mấy cái mặt trời, đồng thời đều lao đến tầng thứ 81. Lại dám xông vào linh bảo tháp, chết! 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 Có năm chữ chết vang lên, lực lượng một tiếng cường đại hơn một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.